Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 88. Đến tận khi thân ảnh Huyết Yêu Nhiêu biến mất, Tiêu Phàm mới hồi phục lại tinh thần, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào bờ môi của mình, trong lòng thoáng chút thất vọng xen lẫn mất mát. Hắn không ngờ mình lại bị Huyết Yêu Nhiêu cưỡng hôn, hắn không thể không thừa nhận, trong thời khắc kia, hắn có một loại xúc động muốn phát điên. Nhưng khi nghĩ lại bộ dáng Huyết Yêu Nhiêu rời đi, tâm của Tiêu Phàm tựa như bị kim châm. Tiêu Phàm không rời đi, mà vẫn ngồi một mình trong vườn hoa, một lần ngồi xuống chính là cả đêm, hắn dốc sức tu luyện đồng thời đầu óc hắn cũng suy nghĩ vài vấn đề. Ngày thứ hai, khi trời còn tờ mờ sáng, Tiêu Phàm đã bị một tiếng kêu đánh thức, hắn chậm rãi mở ra hai mắt. Huyết tỷ tỷ, muội không đi, muội muốn gặp ca ca. Đây là tiếng của Tiêu Niệm Niệm, tai của Tiêu Phàm khẽ rung một cái. Lách mình biến mất, chớp mắt đã xuất hiện trong đại sảnh. Yêu Nhiêu, người muốn làm gì? Tiêu Phàm nhìn đám người trong sân, không khỏi cau mày một cái. Bên trong tiểu viện đứng đầy tu sĩ Tu La Điện, tất cả đều cung kính đứng ở đó. Huyết Yêu Nhiêu chắp tay đứng ở cửa đại sảnh, thần sắc lạnh lùng, so với bộ dáng ngày hôm qua, hiện tại nàng như là hai người. Hôm qua Huyết Yêu Nhiêu nhu tình như nước, còn hiện nàng lại băng lãnh như xương. Khi nữ nhân trở mặt thực khủng bố, trong lòng Tiêu Phàm âm thầm bổ sung một câu. Ca ca, người tới thật đúng lúc, Huyết tỷ tỷ nói muốn rời khỏi thành chiến hồn thánh. Tiêu Niệm Niệm nhìn thấy Tiêu Phàm đến, vội vàng tránh khỏi tay một nữ tu sĩ đang kéo nàng. Rời đi, Tiêu Phàm khẽ cau mày một cái, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu được ý của Huyết Yêu Nhiêu, lông mày chậm rãi giãn ra. Hôm qua có nhiều người phản bội như vậy. Ai biết những kẻ này có đi mật báo hay không, nếu để cho người của chiến thần điện phát hiện ra nơi này, chắc chắn bọn chúng sẽ động thủ. Ca ca, muội không đi, muội muốn ở cùng một chỗ với ca ca. Tiêu Niệm Niệm vội vàng nhào vào ngực Tiêu Phàm. Niệm Niệm, điện chủ một ngày trăm công ngàn việc, người ở bên cạnh hắn sẽ càng thêm nguy hiểm, nghe lời tỷ tỷ nói. Khuôn mặt băng lãnh của Huyết Yêu Nhiêu chỉ khi nhìn thấy Tiêu Niệm Niệm, mới khẽ lộ ra nụ cười. Muội không đi, nếu đi, lần sau phải thật nhiều năm nữa mới có thể thấy gặp được ca ca. Tiêu Niệm Niệm gắt gao ôm lấy Tiêu Phàm, sợ Tiêu Phàm rời đi. Dù đã qua nhiều năm, nhưng Tiêu Niệm Niệm đối với Tiêu Phàm vẫn luôn có một sự ỷ lại. Niệm Niệm, Tiêu Phàm cúi xuống khẽ vuốt tóc Tiêu Niệm Niệm nói, nghe lời Huyết tỷ tỷ, lần này ca ca cam đoan, nhất định sẽ thường xuyên đến thăm ngươi, có được không? Ta không tin. Cái miệng nhỏ nhắn của Tiêu Niệm Niệm khẽ lẩm bẩm. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đành phải lấy ra một khối truyền âm ngọc phù giao cho Huyết Yêu Nhiêu nói, Yêu Nhiêu, đồ vật này ngươi biết rõ cách dùng phải không? Biết rõ, Huyết Yêu Nhiêu gật đầu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện bản thân không biết nói gì, một khi nữ nhân đã trở mặt sẽ nhanh hơn cả lật sách, nhưng Tiêu Phàm cũng không biết nói gì thêm, hắn rất rõ ràng, Huyết Yêu Nhiêu biến thành bộ dạng này, hắn có trách nhiệm rất lớn. Ca ca, sao ngươi chỉ đưa cho Huyết tỷ tỷ, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Tiêu Niệm Niệm sợ bỏ lỡ cái gì, vội vàng nói. Tiêu Phàm không từ chối, chỉ là Tiêu Niệm Niệm vẫn chưa thức tỉnh được chiến hồn, như vậy sẽ không thể sử dụng được truyền âm ngọc phù. Đột nhiên như nghĩ đến cái gì, Tiêu Phàm nói, Niệm Niệm, tử thần châu kia muội vẫn còn giữ chứ. Tiêu Niệm Niệm không biết Tiêu Phàm có ý gì, tay nhỏ luồn vào trong cổ áo. Lấy ra một hạt châu màu tím, cười nói, đây là đồ vật ca ca đưa cho Niệm Niệm, Niệm Niệm vẫn một mực mang trên người. Niệm Niệm, muội có muốn tu luyện không? Tiêu Phàm sờ hạt châu màu tím, trong đầu đang nhớ lại một màn ở Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, chớp mắt thôi mà đã đi qua thật nhiều năm. Tiêu Niệm Niệm bây giờ cũng đến tuổi có thể tu luyện rồi. Đương nhiên muốn, Niệm Niệm nằm mơ cũng muốn. Niệm Niệm nhất định phải trở thành một tu sĩ cường đại như ca ca. Ánh mắt Tiêu Niệm Niệm kiên định nói, nhưng chỉ lát sau sự kích động trong mắt nàng nhanh chóng hạ xuống, nàng thấp giọng nói, thế nhưng Niệm Niệm không thể thức tỉnh chiến hồn, không thể tu luyện. Tại sao không thể tu luyện? Tiêu Phàm nghi ngờ nói, sau đó linh hồn lực phóng ra, thẩm thấu vào kinh mạch và đan điền của Tiêu Niệm Niệm mà tìm kiếm. Tiêu, điện chủ, Niệm Niệm đã từng thử thức tỉnh chiến hồn, nhưng thất bại, về sau tìm luyện dược sư nhìn qua, họ nói kinh mạch của Niệm Niệm bị chặn. Đan điền không có cách nào ngưng tụ hồn lực, nên không thể thức tỉnh chiến hồn. Lúc này, Huyết Yêu Nhiêu đột nhiên nói,
chỉ là trong giọng nói của nàng có thể nhìn ra nàng đang cố gắng giữ khoảng cách với Tiêu Phàm. "Ca ca, có phải Niệm Niệm rất vô dụng hay không?" Tiêu Niệm Niệm cúi đầu nhỏ giọng nói. Tiêu Phàm khẽ xoa đầu Tiêu Niệm Niệm, cười nói, "Niệm Niệm làm sao có thể vô dụng, người khác nói Niệm Niệm không có cách nào tu hành, đó là do bọn hắn không hiểu, ca ca nói cho muội biết, Niệm Niệm không những có thể tu hành, còn nhất định trở thành một thiên tài." "Thật sao?" Tiêu Niệm Niệm lập tức trở nên kích động, có thể tu luyện là việc nàng nằm mơ cũng muốn. "Thật?" Tiêu Phàm khẳng định gật đầu, sau đó đứng dậy, nhìn về phía Huyết Yêu Nhiêu nói, "Chờ ta thời gian nửa chén trà nhỏ." Không đợi đám người kịp phản ứng, Tiêu Phàm đã biến mất tại chỗ, khiến đám người nhìn nhau không biết xảy ra việc gì. Sau thời gian không đến nửa chén trà nhỏ, Tiêu Phàm lần nữa trở về, lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra tay một viên đan dược màu vàng kim óng ánh trong suốt. Huyết Minh cùng tu sĩ trong đại sảnh thấy cảnh này trong lòng kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ Tiêu Phàm vừa mới đi luyện chế đan dược. Kim sắc đan dược tản ra một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, đám người trong sân ngửi một cái, lập tức cảm giác lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra. "Ăn đi." Tiêu Phàm đưa đan dược vào trong miệng Tiêu Niệm Niệm. Đám người kinh ngạc không thôi, không ít người đều biết rõ Tiêu Niệm Niệm là một phế vật không thể tu luyện. Chẳng lẽ ăn một viên đan dược sẽ có thể như Tiêu Phàm nói, có thể khiến nàng biến thành thiên tài sao? Tiêu Niệm Niệm không do dự nuốt viên đan dược kia, nàng luôn khát vọng bản thân có thể tu luyện đã 2 năm rồi, mỗi lần nhìn người khác tu luyện, trong lòng nàng đều cảm thấy khó chịu. Khi Tiêu Niệm Niệm ăn hết viên đan dược kia, Tiêu Phàm lại lấy ra một kim châm cắm vào đan điền của Tiêu Niệm Niệm, sau một khắc, từng sợi sương mù màu đen dọc theo kim châm chảy ra. Thiên địa linh khí ở bốn phía không ngừng cuồn cuộn tràn vào thân thể của Tiêu Niệm Niệm, sau một thoáng thời gian, quanh thân Tiêu Niệm Niệm phát ra từng đạo hỏa diễm màu đỏ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đứng trong sân đều có cảm giác bị hỏa diễm dày vò, cảm giác này đến cũng nhanh. Đi cũng nhanh lúc này không ít người vẻ mặt mịt mờ không hiểu, chỉ có Kiếm La và Võ Nhược Phong dường như nhận ra điều gì đó, nhưng cũng không quá chắc chắn. Đây là, lông mày Tiêu Phàm khẽ nhíu lại, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Trong đan điền của Tiêu Niệm Niệm, có một tiểu điểu màu đỏ lớn cỡ bàn tay, toàn thân tiểu điểu hừng hực hỏa diễm, đang giương cánh muốn bay. Nếu khi nãy Tiêu Phàm không kịp khống chế thì cỗ hỏa diễm nãy đã trực tiếp từ trong đan điền Tiêu Niệm Niệm bắn ra. Hỏa điểu nhìn qua rất nhỏ, nhưng khí thế phát ra của nó, đến cả Tiêu Phàm cũng cảm thấy khiếp sợ, hỏa diễm này tuyệt đối không kém gì thiên hỏa. Chẳng lẽ là một con thiên phượng? Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm suy đoán, nhưng lại lập tức bác bỏ suy đoán này. Hắn gặp qua phượng hoàng chi hỏa trên người Lăng Phong, cùng tiểu điểu này khác biệt rõ ràng, rất hiển nhiên, tiểu điểu màu đỏ và phượng hoàng nhất tộc rõ ràng khác nhau. Tiêu Phàm cau mày một cái. Trong đầu liên tục suy nghĩ, như nhớ tới cái gì, Tiêu Phàm suýt thì kêu lên sợ hãi, đây không phải Phượng Hoàng, mà là Thượng Cổ Chu Tước, Thượng Cổ Chu Tước Chiến Hồn. Thượng Cổ Chu Tước Chiến Hồn, trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ không bình tĩnh, tu luyện nhiều năm như vậy, Thượng Cổ Thần Thú Chiến Hồn hắn cũng chỉ gặp 2 người có, một là Long Thần, nắm giữ Thượng Cổ Ma Toan Chiến Hồn. Một người khác là Chiến Hoàng Thiên, nghe đồn hắn nắm giữ Thượng Cổ Long Kỳ Chiến Hồn. Nhưng Tiêu Phàm cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Thượng Cổ Thần Châu Chiến Hồn, đó đều là bá chủ bên trong thần thú, rất nhiều thần thú cho dù ở Thái Cổ Thần Giới cũng được xếp trên bảng xếp hạng thần thú. Trước đó Tiêu Phàm có thăm dò qua thân thể Tiêu Niệm Niệm, biết được nàng nắm giữ hỏa diễm chiến hồn, bởi vì hỏa diễm này không ngừng cắn nuốt hồn lực, khiến nàng không có cách nào ngưng tụ hồn lực, vì vậy cũng không thể thức tỉnh chiến hồn được hơn nữa. Bên trong chiến hồn điện chắc cũng không có văn tự về việc thức tỉnh Thượng Cổ Chu Tước chiến hồn, nên Tiêu Niệm Niệm mới không thể thức tỉnh chiến hồn. Tiêu Phàm không ngờ, Tiêu Niệm Niệm có thể mang lại niềm vui bất ngờ lớn như vậy cho hắn. Thật lâu sau Tiêu Phàm mới lấy lại bình tĩnh, khi linh hồn lực của hắn chạm đến Thượng Cổ Chu Tước chiến hồn, liền bị luồng sức mạnh kia bài xích bắn ngược ra. Không đúng, cho dù là Thượng Cổ Chu Tước chiến hồn cũng không thể mạnh mẽ như thế. Tại sao ta lại có cảm giác đây chính là Chu Tước thực sự? Trong lòng Tiêu Phàm hồ nghi, Thượng Cổ Chu Tước chiến hồn này mang đến cho hắn cảm giác khác biệt, tựa như của chiến hồn Lâu Ngạo Thiên là một chuôi kiếm chân thực, có lẽ chiến hồn của Tiêu Niệm Niệm cũng là một đầu Chu Tước thực sự. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng chỉ là suy đoán mà thôi, bất luận Thượng Cổ Chu Tước này là chiến hồn hay là chân thực,
nó cũng tuyệt đối không gây bất lợi cho Tiêu Niệm Niệm. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ loạn, đáng tiếc bây giờ rất khó điều tra gia tộc của Tiêu Niệm Niệm, nếu không đã có thể giải thích được chút ít. Thất phu vô tội mang ngọc có tội, nếu như có người biết rõ trong thân thể Niệm Niệm có thượng cổ chu tước, nhất định sẽ đánh chủ ý vào nàng, hắn thấy tốt hơn là nên dùng phong ấn để che giấu thì hơn. Trong lòng Tiêu Phàm đưa ra một quyết định. Sau đó hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, từng đạo thủ ấn đánh vào bên trong đan điền của Tiêu Niệm Niệm, thượng cổ chu tước chiến hồn kia liền lập tức dùng toàn lực đối đầu lại. Trong lòng Tiêu Phàm khẽ hừ lạnh, hắn đường đường là chiến thần cảnh hậu kỳ, nếu như ngay cả một con thượng cổ chu tước sơ sinh còn không phong ấn được, chẳng phải sẽ trở thành chuyện cười hay sao? Nhưng mà, khi phong ấn chi lực của Tiêu Phàm càng lúc càng lớn, thì thượng cổ chu tước kia cũng giãy giụa càng ngày càng mạnh, bộ dáng không chết không thôi. Tiêu Phàm âm thầm dùng linh hồn nói với thượng cổ chu tước, nói, dù sao nếu để người khác biết ngươi tồn tại, nhất định sẽ đối phó với ngươi, nếu xảy ra việc như vậy, không bằng bây giờ ta sẽ giải quyết ngươi, tránh sau ngươi này làm liên lụy tới Niệm Niệm. Thượng cổ chu tước này không biết nghe có hiểu ý tứ của Tiêu Phàm hay không mà cuối cùng cũng không phản kháng nữa. Như thế mới đúng, ngươi yên tâm, ta sẽ không hoàn toàn phong ấn, vẫn để ngươi có thể kết nối cùng thiên địa, nếu như Niệm Niệm gặp việc gì ngoài ý muốn, vào thời điểm mấu chốt còn phải dựa vào ngươi trợ giúp nàng nữa. Tiêu Phàm lại nói, nếu như khi nãy hắn chỉ là nghi ngờ, như vậy bây giờ hắn đã hoàn toàn xác định, con chu tước này tuyệt đối là tồn tại chân thực. Vừa nghĩ tới trong đan điền Tiêu Niệm Niệm nắm giữ một con chu tước, trong lòng Tiêu Phàm kích động không thôi, phải biết là thượng cổ thần thú đã biến mất vô số năm tháng rồi. Chí ít, bây giờ ở chiến hồn đại lục, Tiêu Phàm không còn nhìn thấy thượng cổ thần thú chân chính nào. Rất nhanh, Tiêu Phàm đã phong ấn thành công, hắn cũng không hoàn toàn phong ấn thượng cổ chu tước, mọi thứ lưu lại một đường này tất nhiên có thể sẽ làm bại lộ khí tức của nó. Nhưng vào thời điểm mấu chốt, nó cũng có thể cứu Tiêu Niệm Niệm một mạng, huống chi, thượng cổ chu tước còn cần cắn nuốt thiên địa linh khí để trưởng thành. Điện chủ, Niệm Niệm như thế nào? Lát sau, Huyết Yêu Nhiêu đột nhiên lo lắng hỏi, nàng thật sự rất quan tâm Tiêu Niệm Niệm. Không có gì đáng ngại, Tiêu Phàm lắc đầu, cho nàng một ánh mắt yên tâm. Sau một khắc, Tiêu Phàm dùng linh hồn lực bao phủ tử thần châu trước ngực Tiêu Niệm Niệm, tử thần châu giống như một ngôi sao màu tím. Bỗng lóe lên quang mang rực rỡ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, một hư ảnh màu tím chậm rãi hiện ra bên trong tử thần châu, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đó là một cây trúc màu tím. Trúc tím tổng cộng chia làm 10 đốt, trên thân tràn ngập đường vân thần bí, tỏa ra quang hoa sáng chói. Trúc tím, chẳng lẽ là trúc tử chiến hồn? Một số người nhìn thấy cảnh này không nhịn được khẽ kinh hô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cây trúc màu tím, ánh mắt lóe lên sáng. Cũng có không ít người lộ vẻ cổ quái, bọn hắn chưa từng thấy chiến hồn loại cây trúc, chiến hồn này lực công kích có hạn, có mạnh nữa cũng không đi đến đâu. Không đúng, ta hình như đã từng nhìn thấy trúc tử giống như thế này rồi. Võ Nhược Phong đột nhiên kêu lên đầy kinh ngạc. Kiếm La cũng khẽ nheo hai mắt, hít sâu một cái, cơ hồ gần từng chữ một, tử quang lưu ly trúc. Đúng, chính là tử quang lưu ly trúc. Đây không phải là chiến hồn mà vạn thánh dược các truyền thừa từ vạn năm trước sao? Võ Nhược Phong trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vạn thánh dược các, đây chính là đại thế lực từ vạn năm trước đấy, chiến hồn truyền thừa của hắn sao có thể đơn giản được? Có được chiến hồn của vạn thánh dược các truyền thừa, tương đương với có được vạn thánh dược các truyền thừa. Chấm, vạn năm trước, vạn thánh dược các là một luyện dược đường vô cùng to lớn. Dược đường này trong thiên hạ nếu tự xưng đệ nhị, sẽ không có dược đường khác dám xưng đệ nhất. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm tử sắc trúc tử cao một thước kia, trong lòng hắn cũng cảm khái không thôi. Khi hắn nhận được vạn thánh dược các truyền thừa, hắn đã biết về tử quang lưu ly trúc. Khi ấy Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn cũng không nói sự tình về tử quang lưu ly trúc cho hắn biết, cho nên sau này ở Sở gia khi đại trưởng lão Sở Cổ muốn cướp vạn thánh dược các đi, Tiêu Phàm cũng cố ý để hắn cướp. Bây giờ ngẫm lại, Tiêu Phàm quyết định lưu vạn thánh dược các lại, hắn luôn có cảm giác hai người Lục Bá Hậu không có lòng tốt gì. Một ngày nào đó hắn sẽ gặp lại hai người Lục Bá Hậu. Trong lòng của hắn có loại cảm giác, một ngày nào đó còn muốn cùng Lục Bá Hậu bọn hắn gặp mặt. Tiêu Phàm đẩy tử quang lưu ly trúc vào bên trong đan điền của Tiêu Niệm Niệm, sau này,
cho dù thượng cổ chu tước bị phong ấn, Tiêu Niệm Niệm vẫn có thể tu luyện bình thường. Trong mắt những người khác đều là vẻ hâm mộ, đây chính là truyền thừa của vạn thánh dược các đấy, thế mà lại bị một tiểu nữ hài đạt được. Tiêu Phàm không biết để lộ Tử Quang Lưu Ly Trúc là tốt hay xấu, trong lòng hắn có chút hối hận vừa rồi quá xúc động. Nhưng nếu như đã bại lộ, về sau hắn chỉ có thể cẩn thận bảo vệ Tiêu Niệm Niệm. Sau khoảng 10 lần hô hấp, Tiêu Phàm mới thu hồi tay lại. Đột nhiên, tử thần châu trước ngực Tiêu Niệm Niệm bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một màn mưa ánh sáng dung nhập vào mi tâm Tiêu Niệm Niệm. Ở mi tâm của nàng xuất hiện một đóa tử sắc hoa khiến cho Tiêu Niệm Niệm nhìn qua vô cùng thánh khiết. Huyết Yêu Nhiêu lẳng lặng nhìn một màn này, nàng vốn định ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn không xuất thủ. Cũng đúng lúc này, khí tức trên người Tiêu Niệm Niệm không ngừng tăng lên, cảnh giới bắt đầu nhanh chóng tăng, sau 10 nhịp thở, nàng đã đột phá đến chiến tông cảnh. 8, 9 tuổi đã là chiến tông cảnh, phóng mắt khắp chiến hồn đại lục, thì nàng tuyệt đối chính là thiên tài. Nhưng so với những tu sĩ nắm giữ huyết mạch đặc thù mà nói, thế này cũng không quá kinh thế hãi tục. Chấm, ca ca, muội đã trở thành tu sĩ rồi. Hai mắt Tiêu Niệm Niệm mở ra, kinh ngạc nói. Niệm Niệm nhà ta hiện tại không chỉ là tu sĩ, còn là một cường giả chiến tông cảnh. Tiêu Phàm cười nói. Cảm ơn ca ca, Tiêu Niệm Niệm vội gật gật đầu, nàng quá hưng phấn, không kìm được nhảy lên trên người Tiêu Phàm, hôn một cái lên mặt hắn. Tiêu Phàm thật bất đắc dĩ, bản thân hắn lại bị cưỡng hôn, sự tình này sao cứ xảy đến với hắn thế cơ chứ? Sau đó hắn thu liếm tâm thần lại, Tiêu Phàm lấy ra một truyền âm ngọc phù đưa cho Tiêu Niệm Niệm nói, Niệm Niệm nếu như nhớ ca ca, có thể dùng cái này cùng ca ca nói chuyện. Tiêu Niệm Niệm đắc ý tiếp nhận truyền âm ngọc phù, cẩn thận thu hồi. Đúng lúc này, giọng nói Huyết Yêu Nhiêu vang lên, thời gian không còn nhiều, chúng ta nên đi thôi. Tiêu Phàm đưa mắt nhìn Huyết Yêu Nhiêu mang theo người của đệ tam Diêm La Phủ rời đi, Tiêu Phủ rộng lớn vậy mà chỉ còn lại 3 người Tiêu Phàm. Kiếm La cùng Võ Nhược Phong. Công tử, chúng ta ở lại chỗ này làm gì? Kiếm La nhìn không được hỏi. Đã bị giam ở một chỗ hơn ngàn năm, hiện tại hắn không muốn lại ở nơi đây đợi, nhưng nếu như Tiêu Phàm không đi, hắn cũng chẳng thể làm gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đợi thêm mấy ngày, Tiêu Phàm chắp tay đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Hình thánh đại nhân cùng những người khác hẳn là cũng mau trở lại chiến hồn đại lục, ngài có muốn triệu tập bọn họ lại không? Kiếm La hỏi. Bộ hạ cũ của Tu La có hơn 100 chiến thần cảnh cường giả, đó cũng là một lực lượng cường đại, nếu để bọn hắn tùy ý rời đi, vậy cũng quá lãng phí. Không cần, Tiêu Phàm lắc đầu, nếu như bọn họ thừa nhận mình là người của Tu La Điện, khi Tu La Điện gặp nạn, họ sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Tiêu Phàm còn một câu không nói. Chính là nếu bọn họ không nguyện ý tiếp tục lưu lại Tu La Điện, có cưỡng cầu bọn họ cũng vô dụng. Kiếm La cũng hiểu ý nghĩ Tiêu Phàm, đối với bộ hạ cũ của Tu La mà nói đây coi như một khảo nghiệm. Mấy ngày tiếp theo, 3 người Tiêu Phàm vẫn một mực đợi tại Tiêu Phủ, 3 người trừ tu luyện, cũng không làm việc gì khác. Chớp mắt đã qua 7 ngày, Tiêu Phàm đột nhiên mở mắt, lách mình biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã ở ngoài tiểu viện. Cùng lúc đó, có 2 luồng khí thức cường đại quét qua phủ đệ, Kiếm La cùng Võ Nhược Phong đồng thời xuất hiện, đề phòng nhìn lên không trung. Một thoáng thời gian, trong sân đột nhiên nhiều hơn 2 thân ảnh, cười bước về phía Tiêu Phàm, kêu lên, Lão Tam. Tam ca, các ngươi cuối cũng đến rồi, so với dự đoán của ta chậm mất mấy ngày. Tiêu Phàm cười cười, người tới không phải ai khác, chính là Lăng Phong và Quan Tiểu Thất. Chúng ta đuổi kịp Lão Tam. Muốn cùng hắn đi đến Bắc Vực một chuyến, về sau nửa đường hắn bỏ lại chúng ta, nói muốn đi Tây Vực, cho nên chúng ta mới đến muộn mấy ngày. Lăng Phong giải thích nói, ngươi không phải luôn ở đây chờ chúng ta chứ? Phải, cũng không phải. Tiêu Phàm gật đầu, rồi lại lắc đầu, một bộ cao thâm nói. Ầm ầm, đột nhiên, trên bầu trời vang lên một trận kinh lôi, khiến đại địa rung lên mãnh liệt, phía chân trời nổi lên sóng gió cuồng bạo. Chuyện gì xảy ra vậy? Võ Nhược Phong kinh ngạc nhìn bầu trời như muốn đổ sụp xuống kia. So với dự kiến của ta còn sớm hơn một chút, Tiêu Phàm hai mắt mở to, thần sắc đột nhiên trở lên ngưng trọng. Thiên địa chấn động ngày càng lợi hại, gió xoáy tại chân trời xoay chuyển, cuồng phong thổi loạn, vô số tu sĩ rời khỏi nơi mình nơi tu luyện,
mờ mịt nhìn lên bầu trời. Không chỉ tu sĩ ở thành Chiến Hồn Thánh, mà tất cả các tu sĩ ở khu vực khác đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một luồng áp lực vô hình dâng lên trong lòng tất cả mọi người. Thiên địa vốn đang sáng sủa, dần dần bị bao phủ bởi mây đen, cảnh tượng trải rộng cả vạn dặm, khí tức kiềm chế càng ngày càng mãnh liệt. Chứng kiến cảnh này, tất cả tu sĩ tại Chiến Hồn Đại Lục đều cảm thấy như bị một tòa núi đổ sộ chân áp, vô cùng bức bách. Lão Tam, chuyện gì xảy ra thế? Lăng Phong nhìn không được hỏi. Hắn bây giờ đã là thất biến chiến thần, nhưng vẫn không thể chịu được áp lực uy áp kia, tu sĩ bình thường sao có thể chịu được đây? Ong ong không đợi Tiêu Phàm mở miệng, một màn sáng từ bốn phía thành Chiến Hồn Thánh phóng lên tận trời, ở giữa không trung ngưng tụ thành một màn ánh sáng, bảo hộ cả tòa thành trì ở bên trong. Diệp gia cổ thành đột nhiên run lẩy bẩy, vô số toái thạch thoát ly cổ địa, bắt đầu rơi xuống phía dưới. Nhìn thấy một màn này, trái tim của tất cả tu sĩ đều phát lạnh, Diệp gia cổ thành nếu bị rơi xuống, thành Chiến Hồn Thánh cùng bốn phía địa vực, đoán chừng đều vỡ nát, tất cả sinh linh đều phải táng thân ở nơi này. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm nhìn thấy từng đạo lưu quang ở trên không tốc độ cực nhanh phóng tới, chính là chiến thuyền của Chiến Thần Điện. Bọn hắn đang tấn công Diệp gia cổ địa, nhưng thấy cảnh này đã không chút do dự bay về phía thần vực. Không cần nghĩ cũng biết, chiến thuyền của Chiến Thần Điện nhất định là chạy tới Thiên Thần Phong. Tiêu Phàm nhìn Diệp gia cổ địa trên không trung, trong lòng hắn vẫn luôn thắc mắc một vấn đề, năm đó Diệp gia là một nhánh của truyền thừa điện đã quy thuận Chiến Thần Điện, vì sao bây giờ Chiến Thần Điện lại muốn tiến đánh Diệp gia cổ tộc vậy? Theo lý mà nói, Diệp gia cổ tộc nên trợ giúp Chiến Thần Điện ứng phó với các cổ tộc khác mới đúng. Tiêu Phàm từ thái độ của Diệp Khuynh Thành đã tìm được đáp án, hiện tại có thể Diệp gia đã không còn là thiên lôi để Chiến Thần Điện sai đâu đánh đó nữa. Diệp gia cổ thành sụp đổ càng lúc càng nhanh, đất đá từ trên cao rơi xuống phía dưới, nện trên màn sáng bao quanh thành Chiến Hồn Thánh. Màn sáng rung động không ngừng, lưu quang vạn trượng, khó khăn lắm mới có thể ngăn trở. Tiêu Phàm híp hai mắt lẳng lặng nhìn hư không, đột nhiên con ngươi của Kiếm La co rụt lại, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, công tử, không phải là. Kiếm La nói còn chưa nói hết, nhưng trong lòng hắn cực kỳ không bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn lộ ra vẻ sợ hãi. Sợ hãi, Kiếm La là cửu biến chiến thần đấy, khoảng cách tới chiến thần cảnh đỉnh phong chỉ cách một bước, trên đời này đồ vật có thể làm cho hắn sợ hãi, là vô cùng ít ỏi. Tiêu Phàm gật đầu. Nhìn thấy mấy người Lăng Phong ánh mắt vẫn mờ mịt không hiểu, hắn hít sâu một cái nói, thần kiếp địa muốn giáng lâm. Thần kiếp địa giáng lâm, Lăng Phong, Quan Tiểu Thất cùng Võ Nhược Phong kinh hãi, không khỏi hít một hơi lạnh. Bọn họ biết rõ thần kiếp địa giáng lâm đại biểu cho điều gì, thần kiếp địa chính là sân nhà của huyết ma bộ lạc, một khi thần kiếp địa giáng lâm, sợ rằng toàn bộ Chiến Hồn Đại Lục đều gặp kiếp nạn. Lẽ nào đại chiến sắp xảy ra sao? Chiến Hồn Đại Lục lấy cái gì để cùng huyết ma bộ lạc liều mạng đây? Hừ, coi như thần kiếp địa giáng lâm, Chiến Thần Điện chúng ta nhất định sẽ toàn lực giết dị tộc. Võ Nhược Phong hừ lạnh một tiếng nói. Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất nhìn Võ Nhược Phong như nhìn thằng ngốc, Quan Tiểu Thất nhìn không được nói, Chiến Thần Điện các ngươi sẽ dốc toàn lực ngăn giết huyết ma bộ lạc. Chỉ cần các ngươi đừng cấu kết với dị tộc, chúng ta đã phải thắp nhang cầu nguyện rồi. Ngươi, Võ Nhược Phong không phục. Ngươi cái gì mà ngươi, nhìn đến ngươi là một tên ngu xuẩn, lúc nào cũng mơ mơ màng màng, trong mắt Chiến Luân Hồi ngươi chẳng qua cũng chỉ là công cụ mà thôi. Quan Tiểu Thất khinh bỉ nói. Mọi người đừng tranh cãi nữa. Tiêu Phàm cắt ngang tiếng cãi nhau của mấy người, rồi nói, đợi thần kiếp địa chân chính giáng xuống Chiến Hồn Đại Lục còn cần một đoạn thời gian. Lão Tam, trước đó ngươi nói sẽ mang chúng ta đi tới địa phương khác, là nơi nào? Lăng Phong trầm giọng nói. Hiện tại hắn đối với thế lực luôn tràn ngập khát vọng. Chỉ khi đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, mới có cơ hội cùng Chiến Thần Điện và huyết ma bộ lạc đánh cược một lần. Một khi huyết ma bộ lạc giáng lâm, Tu La Điện bị huyết ma bộ lạc và Chiến Thần Điện hai đại thế lực kìm kẹp. Không biết việc của lão nhị xử lý xong chưa? Lông mày Tiêu Phàm hơi nhíu lại, hắn sao không muốn tự tăng cường thực lực chứ? Hai ngày trước ta đã liên lạc với hắn, hắn nói qua mấy ngày nữa sẽ chạy tới Nam Vực. Lăng Phong trả lời. Vậy chúng ta đi thôi, chỗ đó vừa vặn cũng nằm tại Nam Vực. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, trong mắt phóng tinh quang. Mấy người Tiêu Phàm nhanh chóng tiền về Nam Vực,
hiện tại thời gian còn lại càng ngày càng ít, mỗi một phút đều vô cùng quan trọng. Mặt khác, Tiêu Phàm thả tin tức thần kiếp địa giáng lâm ra ngoài, tin tức rất nhanh đã truyền khắp các đại cổ tộc, tất cả các cổ tộc đều chuẩn bị sẵn sàng đón địch, so với khi đối mặt cùng chiến thần điện càng thêm khẩn trương. Dị tộc, nếu so sánh với chiến thần điện, nó còn đáng sợ hơn rất nhiều, dù sao đây cũng là thế lực mạnh mẽ vạn năm trước chút nữa đã hủy đi chiến hồn đại lục. Cái tên cửu U Ma Thần đã ép tất cả mọi người trên chiến hồn đại lục không thở nổi. Khiến Tiêu Phàm thấy ngoài ý muốn là khi chiến thần điện thu được tin tức, chiến luân hồi lại giận tím mặt, mặc dù hắn không biết chiến luân hồi vì sao lại giận như vậy, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, chiến luân hồi có khả năng sẽ không thần phục huyết ma bộ lạc. Nhưng hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác, chính là người thần bí khống chế vô tâm, người này từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện, xem ra là một nhân vật phiền phức. Sau 3 ngày, nhóm người Tiêu Phàm đã xuất hiện trên không trung của Ly Hỏa Đế Đô, nhìn lại địa phương quen thuộc này, trong lòng Tiêu Phàm liền cảm khái không thôi. Lão Tam, có cần về nhà nhìn một cái không? Lăng Phong nhìn về phía Đại Yên Vương Triều hỏi. Hai mắt Tiêu Phàm lóe qua tinh quang. Ánh mắt như có thể nhìn thấu thiên địa. Tiêu Phàm, Lăng Phong, thực sự là các ngươi. Đột nhiên, một tiếng gọi kinh ngạc từ đằng xa truyền đến. Mấy người Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, thấy 3 bóng người quen thuộc bay tới vị trí bọn họ đang đứng, chỉ lát sau bọn họ đã xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm. Quách Lão, Quách Triển Trưởng, Lục Viện Trưởng, Phúc Bá. Thời điểm nhìn thấy những người này, Tiêu Phàm thiếu chút nữa đã gọi ra Quách Lão quỷ may mà hắn kìm được. Sau vội vàng đổi giọng. Người tới không phải ai khác, chính là Quách Sĩ Thần, Phúc Bá cùng Lục Vũ, khiến Tiêu Phàm ngạc nhiên là 3 người này vậy mà đã trở thành tu sĩ chiến thánh cảnh, hơn nữa còn là chiến thánh cảnh đỉnh phong. Không phải Tiêu Phàm xem thường bọn hắn, 2 năm này thiên địa linh khí tự nhiên vô cùng nồng đậm, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà bọn hắn có thể đột phá chiến thánh cảnh cũng khó có khả năng. Dù sao, trước đó bọn họ đều chỉ là chiến hoàng cảnh. Lục Vũ mạnh nhất, cũng mới là chiến đế cảnh mà thôi. Mới mấy năm không gặp, thực lực 3 người lại đột nhiên tăng mạnh, thành chiến thánh cảnh đỉnh phong. Nếu như không phải Tiêu Phàm có thể xác định khí tức hồn lực trên người bọn họ, biết rõ đúng là 3 người Quách Sĩ Thần, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ nghĩ bản thân đang lâm vào huyễn cảnh. Lục Bá Bá, Quan Tiểu Thất cũng cùng Lục Vũ chào hỏi, Lục Vũ là người dẫn đường của hắn, nếu như không có Lục Vũ, đừng nói có thể đột phá chiến thần, đến bây giờ có khả năng hắn vẫn là một người bình thường. Lục Vũ cười cười, gật đầu ra hiệu, trên mặt đều là vẻ hòa ái. Thực sự là các ngươi, xem ra điện chủ đại nhân nói không sai, các ngươi nhất định sẽ trở về. Quách Sĩ Thần đột nhiên cười tủm tỉm nhìn Tiêu Phàm nói. Điện chủ gì, không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Lăng Phong đã nghi ngờ hỏi, trên mặt lộ ra một tia đề phòng. Hắn chỉ biết Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ, trừ Tiêu Phàm ra, Chiến Thần Điện cũng có Điện Chủ, ngoài ra không còn Điện Chủ nào nữa. Tiêu Phàm cũng cau mày một cái, tựa như đoán được cái gì, thử hỏi, ngươi là nói tới Điện Chủ Truyền Thừa Điện. Truyền Thừa Điện không phải đã biến mất mấy ngàn năm à, tại sao lại cùng Thần Phong Học Viện có quan hệ? Lăng Phong không hiểu hỏi lại. Bởi vì Thần Phong Học Viện chính là Truyền Thừa Điện, Tiêu Phàm thả ra một tin tức cực kỳ nặng ký. Người khác có thể không bỉa nhưng Tiêu Phàm đã sớm có suy đoán. Bác lão đã từng nói cho hắn biết, Nam vực không đơn giản, bằng không chiến thần điện cũng không có khả năng không dám tùy ý xâm phạm. Hơn nữa, khi chiến thiên hạ dẫn người tiến đánh Nam vực, cuối cùng lại bị một người dùng một kiếm diệt toàn bộ người của hắn, chỉ còn chiến thiên hạ có thể chạy trốn, tất cả những điều này đã đủ chứng minh Nam vực bất phàm. Nếu như nói trên đời này còn có ai có thể nháy mắt giết chết mấy vạn người của chiến thần điện thì chỉ có truyền thừa điện mới có thực lực này. Làm sao có thể, Lăng Phong trợn to 2 mắt, vẻ mặt không thể tin được. Ngươi còn nhớ kỹ khi chúng ta lén tiến vào nội viện sao? Tiêu Phàm nhắc nhở Lăng Phong nói. Lăng Phong cau mày một cái, khẽ nhớ lại, sau đó hắn khẽ vỗ đầu một cái nói, trước kia không biết, nhưng hiện tại hồi tưởng lại. Chỗ đó đúng là tràn đầy thiên địa linh khí. Tiêu Phàm gật đầu, cho dù hắn sớm có phỏng đoán, nhưng trong lòng vẫn không thể bình tĩnh, ánh mắt khẽ nhìn về phía Quách Sĩ Thần. Không sai, Thần Phong Học Viện chính là truyền thừa điện. Quách Sĩ Thần cười nói, cũng không giấu giếm. Quách lão quỷ,
ngươi khẳng định đã sớm biết rõ Thần Phong học viện là truyền thừa điện đúng không? Lăng Phong ra vẻ phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào Quách lão quỷ nói. Cái nhìn này làm Quách lão quỷ toàn thân run rẩy, vội vàng nói, ta biết rõ, nhưng mà ta không thể nói. Kỳ thật khi ta đạt được vô tận chi hỏa, người đã biết là ta cướp đi. Tiêu Phàm cười cười. Quách sĩ thần cay đắng cười một tiếng, nhưng vẫn gật đầu, động tĩnh khi ngươi lấy được vô tận chi hỏa quá lớn, không muốn biết cũng khó, nhưng ta không ngờ là, vô tận chiến điện vậy mà cũng trên người của ngươi. Đúng, vô tận chiến điện vốn cũng là tu la điện truyền thừa, vì sao lại rơi vào Tiêu gia chứ? Tiêu Phàm cũng nghĩ không ra, đồ vật quan trọng như vậy, vậy mà có thể xuất hiện ở gia tộc mình. Lúc ấy Tiêu gia chẳng là gì cả, chỉ là một gia tộc nhỏ nhoi nơi thành hoang. Chẳng qua chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Quách sĩ thần tiếp tục nói, mỗi một đời tu la điện chủ sau khi chết, đại bộ phận truyền thừa đều sẽ từ hắn tự động an bài, chỉ có vô tận chi hỏa cùng vô tận chiến điện mới thuộc quản lý của truyền thừa điện. Về phần vô tận chiến điện, tu la điện chủ đời trước khi chết, hắn không kịp ghi lại, cho nên không thể trở về truyền thừa điện, cuối cùng ngã xuống tại Nam Vực, không nghĩ tới vừa lúc xuất hiện ở Tiêu gia. Vậy sao? Tiêu Phàm nửa tin nửa ngờ. Ta chỉ nghe người ta nói, cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Quách sĩ thần lắc đầu. Quách lão quỷ, các ngươi làm sao đã đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong? Lăng Phong cũng không có cho Quách sĩ thần mặt mũi, trước kia gọi hắn như vậy, bây giờ vẫn xưng hô như vậy. Các ngươi là đều học trò của ta, các ngươi đều đã đột phá chiến thần cảnh, chẳng lẽ người làm lão sư như ta lại không thể đột phá chiến thánh cảnh sao? Quách sĩ thần cười mắng. Lăng Phong im lặng, cái lý do này thì tính gì, cảnh giới đột phá đến bây giờ, bọn họ phải liều mạng đấy, các ngươi thì sao đây? Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi vỗ vỗ bả vai Lăng Phong nói, phía sau Quách lão quỷ có truyền thừa điện, điều kiện tốt như vậy nếu như ngay cả chiến thánh cảnh đều không đột phá được, như vậy cũng không có tư cách gia nhập Thần Phong học viện. Nghe Tiêu Phàm nói như thế, Quách sĩ thần tức giận nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc hắn không thể làm gì. Hiện tại cho dù có 100 hắn cũng không phải đối thủ của Lăng Phong và Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chính là cố ý chọc giận Quách sĩ thần, lúc trước bọn hắn bị Quách sĩ thần làm tức giận gần chết, hiện tại xem như trả lại cho hắn. Đương nhiên, sâu trong nội tâm Tiêu Phàm đối với Quách sĩ thần vẫn là cực kỳ cảm kích cùng kính sợ, lúc trước Quách sĩ thần đã nhiều lần cứu mạng hắn, hơn nữa còn cực kỳ bao che cho hắn. Nếu không có hắn, năm đó Tiêu Phàm đã sớm chết ở Đại Yên Vương Triều. Chấm, nói đùa, Quách viện trưởng, các ngươi cố ý là ở chỗ này chờ chúng ta sao? Chẳng lẽ thực sự là truyền thừa điện điện chủ đại nhân biết rõ chúng ta sẽ đến nơi này? Tiêu Phàm nói tránh đi. Không sai, chúng ta đã ở chỗ này chờ nửa tháng, điện chủ muốn gặp ngươi. Quách sĩ thần hết sức trịnh trọng nói ra. Gặp ta, lần này đến phiên Tiêu Phàm kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như thế. Điện chủ truyền thừa điện chính là nhân vật trong truyền thuyết, nghe đồn đến chiến luân hồi cũng phải kiêng kỵ, vậy mà nhân vật này lại muốn gặp hắn. Cũng không phải Tiêu Phàm tự coi nhẹ mình, với cảnh giới bây giờ của hắn, ở trước mặt điện chủ truyền thừa điện, thực sự không tính là gì. Quách sĩ thần chỉ cười, cũng không nói gì. Truyền thừa điện đã chuẩn bị xuất thế sao? Tiêu Phàm không nhịn được hỏi. Cũng sắp rồi, Quách sĩ thần cũng không giấu giếm, gật đầu nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, sâu trong đáy mắt hắn khẽ lóe lên một tia sáng, lại hỏi, đúng rồi, điện chủ truyền thừa điện tên là Tiêu Thần Võ có phải không? Trong lòng hắn vô cùng hiếu kỳ với điện chủ truyền thừa điện nhất kiếm sinh thế giới, lần trước nghe Chọc Thiên Hồng nhắc tới Tiêu Thần Võ, trong lòng Tiêu Phàm có chút tự hào, dù sao Tiêu Thần Võ có thể là tổ tiên của Tiêu gia. Ngươi đến đó chẳng phải sẽ biết rõ sao? Quách sĩ thần cười một tiếng, thấy Tiêu Phàm còn muốn nói cái gì? Lại nói, Tiêu Phàm, người như vậy cũng không giống điện chủ tu la điện đâu. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, có vẻ như vấn đề của hắn hôm nay quá nhiều, nhún nhún vai nói, không phải vì do ở trước mặt của Quách viện trưởng mà có chút lo lắng sao. Quách sĩ thần khinh bỉ nhìn Tiêu Phàm một cái, thời điểm lúc bọn hắn chỉ là chiến tôn cảnh cũng không thấy lo lắng, bây giờ lại càng không cần nói. Nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của mấy người Tiêu Phàm cùng Lăng Phong, Quách sĩ thần cũng không khỏi cảm khái, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình có thể có hai học sinh lợi hại như vậy. Nói theo một ý nghĩa nào đó,
Quách Sĩ Thần hắn cũng được coi là lão sư của Tiêu Phàm cùng Lăng Phong, chỉ là họ không làm lễ bái sư mà thôi. Sau đó, Tiêu Phàm đi theo mấy người Quách Sĩ Thần bay về Đại Yên Vương Triều, đối với Quách Sĩ Thần, trong lòng Tiêu Phàm vẫn cực kỳ tín nhiệm. Hơn nữa, cho dù xảy ra việc gì ngoài ý muốn, với thực lực bây giờ của hắn, chỉ cần đối thủ không phải một nhóm chiến thần đỉnh phong, thì hắn muốn đi cũng rất dễ dàng, không mấy người có thể ngăn được hắn. Tốc độ của đám người Tiêu Phàm rất nhanh, không đến thời gian nửa canh giờ, mấy người đã vào tới trong một tòa thành trì phồn hoa, nhìn cảnh sắc bốn phía, Tiêu Phàm cùng Lăng Phong cũng khẽ rung động. Biến hóa của Yến Thành thật lớn, Lăng Phong cảm khái nói, tuy hắn ở đây chỉ một thời gian ngắn, nhưng hắn có một loại cảm giác thân thiết với nơi này. Từng ấy năm cho tới nay, nơi này đã trở thành hồi ức tốt đẹp nhất của hắn. Ngược lại Tiêu Phàm Khôn cảm thấy gì? Hắn đã ừng trở lại đây tấy lần, chỉ là thời gian 3-4 năm gần đây hắn chưa trở về mà thôi. Chỉ lát sau, Tiêu Phàm thả linh hồn lực ra, tất cả tình cảnh cả tòa Yến Thành đều hiện lên trong não hải của hắn, từng bóng dáng thân quen xuất hiện trong đầu Tiêu Phàm. Vân Lạc Vũ, Triệu Vô Bệnh cùng một số khuôn mặt quen thuộc hiện lên, đáng tiếc, 6-7 năm thời gian, hiện tại chỉ còn tình trạng cảnh còn người mất, chênh lệch giữa mọi người cũng càng lúc càng lớn. Về sau thời gian gặp nhau cũng càng ngày càng ít. Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, những tu sĩ cùng lứa tuổi với hắn, có thể vượt qua hắn, cũng chỉ còn những huynh đệ ở bên cạnh mình. Nhưng mặc dù bọn hắn đột phá đến cảnh giới cao hơn, nhưng trên vai cũng phải phụ trách nhiều gánh nặng hơn. Có những lúc, Tiêu Phàm rất hâm mộ những người vô ưu vô lo kia, họ có thể tự do làm việc mình muốn làm, nhưng thế gian này có quá nhiều việc không theo ý mình. Nếu như hắn không phải Tu La Điện Chủ, có lẽ hiện tại hắn đã cùng tiểu ma nữ hưởng thụ thế giới của hai người, ngẫu nhiên có thể tìm đám người Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng quan tiểu thất uống chút rượu, đàm luận thiên địa, đó chính là cuộc sống mà hắn muốn hướng tới. Càng nghĩ nhiều, Tiêu Phàm lại càng chìm đắm, cả người tựa như thất thần. Đã tới Thần Phong Học Viện, suy nghĩ của Tiêu Phàm đã bị tiếng nói của Quách Sĩ Thần cắt đứt. Hiện tại, vị trí bọn hắn đang đứng là một quảng trường khổng lồ, trên quảng trường tụ tập không ít tu sĩ, ở phía cuối quảng trường có một cung điện khổng lồ. Chào Lục viện trưởng, chào Quách phó viện trưởng, chào Phúc bá. Khi đám tu sĩ nhìn thấy ba người Quách Sĩ Thần, liền không ngừng chào hỏi bọn hắn, trong ánh mắt của họ đều là kính sợ cùng vẻ sùng bái. Ô, Quách lão quỷ, người vậy mà cũng trở thành nhân vật được người khác sùng bái. Sao vậy? Ngươi không bóc lột học sinh Thần Phong Học Viện nữa à? Lăng Phong trêu ghẹo nói. Lăng Phong còn nhớ kỹ, năm đó Quách Sĩ Thần một mực lừa gạt hồn thạch của bọn hắn, tên này vẫn còn nhớ thủ cũ đây. Quách Sĩ Thần đen mặt lại, lúng túng nói, ha ha, trước kia không phải thân bất do kỷ sao, hết cách rồi, hiện tại ngươi nhìn Thần Phong Học Viện, còn cần phó viện trưởng như ta tự mình đi làm công kiếm tiền sao? Vậy cũng phải, Lăng Phong gật đầu, không thể không nói. Thần Phong Học Viện bây giờ mới được xem Thần Phong Học Viện chân chính. Đó là Yến Vương Nhân Từ, sát nhập Chiến Vương Học Viện vào, mặt khác, Yến Thành mở rộng hơn trước kia 4 lần, hiện tại Yến Thành ngoài trừ Vương Cung ra, tất cả khu vực khác đều phân chia đến Thần Phong Học Viện. Quách Sĩ Thần cười nói, nhìn Thần Phong Học Viện có thể phát triển như bây giờ, trong lòng hắn cũng rất thoải mái, rất có cảm giác thành tựu. Xem ra, Vân Lạc Vũ cũng rất xứng với chức Yến Vương. Tiêu Phàm thoải mái cười một tiếng. Đúng vậy, nhưng ngươi cũng là nhất tự tỉnh kiên vương của Đại Yên Vương Triều đấy. Quách Sĩ Thần trêu ghẹo nói, bây giờ Đại Yên Vương Triều đã trở thành Tuyết Nguyệt Hoàng thành đệ nhất vương triều rồi. Tất cả những thứ này cảm giác như mới xảy ra hôm qua. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn biết rõ, Đại Yên Vương Triều bây giờ, luận thực lực, có lẽ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cũng không so được. Đúng, Quách viện trưởng. Ngươi có gặp qua đám người Tần Mặc không? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi. Lúc trước chiến thần điện tiến đánh Ly Hỏa Đế Đô, túy ông chết thảm, bọn Lăng Phong bị Bác Lão đưa đi, sau này Tiêu Phàm đã âm thầm để Bác Thần Phong chuyển rời thần châm các đến Đại Yên Vương Triều. Chỉ là chớp mắt đã trôi qua nhiều năm, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, bản thân mặc dù đột phá đến cảnh giới bây giờ, nhưng lại mất đi rất nhiều thứ. Thậm chí, giống như đám người Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Bắc Thần Phong vì trợ giúp hắn, cũng phải trả một cái giá rất lớn, như vợ của hai người bọn hắn là Tuyết Lung Giác cùng Tần Mộng Điệp, hai người bồi tiếp quá ít.
Tiêu Phàm hắn cũng là như thế, nhiều năm như vậy, cùng Diệp Thi Vũ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, khó có được mấy lần gặp mặt. Đợi chiến hồn đại lục Thái Bình, ta sẽ mang mọi người đi chu du vạn giới. Trong lòng Tiêu Phàm thầm nói, hắn cảm giác bản thân thiếu nợ rất nhiều người. Làm sao có thể không biết đây, hiện tại thần châm các chính là đệ nhất dược các của Đại Yên Vương Triều, các đại thương hội cùng công hội khác đều không so được. Tần Mặc Thân làm thần châm các thủ tịch luyện dược sư, không người nào không biết, nếu không hiện tại ta dẫn ngươi đi xem. Quách Sĩ Thần cười nói. Vậy là tốt rồi, Tiêu Phàm khẽ thở phào một hơi, đối với đám người Tần Mặc, trong lòng Tiêu Phàm chỉ có cảm kích, hắn không muốn bọn hắn gặp việc gì ngoài ý muốn. Hắn lắc lắc đầu nói, sau này rồi đi xem bọn hắn sau, hiện tại dẫn ta đi gặp điện chủ truyền thừa điện đi. Tùy thời đều có thể gặp bọn hắn. Bây giờ còn có chính sự muốn làm, dù sao, thần chi kiếp địa thế nhưng có thể giáng lâm bất cứ lúc nào. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, thu hồi linh hồn lực, vẻ đẹp tất cả nơi này đều đã in trong đầu hắn, vì để những cảnh đẹp này được truyền thừa xuống, hắn còn phải cố gắng rất nhiều. Trong lòng hắn lại bổ sung một câu, hiện tại không phải là thời điểm cảm khái, đến khi tất cả mọi thứ tốt đẹp không bị hủy diệt, hiện tại ta muốn làm, chính là không ngừng mạnh lên. Trong lòng Tiêu Phàm đã âm thầm hạ quyết tâm, chờ sau khi gặp điện chủ truyền thừa điện xong, sẽ tiến về chỗ đó. Sau một lát, Quách Sĩ Thần mang theo bọn Tiêu Phàm đi một địa phương tĩnh mịch trong Thần Phong Học Viện, ở nơi này, có một tòa tứ hợp viện không lớn. Tòa viện tử này, Tiêu Phàm và Lăng Phong đã quá quen thuộc. Nhớ năm đó, ở trong này, cỏ dại còn cao hơn so với người, hoang vu, lụi bại đều không thể để hình dung ngôi viện này. Nhưng mới mấy năm không thấy, nơi này đã trở thành thánh địa trong lòng tất cả học viên ở Thần Phong Học Viện, người bình thường muốn bước vào tòa tiểu viện này đều rất gian nan. Tiêu Phàm, người đi vào đi. Quách Sĩ Thần đứng ở cửa, không tiếp tục đi vào, mà nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Lão Tam, ta và Tiểu Ngũ ở bên ngoài chờ ngươi, chúng ta thuận tiện đi dạo Yến Thành một vòng. Lăng Phong nhìn Tiêu Phàm một cái, cũng không có ý đi vào cùng. Điện chủ truyền thừa điện chỉ gọi Tiêu Phàm, hắn và đám người quan tiểu thất tự nhiên không có ý lưu lại. Được, Tiêu Phàm gật gật đầu, một mình một người đi đến tiểu viện, cỏ dại trong sân đã được dọn sạch, cỏ non phủ kín mặt đất, dẫm trên lớp cỏ này chỉ thảy mềm nhũn, hiển nhiên là thường xuyên có người quản lý. Linh hồn lực quét qua, trong đầu Tiêu Phàm, trong nháy mắt xuất hiện mấy chục bóng dáng, bọn hắn lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào căn tiểu viện này. Tiêu Phàm cũng không để ý tới, mà trực tiếp xuyên qua tiểu viện, đi về phía lối đi cổng vòm. Lần này, đi vào thông đạo, cũng không xuất hiện huyễn cảnh như trước kia, mà là xuất hiện ở trong một không gian chân thực. Quét mắt xung quanh, trăm hoa khoe sắc, chim hót rộn ràng, muôn hồng nghìn tía, xanh tươi tốt, cảnh tượng an bình, tựa như nhân gian tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết. Trước kia Tiêu Phàm có nằm mơ cũng không nghĩ đến. Bên trong Thần Phong Học Viện còn cất giấu một tiểu thế giới tươi đẹp như thế. Vị trí Tiêu Phàm đang đứng, là ở phía dưới Vân Vũ Sơn, phía trước hắn là một con đường hẹp quanh co, trên mặt đất phủ kín phiến đá, quanh co khúc khuỷu tới chỗ sâu trong Vân Vũ Sơn. Không đợi Tiêu Phàm kịp lấy lại tinh thần, hai thân ảnh từ nơi xa bay vụt tới, hạ xuống trước người Tiêu Phàm, cung kính nói, bái kiến Tu La điện chủ đợi ngài đã nhiều ngày. Xin mời dẫn đường. Tiêu Phàm nhìn hai thanh niên gật đầu cười một tiếng, khách khí nói. Mời, một thanh niên trong đó cung kính nói, ánh mắt lại đang đánh giá Tiêu Phàm, tựa như không tin người trước mắt chính là Tu La Điện Chủ trong truyền thuyết. Tiêu Phàm lơ đễnh, loại ánh mắt này hắn đã thấy nhiều, lần này tới đây, hắn chỉ muốn biết rõ, Điện Chủ truyền thừa điện tại sao muốn gặp bản thân hắn. Hắn đi theo hai thanh niên rất nhanh đã tới đỉnh Vân Vũ Sơn, trên đường đâu đâu cũng có hồn giới. Nếu như không có hai thanh niên dẫn đường, có lẽ Tiêu Phàm phải dùng rất nhiều thời gian mới có thể đi tới. Tu La Điện Chủ mời. Hai thanh niên khom người xá một xá, chậm rãi lui xuống dưới. Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, hai người này được huấn luyện rất không tệ, sau đó ánh mắt hắn chuyển về phía trước, khiến Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, phía trên đỉnh núi lại là một dược viên. Phía cuối dược viên, là một gian nhà lá đơn sơ. Trong sân nhỏ phía trước nhà lá bày một bộ bàn đá, bên cạnh bàn đá vừa vặn có một ghế bành, có một người đang nằm trên ghế bành. Giờ phút này, ghế bành đang chậm rãi lung lay,
Tiêu Phàm không dùng linh hồn lực tới dò xét, bởi làm như vậy là không tôn trọng đối phương. Nhưng cho dù không sử dụng linh hồn lực, Tiêu Phàm cũng thấy rõ ràng đó là một lão giả tóc hoa râm, hắn dường như không phát hiện Tiêu Phàm đến, vẫn bình tĩnh nằm trên ghế. Trên mặt Tiêu Phàm không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, chẳng lẽ lão đầu này chính là điện chủ truyền thừa điện trong truyền thuyết. Trong đầu Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới chiến luân hồi làm điện chủ chiến thần điện, ở cung điện không phải là phồn hoa bình thường. Mà lão đầu này ở lại quá đơn sơ, nếu như không phải biết rõ bản thân gặp mặt chính là điện chủ truyền thừa điện, Tiêu Phàm chắc chắn nghĩ người này là một lão nông. Thậm chí, hắn còn tưởng rằng bọn quách sĩ thần đang cố ý đùa hắn, bởi vì người này nhìn kiểu gì cũng đều không liên hệ tới điện chủ truyền thừa điện. Tiêu Phàm chậm rãi xuyên qua dược viên, đi tới phía trước nhà lá, cũng không tiếp tục tiến lên, ngược lại cúi đầu với lão giả trong sân nói, vãn bối Tiêu Phàm, bái kiến tiền bối. Tiêu Phàm cũng không dám khẳng định người trước mắt có phải là truyền thừa điện chủ hay không, chỉ có thể dùng tiền bối để gọi đối phương. Nhưng điều Tiêu Phàm có thể khẳng định chính là lão đầu này xác thực sâu không lường được, trên người hắn rõ ràng không có bất kỳ thần lực ba động nào, nhưng Tiêu Phàm lại không thể nhìn thấu hắn. Nhưng mà lão giả tựa như là đang ngủ, căn bản không nghe được lời nói của Tiêu Phàm. Vãn bối Tiêu Phàm, bái kiến tiền bối. Tiêu Phàm nói thêm lần nữa, giọng nói tăng lớn mấy phần. Nhưng trong lòng hắn lại nghi ngờ, chẳng lẽ lão đầu này muốn cố ý làm khó dễ bản thân mình. Hắn không tin đường đường là điện chủ truyền thừa điện, ở khoảng cách gần như vậy, vậy mà không biết phía sau mình có một người. Chỉ là trong lòng hắn cũng không biết ý của lão đầu là gì, cũng không dám tự tiện đi vào. Lúc Tiêu Phàm chuẩn bị mở miệng lần thứ ba, lão giả kia đột nhiên động động, sau đó duỗi người một cái. Tiểu Hữu, cuối cùng ngươi cũng đến. Giọng nói lười biếng của lão giả vang lên, tựa như mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ mơ. Khóe miệng Tiêu Phàm khẽ giật một cái, trong lòng lại thầm mắng không thôi, lão đầu này lại thực sự ngủ, hơn nữa còn một chút cảnh giác cũng không có. Nếu như vừa nãy có người đánh lén hắn, vậy chẳng phải là hắn đã chết rồi. Nhưng qua lời nói này, Tiêu Phàm cũng khẳng định được thân phận của hắn, lão giả này, hiển nhiên chính là điện chủ truyền thừa điện. Vãn bối Tiêu Phàm, xin ra mắt tiền bối. Tiêu Phàm đè xuống tâm tình chập chờn trong lòng. Trong lòng đối với lão đầu ngược lại có chút thay đổi cách nhìn. Tiểu Hữu chờ lão hủ một lúc đã, đừng trách nhé. Lão giả còn nói thêm, sau đó không còn để ý tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không hiểu gì nhìn lão giả, đây là ý gì? Ngươi gọi ta đến, chẳng lẽ chính là để cho ta ở chỗ này chờ ngươi sao? Trong lòng hắn an ủi bản thân, đối phương cũng không biết bản thân sẽ đến lúc này, hoặc là đối phương còn có một chút việc cần hoàn thành. Nhưng mà sau một lát, Tiêu Phàm lại thấy tức đến nhe răng trợn mắt, bởi vì một tiếng ngáy hùng hậu truyền đến, lão đầu này vậy mà lại ngủ rồi. Tiêu Phàm có loại xúc động muốn hộc máu, ngươi một câu để cho ta chờ ngươi một lúc, rồi ngươi ngủ mất sao? Nếu như đối phương không phải truyền thừa điện chủ, từ nội tâm Tiêu Phàm phát ra có chút kính sợ, đoán chừng hắn đã trực tiếp quay người đi. Cũng may là tính kiên nhẫn của Tiêu Phàm không thấp, lặng lặng đứng bên ngoài chờ, lần chờ này chính là mấy canh giờ, may mắn là Tiêu Phàm cũng không lãng phí thời gian, tâm thần chìm vào tu luyện. Sau 5 canh giờ, tiếng ngáy của lão giả đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi đứng dậy, lần nữa duỗi người một cái. Tiêu Phàm cũng từ trong nhập định tỉnh lại, hắn mặc dù chìm trong tu luyện, nhưng vẫn luôn chú ý đến biến hóa ở bên ngoài, hắn không nghĩ qua một lúc lão giả lại rơi vào trạng thái ngủ say. Tiểu Hữu, lão hủ xin lỗi. Lão giả duỗi người một cái, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt lão giả mày kiếm mắt sáng, hai mắt thâm thúy, dáng người hắn cao to, râu tóc bạc phơ, xương trán hơi hơi nhô ra, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt như hơi say rượu, trên người phát ra một cỗ khí tức hư vô phiêu miểu. Dù là già cả, hắn cũng có mấy phần anh tuấn, rất khó tưởng tượng khi hắn trẻ tuổi sẽ anh tuấn đến cỡ nào. Có điều lúc Tiêu Phàm nhìn thấy gương mặt này, con người hơi hơi rung động, trực tiếp kinh hô lên, nói, là ngươi. Tiểu Hữu nhận biết lão hủ sao? Nghe được lời Tiêu Phàm nói, lão giả hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm, trong nhận thức của hắn, Tiêu Phàm chưa gặp qua mình mới đúng. Sắc mặt Tiêu Phàm hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh, hít sâu một cái,
lắc lắc đầu nói, không quen biết. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hắn đã dung hợp lão giả cùng một khuôn mặt cùng một chỗ, không khỏi cau mày một cái, trong lòng trầm ngâm nói, giống, rất giống. Tiểu Hữu cũng không nói thật, lão giả mỉm cười, lập tức nghiêm mặt, hơi hơi chắp tay nói, lão hủ Tiêu Thần Võ, chào Tu La Điện Chủ. Tiền bối khách khí, Tiêu Phàm phải chào tiền bối mới đúng. Tiêu Phàm vội vàng đáp lễ, con ngươi lại thỉnh thoảng đánh giá lão giả, khó nén vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn đã sớm đoán được điện chủ truyền thừa điện tên là Tiêu Thần Võ, nhưng chính tai nghe được, trong lòng vẫn khó tránh khỏi không bình tĩnh. Hắn vốn nghĩ bộ dáng của Tiêu Thần Vũ là một trung niên nam tử anh minh thần võ, hoàn toàn không nghĩ tới hắn vậy mà là một lão giả, huyết khí đã cực kỳ khô bại. Đây cũng là lý do ngay từ đầu Tiêu Phàm không dám nhận người này chính là Tiêu Thần Võ, thật sự là cùng hình tượng Tiêu Thần Võ trong lòng Tiêu Phàm Tiêu khác biệt quá lớn. Chỉ có thể nói, người không thể xem bề ngoài. Đương nhiên, cũng là do Tiêu Phàm trước đó đoán sai, nếu không, hắn cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Trong lòng Tiểu Hữu có nghi hoặc gì, cứ nói ra, có lẽ lão hủ có thể thay ngươi giải đáp. Tiêu Thần Võ cười tủm tỉm nhìn Tiêu Phàm, bộ dáng hòa ái dễ gần. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nhìn chăm chú Tiêu Thần Võ, ngẫm lại, Tiêu Phàm vẫn hỏi ra nghi ngờ trong lòng, không biết tiền bối cùng Tu La Điện chủ đời thứ nhất Giả Cửu Thiên quan hệ ra sao. Không sai, đây chính là nguyên nhân Tiêu Phàm kinh ngạc, Tiêu Thần Võ trước mắt này, cùng với Cửu U Ma Huyết lúc trước hắn luyện hóa, Giả Cửu U huyễn hóa Tu La Điện chủ đời thứ nhất Giả Cửu Thiên giống nhau y hệt. Chỉ là lúc trước hắn nhìn thấy Giả Cửu Thiên là một trung niên nam tử, nhìn qua khoảng 50 tuổi. Trên người khoác huyết sắc chiến giáp, tư thế hiên ngang. Chỉ cần một cái bóng mờ, tựa như chúa tể của cả thiên địa, toàn bộ thế giới ở trước mặt hắn đều lộ ra nhỏ bé, đó là uy thế bậc nào. Mà Tiêu Thần Võ trước mắt này thì đã tới giai đoạn tuổi già, có điều cho dù già, nhưng hắn cũng mày kiếm mắt sáng, mặt như đao tước. Nếu như nói cả người Giả Cửu Thiên lộ ra khí tức phách tuyệt thiên địa, Tiêu Thần Võ trước mắt này lại là hư vô phiêu miểu, tiên phong đạo cốt. Mặc dù một người là trung niên, một người là lão niên, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình dáng khuôn mặt của hai người, cơ hồ giống nhau như đúc. Nếu như không phải khí tức trên người cả hai quá khác biệt, cùng với thị giác mang đến chênh lệch, Tiêu Phàm đã cho rằng người trước mắt là Tu La Điện chủ đời thứ nhất Giả Cửu Thiên. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Tiêu Thần Võ mỉm cười, tựa như đã sớm đoán được suy nghĩ trong lòng của Tiêu Phàm, cũng không có quá nhiều bất ngờ. Vô cùng bình thản nói Tiểu Hữu gặp qua Giả Cửu Thiên. Tiêu Phàm gật đầu, đơn giản kể lại sự việc Giả Cửu U biến hóa thành Giả Cửu Thiên một lần, con người hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần Võ, chờ đợi Tiêu Thần Võ trả lời. Khiến Tiêu Phàm kinh dị là, cả hai càng nhìn càng giống nhau. Tiêu Thần Võ cười nhạt một tiếng, ra hiệu cho Tiêu Phàm ngồi xuống, sau đó pha một bình trà thơm, rót cho Tiêu Phàm một ly. Tiêu Phàm không khỏi thầm than. Sự kiên nhẫn của Tiêu Thần Võ không phải là bình thường, mình đã hận không thể lập tức biết rõ liên hệ giữa cả hai, hắn ngược lại vẫn rất thoải mái, bây giờ còn có tâm tư pha trà uống. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta chính là Giả Cửu Thiên. Đột nhiên, Tiêu Thần Võ mở miệng nói. Lời này không nói thì thôi, nói ra kinh người, lời này nhất định chính là nói ra làm cho người ta kinh ngạc đến chết. Ngụm nước trà trong miệng Tiêu Phàm, kém chút trực tiếp phun đi ra. Nuốt xuống ngụm trà này, hắn kinh hãi nói, ngươi chính là Giả Cửu Thiên. Cũng khó trách Tiêu Phàm không bình tĩnh như thế, Giả Cửu Thiên chính là Tiêu Thần Võ, Tiêu Thần Võ chính là Giả Cửu Thiên, việc này chẳng phải là đại biểu cho Tu La Điện chủ đời thứ nhất chưa từng tử vong. Sự tình không phải đơn giản như ngươi nghĩ đâu, ngươi nghe lão hủ chậm rãi kể lại. Tiêu Thần Võ ra hiệu Tiêu Phàm ngồi xuống, bưng một chén trà khẽ nhấp một cái nói. Tiêu Phàm bất đắc dĩ. Đành phải ngồi xuống lần nữa, nghe Tiêu Thần Võ nói cặn kẽ. Sự tình còn phải nói tới từ mấy vạn năm trước, Tiêu Thần Võ chậm rãi nói, tựa như lâm vào bên trong hồi ức xa xôi, cụ thể bao lâu, lão hủ cũng không nhớ kỹ, chỉ ít cũng có 2-3 vạn năm, vốn là một tiểu thế giới an bình, bởi vì hai người đến mà phát sinh biến hóa. Tiêu Phàm lặng lặng nghe, cũng không quấy rầy. Hai người này chính là Giả Cửu Thiên cùng Giả Cửu U. Tiêu Thần Võ tiếp tục nói, thần sắc trở nên có chút mê ly. Mấy vạn năm trước Giả Cửu U tiến vào chiến hồn đại lục. Giả Cửu Thiên không phải người của cái thế giới này. Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng kinh ngạc,
nhưng hắn vẫn không cắt đứt, tiếp tục nghe Tiêu Thần Võ kể rõ. Chính như Tiêu Thần Võ nói, mấy vạn năm trước, Giả Cửu Thiên cùng Giả Cửu U tiến vào thế giới này, nói theo một ý nghĩa nào đó, Giả Cửu Thiên xác thực xem như một cái kẻ ngoại lai. Chuẩn xác mà nói, Giả Cửu Thiên cùng Giả Cửu U sở dĩ có thể tiến vào nơi này, là bởi vì đánh vỡ vách ngăn không gian nào đó, bị một cỗ sức mạnh hư vô kéo vào nơi đây. Hai người sau khi tiến vào thế giới này, cũng chưa từng sống chung hòa bình, vẫn chém giết không ngừng, một tiểu thế giới sao có thể chịu đựng được hai cường giả thiên thần chém giết. Dưới uy thế của hai người trùng kích, thiên địa đều gần như vỡ nát, tu sĩ trên chiến hồn đại lục càng là tử thương thảm trọng, dường như đến tận thế. Nhưng mà, chiến hồn đại lục cũng không thiếu cường giả chân chính, lúc đó đột nhiên có một con thần long đứng ra. Thần long này chính là huyết thần long đế thương. Tiêu Phàm cắt ngang hồi ức Tiêu Thần Võ, thử hỏi. Không sai, Tiêu Thần Võ gật đầu, tiếp tục nói, đế thương lúc ấy là thủ hộ giả của thế giới này, có thể nó vẫn chưa chân chính trưởng thành, tự nhiên không phải đối thủ của hai cường giả thiên thần, cho nên giữa hai người chọn ra một người. Không cần Tiêu Thần Võ nói, Tiêu Phàm cũng biết rõ, đế thương nhất định lựa chọn đứng về phía Giả Cửu Thiên, nếu không, Tu La Điện cũng sẽ không một mực bảo vệ nhục thân của hắn. Ngươi cũng đã gặp qua tàn niệm của đế thương rồi, sự việc về sau có lẽ cũng biết rõ một chút, ta không nói nhiều nữa. Tiêu Thần Võ nhìn Tiêu Phàm một cái nói. Tiêu Phàm gật đầu, kết cục hắn tự nhiên đã đoán được, Giả Cửu Thiên cùng Giả Cửu U thực lực vốn tương đương, có đế thương gia nhập, Giả Cửu U đâu thể là đối thủ của Giả Cửu Thiên nữa. Nhưng Tiêu Phàm có thể nhìn ra từ cái chết của đế thương, Giả Cửu U khẳng định liều chết đánh cược một lần, giết đế thương. Cũng làm trọng thương Giả Cửu Thiên, về phần chuyện về sau như thế nào, hắn không biết. Giả Cửu U hao hết thần lực, muốn hủy diệt thế giới này, cuối cùng bị đế thương cùng Giả Cửu Thiên ngăn cản. Tiêu Thần Võ lại nói, chỉ là Giả Cửu Thiên cùng đế thương trả giá cũng không nhỏ, đế thương chết đi, Giả Cửu Thiên cũng cận kề tử vong. Thậm chí, Giả Cửu U còn chạy thoát khỏi chiến hồn đại lục. Tiêu Phàm hơi nhíu mày. Hắn khó có thể tưởng tượng sự khủng bố cùng thảm trọng của trận chiến kia, đường đường là cường giả thiên thần cảnh vậy mà kề bên cái chết, thậm chí còn chết một con thần long. Sau đó thì sao? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, nếu như Giả Cửu U chỉ là trốn đi, vậy sẽ không có những sự việc phía sau xảy ra, rất hiển nhiên, Giả Cửu U bị trọng thương qua một đoạn thời gian, lại trở về. Tiêu Thần Võ nằm trên ghế bành, nhìn trời xanh mây trắng, tựa như không nghe được lời nói của Tiêu Phàm. Tự nhủ, sau khi Giả Cửu U chạy thoát, Giả Cửu Thiên cũng bị trọng thương, vốn dĩ hắn có thể rời đi, nhưng hắn không làm. Vì cái gì? Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lòng hắn thực sự coi Tiêu Thần Võ là Giả Cửu Thiên. Theo Tiêu Phàm, chuyện Tiêu Thần Võ vừa mới kể, chính là cố sự của bản thân hắn. Bởi vì Giả Cửu Thiên vô cùng áy náy đối với thế giới này. Tiêu Thần Võ thở dài một hơi, nói, lúc hắn kể bên tử vong. Lo lắng Giả Cửu U sẽ lại đến nơi đây, cho nên hắn quyết định vì chiến hồn đại lục làm một việc, việc kia chính là hoàn thiện hệ thống tu luyện. Chiến hồn đại lục trước kia, chỉ có một ít tán tu, cũng không có không hệ thống tu luyện rõ ràng, càng đừng nói tới công pháp cao thâm, người có biết tên gọi chiến hồn vì sao mà có không? Hồn văn, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, trong lòng hắn sớm đã có phỏng đoán. Hắn có thể thông qua hồn văn cùng sức mạnh của tảng đá màu trắng kích phát chiến hồn trong thân thể tu sĩ, hơn nữa sinh ra đã là cửu phẩm chiến hồn trở lên. Tiêu Thần Võ gật gật đầu, lại lắc đầu nói, vậy ngươi có biết hồn văn vì sao mà có không? Hồn văn là quỹ tích vận hành của thế giới này, cũng chính là đường vân lúc đầu, hẳn là thiên địa tự sinh ra. Tiêu Phàm không biết Tiêu Thần Võ vì sao hỏi hắn, cái này cùng chiến hồn có liên hệ gì đâu? Ngươi nói không sai. Hồn văn là thiên địa sinh ra, kỳ thật loại đường vân này, cũng gọi là quy tắc, hoặc có lẽ là pháp tắc. Tiêu Thần Võ hít sâu một cái nói. Khi nói đến những chữ quy tắc và pháp tắc, trong con người đục ngầu kia lóe qua một tia nóng rực, sau đó lại rất nhanh u ám xuống. Tựa như loại sức mạnh này, cũng không phải là thứ hắn có thể chạm tới được. Quy tắc, pháp tắc, Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, loại sức mạnh này, vượt qua nhận biết của hắn. Căn bản không phải thứ hắn có thể tưởng tượng ra. Thiên địa vạn vật, đều dựa theo quỹ tích cố định để vận hành, chỉ là quỹ tích này, có ít người không thể nắm giữ được, mà có ít người lại có thể nắm giữ. Hồn điêu sư của thế giới này,
chính là người có thể bắt được từng tia quý tích, đương nhiên, cũng chỉ là da lông mà thôi, nhưng chút da lông này, cũng làm cho người được lợi vô tận. Tiêu Thần Võ giải thích nói. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, hắn lại tiếp tục nói, kỳ thật, có một số thời điểm quý tích tồn tại bên người chúng ta, như là chiến hồn, nó kỳ thật vốn tồn tại trong thân thể của mỗi tu sĩ chiến hồn đại lục. Dạ Cửu Thiên chính bởi vì cảm ứng được điểm giống nhau trong thân thể của tu sĩ chiến hồn đại lục, vì vậy đã dùng mấy trăm năm thời gian, nghiên cứu ra quy tắc, chế tạo ra chiến hồn điện. Bên trong chiến hồn điện ẩn chứa vô số chiến hồn không gian, có thể kích phát loại quỹ tích đó trong thân thể của tu sĩ, cũng chính là thứ mà các ngươi gọi là thức tỉnh. Chỉ là chiến hồn không gian này có tính hạn chế nhất định, cũng không bao quát thiên địa vạn tượng, cho nên có một số người không thể thức tỉnh chiến hồn. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Không sai, Tiêu Thần Võ hài lòng nhìn Tiêu Phàm, có mấy phần tán thưởng, ngộ tính của Tiêu Phàm quả thật không tệ, lúc này lại trầm ngâm nói, trên thực tế, Dạ Cửu Thiên cũng đã phát hiện ra điểm này, hơn nữa hắn còn phát hiện ra một chuyện rung động hơn. Chuyện gì? Tiêu Phàm nhíu mày, có thể làm cho Dạ Cửu Thiên rung động, vậy khẳng định không phải chuyện đơn giản. Chiến hồn đại lục, mỗi một tu sĩ kỳ thật đều có linh hồn thiên phú. Tiêu Thần Võ hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm nghi hoặc không hiểu, hắn không nghe nói qua cái gì là linh hồn thiên phú, chỉ biết rõ nhục thân thần thông. Người đi qua chúng thần mộ địa, cũng đã đi qua tầng thứ 8, nơi đó kết nối với sức mạnh của hư vô thần giới. Người ở nơi nào, linh hồn có thể biến ảo thành trạng thái chiến hồn mà tồn tại, người biết rõ cái này ở thái cổ thần giới đại biểu cho cái gì không? Tiêu Thần Võ nhìn ra nghi hoặc của Tiêu Phàm, hít sâu một cái nói, nội tâm một mực không bình tĩnh. Tiêu Phàm mờ mịt lắc đầu, bởi vì hắn cũng không đi qua tầng thứ 8, mà là trực tiếp từ tầng thứ 7 tiến vào tầng thứ 9, thời điểm rời đi, cũng là trực tiếp xuất hiện ở bên trong biển lôi vân màu xám. Lúc này hắn mới phát hiện, dù là đạt tới cấp độ bây giờ, cái thế giới này vẫn có rất nhiều sự việc hắn không biết. Tại thái cổ thần giới, thậm chí chư thiên vạn giới, bất luận linh hồn tu sĩ chiến thần cảnh gì đó đều không thể biến ảo thành một loại hình thái khác mà tồn tại, có thể biến ảo, trừ phi thức tỉnh linh hồn thiên phú. Mà có thể thức tỉnh linh hồn thiên phú, cho dù là cường giả thiên thần cảnh cũng chỉ có số ít thần tu có thể làm được, nhưng tu sĩ của chiến hồn đại lục, lại thiên sinh thức tỉnh một loại linh hồn thiên phú, nếu như việc này bị thái cổ thần giới biết rõ, đoán chừng đều sẽ có chú ý đánh giới này. Tiêu Thần Võ càng nói càng kích động. Dừng một chút, lại nói, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Dạ Cửu Thiên cảm thấy thế giới này cực kỳ bất phàm, cái thế giới này tuyệt đối không thể rơi vào tay Dạ Cửu U. Tiền bối, linh hồn thiên phú là cái gì? Tiêu Phàm không hiểu gãi gãi đầu. Tiêu Thần Võ nghe vậy, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu, mình nói nhiều như vậy, tên này vậy mà không biết linh hồn thiên phú là cái gì. Nhưng hắn vẫn cẩn thận giải thích nói, linh hồn thiên phú. Tựa như ngươi nắm giữ chiến hồn thí thần thú, ngươi liền có thể thi triển năng lực của thí thần thú, đồng dạng, linh hồn ngươi có thể biến ảo thành thí thần thú chiến đấu. Linh hồn thiên phú, cùng nhục thân thần thông giống nhau, thể tu chuyên tu thần thông, thần tu chuyên tu thiên phú, người nắm giữ linh hồn thiên phú, đều là tuyệt thế thiên tài bên trong thần tu, cái này ngươi hiểu rõ chứ? Tiêu Phàm sớm đã trợn mắt há mồm, hắn biết rõ thần thông đại biểu cho cái gì. Lúc ở chiến thần cảnh hắn lĩnh ngộ được một loại thần thông, đã coi như là vô cùng khó được. Dù sao, bình thường mà nói, cho dù tại thiên thần cảnh, cũng chỉ có số ít thể tu có thể lĩnh ngộ tự thân thần thông, bởi vì đó là sức mạnh của siêu việt thiên thần cảnh. Linh hồn thiên phú cũng như thế, nhưng mà người ở chiến hồn đại lục, trời sinh đã liền có một loại linh hồn thiên phú, cái này đâu chỉ để cho người ta chấn kinh, nhất định chính là nghịch thiên. Hắn không cách nào tưởng tượng. Việc này nếu là bị người của thái cổ thần giới biết rõ, chiến hồn đại lục sẽ biến thành bộ dáng gì? Dù sao, ngẫu nhiên xuất hiện một tuyệt thế thiên tài cũng thôi đi, nhưng tất cả tu sĩ trên chiến hồn đại lục đều là tuyệt thế thiên tài, hơn nữa tất cả đều là thần tu tuyệt thế thiên tài, việc này làm sao để người ta không khiếp sợ đây? Nhìn thấy thần sắc Tiêu Phàm, Tiêu Thần Võ lúc này mới hài lòng gật đầu, tựa như lúc này mới là phản ứng nên có của Tiêu Phàm. Chẳng lẽ sau đó Dạ Cửu U lại đánh tới lần nữa, là vì bí mật về linh hồn thiên phú của chiến hồn đại lục? Tiêu Phàm kinh ngạc hỏi, nhưng trong lòng lắc đầu, hắn biết rõ, Dạ Cửu U tới rất có khả năng bởi vì hộp ngọc huyết sắc trong tay hắn.
Dạ Cửu U giết tới một lần nữa là việc mấy vạn năm sau. Tiêu Thần Võ lắc lắc đầu nói, đột nhiên kỳ quái nhìn Tiêu Phàm nói, ta nói nhiều như vậy, ngươi tin không? Hả, khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, hắn làm sao sẽ nghĩ đến Tiêu Thần Võ đột nhiên hỏi một câu này. Trong lòng hắn lại giận mắng không thôi, thiếu chút nữa thì tuôn ra chửi tục, cưỡng ép áp chế phẫn nộ trong lòng nói, tiền bối nói ta nên tin, hay là không nên tin đây? Ha ha, người coi như là đang nghe cố sự đi. Tiêu Thần Võ mỉm cười, vuốt vuốt sợi râu mỏng manh bạch sắc. Tiêu Phàm không còn gì để nói tiền bối tìm tới ta, sẽ không phải chỉ là nói cho ta nghe cố sự chứ. Cố sự này còn chưa có kể xong, Tiêu Thần Võ sâu xa cười một tiếng. Khách thuận theo chủ, chả lẽ về sau lại xảy ra gì chăng? Tiền bối như thế nào lại biến thành Tiêu Thần Võ? Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, lão đầu này hoàn toàn không lộ ra manh mối gì, bản thân lại không làm gì được hắn, còn không bằng yên tĩnh làm người nghe một lần. Tiêu Thần Võ nghe vậy, khẽ đung đưa ghế bành, nheo hai mắt nói, Dạ Cửu Thiên phát hiện bí mật này của Chiến Hồn Đại Lục, đáng tiếc ngày giờ của hắn không nhiều, cũng không đủ thời gian đi dò xét bí mật. Hơn nữa, trong thời gian ngắn hắn cũng không có biện pháp gì để giải quyết, vì đề phòng Dạ Cửu U đến lần nữa, Dạ Cửu Thiên cuối cùng lại làm ba việc. Tiêu Phàm dứt khoát không lên tiếng nữa, coi như là tới nghe cố sự, có phải là thật hay không, trong lòng hắn cũng không cách nào xác minh cùng cân nhắc được. Tiêu Thần Võ tiếp tục kể lại cố sự bản thân, chuyện thứ nhất, hắn thu ba đồ đệ, hai ở ngoài sáng, một ở trong tối. Thu ba đồ đệ, Tiêu Phàm có chút hứng thú. Hắn chưa từng nghe nói Dạ Cửu Thiên có đồ đệ, nhưng hắn có một phỏng đoán. Kể chuyện xưa cũng cần ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, người có thể đoán thử đoán xem. Tiêu Thần Võ tủm tỉm cười nói. Lông mày Tiêu Phàm hơi nhíu, nguyên một đám suy nghĩ trong đầu lóe qua, lúc này mới nói, một đồ đệ trong đó, hẳn là Tu La Điện chủ đời thứ hai, Dạ Cửu Thiên thân làm Tu La Điện chủ đời thứ nhất, tự nhiên sẽ không để cho truyền thừa của bản thân xuống dốc. Tiếp tục. Tiêu Thần Võ gật gật đầu. Người thứ hai chẳng lẽ là Điện Chủ Chiến Thần Điện? Ngữ khí Tiêu Phàm không dám khẳng định, dù sao, Chiến Thần Điện bắt đầu xuất hiện từ lúc nào, hắn cũng không rõ ràng. Hơn nữa, nếu như thực sự là Điện Chủ Chiến Thần Điện, cũng chưa hẳn là Chiến Luân Hồi, mà là Lão Tổ Tông của Chiến Luân Hồi. Khiến Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Tiêu Thần Võ tiếp tục gật đầu nói, tiếp tục. Thật sự đúng à, trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc. Ánh mắt hắn lập tức rơi vào trên người Tiêu Thần Võ, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, người thứ ba, ta đoán không ra là ai. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ là ta sao? Tiêu Thần Võ sâu xa cười nói. Không thể nào là ngươi, ai sẽ tự nhận bản thân mình làm đồ đệ? Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, sâu trong đáy mắt lóe qua vẻ khinh bỉ. Bản thân ngươi vừa mới nói ngươi chính là Dạ Cửu Thiên, làm sao lại có thể bị Dạ Cửu Thiên thu làm đồ đệ đây? Ngừng lại! Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, coi như đúng là ngươi, hẳn là ngươi xem như chuyện thứ hai mà Dạ Cửu Thiên làm. Tiêu Thần Võ có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm càng ngày càng hài lòng, nói, không sai, ta chính là chuyện thứ hai trong kế hoạch Dạ Cửu Thiên, hắn tu luyện một loại công pháp đặc thù, sau đó có ta. Nghe nói như thế, con người Tiêu Phàm hơi co rụt lại, cơ hồ là bật thốt lên, âm dương luân hồi quyết. Không sai, Tiêu Thần Võ gật gật đầu. Cũng không có cảm thấy bất ngờ, cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, ta chính là Dạ Cửu Thiên, Dạ Cửu Thiên chính là ta. Tiêu Phàm cũng không quá kinh ngạc, Chiến Luân Hồi có thể tu luyện âm dương luân hồi quyết, tỷ lệ thành công của Dạ Cửu Thiên khi tu luyện công pháp này tất nhiên rất lớn. Nhưng Chiến Luân Hồi rõ ràng không bằng Dạ Cửu Thiên, sau khi Dạ Cửu Thiên tu luyện âm dương luân hồi quyết, tâm tính mặc dù xảy ra biến hóa rất lớn, nhưng trong lòng vẫn chỉ có Chiến Hồn Đại Lục. Mà Chiến Luân Hồi, sau khi tu luyện âm dương luân hồi quyết, vậy mà lại đứng ở mặt đối lập với Chiến Hồn Đại Lục, nghĩ vậy, trong lòng hắn đối với Dạ Cửu Thiên lại tăng thêm phần kính nể. Nếu quả thật như Tiêu Thần Võ nói, mặc kệ Dạ Cửu Thiên có phải là kẻ ngoại lai hay không, nhưng lúc trước hắn lại chân chính suy nghĩ vì Chiến Hồn Đại Lục. Ý thức của Dạ Cửu Thiên cuối cùng triệt để tiêu tán, mà ta trở thành chủ nhân của thân thể này, truyền thừa tất cả về chủ tính chung của Chiến Hồn Đại Lục. Trở thành điện chủ truyền thừa điện, cũng đổi tên là Tiêu Thần Võ. Tiêu Thần Võ lại bổ sung một câu. Trong lòng Tiêu Phàm vẫn còn có chút không bình tĩnh, hít sâu một cái, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần Võ cũng khác biệt,
ngưng tiếng nói, vậy không biết vãn bối nên gọi là ngài Tiêu điện chủ, hay là Dạ tiền bối đây? Kỳ thật, trên người chúng ta có thể còn có một chút quan hệ máu mủ đó. Tiêu Thần Võ cười tủm tỉm nói. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, điểm này cũng không có sai, Tiêu Thần Võ là lão tổ Tiêu gia, trong thân thể Tiêu Phàm còn có huyết mạch giống Tiêu Thần Võ. Không biết chuyện thứ ba là gì, Tiêu Phàm trực tiếp đổi chủ đề, kêu Tiêu Thần Võ tiền bối hắn còn chịu đựng được, nếu là gọi hắn là lão tổ, Tiêu Phàm gọi không được. Chuyện thứ ba, chính là đả thông một đầu thông đạo tới Thái Cổ Thần Giới. Nói đến đây, thần sắc Tiêu Thần Võ cũng biến ngưng trọng lên, hít sâu một cái nói. Đả thông một đầu thông đạo tới Thái Cổ Thần Giới. Con người Tiêu Phàm hơi co lại, trong lòng sóng biển chập trùng, lần nữa vì thực lực của Dạ Cửu Thiên cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết rõ, Dạ Cửu Thiên sở dĩ làm như thế, cũng là vì lưu cho Chiến Hồn Đại Lục một đường lui, dù sao, nếu như Dạ Cửu U ngăn ở trên tinh không cổ lộ, người của Chiến Hồn Đại Lục đều phải bồi táng. Ngươi không muốn biết đầu thông đạo này ở đâu à? Tiêu Thần Võ hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm. Tiền bối không nói, cho dù ta hỏi cũng không có ý nghĩa. Tiêu Phàm cay đắng cười một tiếng, bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Kỳ thật ngươi đã nắm giữ 2/9 phần của thông đạo. Tiêu Thần Võ híp hai mắt nhìn Tiêu Phàm, nói, nếu như ta đoán không sai, những ngọc bội này, trên người ngươi đã có 2 khối. Dứt lời, Tiêu Thần Võ vung tay lên. Hư không bỗng nhiên xuất hiện 9 khối ngọc bội lóe ra hào quang dị dạng. Nhìn thấy ngọc bội kia, con người Tiêu Phàm khẽ rung động, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện 2 khối ngọc bội, một tử sắc, một huyết sắc. 2 khối ngọc bội này, một khối trong đó là của mẫu thân hắn Sở Lăng Vi lưu cho hắn, còn có một khối thì là Phong Lang cho hắn. 7 khối khác ở đâu? Tiêu Phàm cuối cũng biết Tiêu Thần Võ gọi hắn tới làm cái gì, đoán chừng chính là để bản thân gom góp 9 khối ngọc bội. Trong tay của mấy đại cổ tộc, đây là một trong các nguyên nhân ta tìm ngươi đến, chỉ là ngươi muốn có được chúng, đoán chừng cần phải trả một cái giá rất lớn. Tiêu Thần Võ không giấu giếm. Vô luận như thế nào, đều phải nghĩ cách đạt được chúng. Tiêu Phàm kiên định gật đầu, nếu như Chiến Hồn Đại Lục thực không phải đối thủ của Dạ Cửu U, đây là đường lui duy nhất của bọn hắn. Đây chỉ là chuyện thứ nhất, còn có chuyện thứ hai, các ngươi nên chuẩn bị tiến về Thiên Địa Lao Ngục đi. Tiến vào bên trong, cần phải tìm tới một vật, chỉ có tìm tới vật này mới có thể mở ra thông đạo. Tiêu Thần Võ hết sức trịnh trọng nói. Thứ gì? Tiêu Phàm không chút do dự nói. Một khối mộ bia, Tiêu Thần Võ thở dài. Mộ bia, lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, cảm giác trong lòng có chút lạnh lẽo. Mở ra thông đạo đi tới Thái Cổ Thần Giới, lại có quan hệ gì với mộ bia đây? Hắn biết rõ. Còn có một chút chuyện Tiêu Thần Võ chưa nói cho hắn biết, đó chính là Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu U vì sao sẽ không lý do xâm nhập vào Chiến Hồn Đại Lục, mà không phải cái tiểu thế giới khác. Một điểm nữa, chính là Dạ Cửu Thiên thu 3 đồ đệ, hắn chỉ biết rõ 2 người, người thứ 3 là ai đây? Tiêu Phàm phát hiện ra, sự tình càng ngày càng phức tạp. Vừa mới nói với người 2 tên đồ đệ của Dạ Cửu Thiên, kỳ thật còn có tên thứ 3, chỉ là tên thứ 3 một mực ở trong tối. Không người biết rõ thôi. Tiêu Thần Võ dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm. Là ai? Tiêu Phàm híp hai mắt hỏi. Người thủ mộ, Tiêu Thần Võ ngưng tiếng nói, mộ bia kia, trong tay người thủ mộ. Đây cũng là một trong 2 kiện đồ vật Dạ Cửu U muốn có được. Người thủ mộ, Tiêu Phàm kinh hãi, nội tâm lại nổi lên muôn ngàn sóng gió. Người khác hắn không biết, nhưng người thủ mộ thì Tiêu Phàm rõ ràng. Trong đầu không khỏi hiện lên một bóng dáng, chính là Lâu Ngạo Thiên. Khi ở Lâu Lan cổ địa, Lâu Ngạo Thiên đã nói cho Tiêu Phàm, hắn là người thủ mộ, hơn nữa canh giữ cũng không phải là Lâu Lan cổ địa mộ, mà là một mộ địa lớn hơn. Chẳng lẽ, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, trợn to hai mắt nhìn Tiêu Thần Võ. Người nghĩ không sai, Chiến Hồn Đại Lục, chính là một ngôi mộ. Tiêu Thần Võ cơ hồ gần từng chữ một. Cái gì? Tiêu Phàm yên lặng, hắn phát hiện ra bản thân quá mức thất thố, thế nhưng những tin tức này thực quá kinh người. Chiến Hồn Đại Lục chính là một ngôi mộ, cho tới bây giờ Tiêu Phàm cũng không có nghĩ tới phương diện này, Chiến Hồn Đại Lục không phải là một tiểu thế giới sao? Từ sau khi hắn mở ra tiểu thiên địa, Tiêu Phàm đã từng nghĩ, Chiến Hồn Đại Lục có thể chính là một tiểu thiên địa của một đại nhân vật nào đó. Nhưng hắn không nghĩ tới,
Tiêu Thần Võ vậy mà nói cho hắn biết, Chiến Hồn Đại Lục là một ngôi mộ. Nếu như lời Tiêu Thần Võ nói là thật, vậy chẳng phải là tất cả mọi người ở Chiến Hồn Đại Lục đều sinh sống trong một ngôi mộ sao? Tiêu Phàm không khỏi hơi rùng mình, ngẫm lại việc này cũng làm người ta tê cả da đầu, khó mà tiếp nhận. Đây là sự thật, Tiêu Thần Võ trịnh trọng gật đầu, nói chỉ có tìm được bia mộ, cùng 9 khối ngọc bội đã được Dạ Cửu Thiên luyện chế, mới có thể mở ra thông đạo kia. Tiêu Phàm cau mày một cái, ngưng tiếng nói tiền bối, vãn bối chỉ là một thất biến chiến thần, ngươi cho là ta có thể gom góp đủ 9 khối ngọc bội sao? Cũng khó trách Tiêu Phàm lại hỏi như vậy, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng, rất nhanh có suy nghĩ. Chính như hắn nói, hắn chỉ là một thất biến chiến thần, chênh lệch so với Tiêu Thần Võ không phải chỉ là lớn bình thường, nếu như Tiêu Thần Võ có thể tự mình xuất thủ, 9 khối ngọc bội cùng mộ bia kia chẳng phải đã sớm rơi vào tay hắn rồi. Hơn nữa, thực lực của các đời Tu La Điện Chủ đều không yếu hơn hắn, ví dụ như Tu La Điện Chủ đời trước đã từng đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong. Ngay cả chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không thể lấy được 9 khối ngọc bội, lại càng không cần phải nói tới Tiêu Phàm hắn. Lão Hủ biết rõ ngươi lo lắng cái gì, chỉ là một khi Lão Hủ xuất hiện, Chiến Luân Hồi chắc chắn cũng sẽ xuất hiện, thậm chí Minh Yểm cũng sẽ xuất thủ. Tiêu Thần Võ lắc đầu nói. Nói đến đây, hắn thở dài một hơi nói, các đời Tu La Điện Chủ, chính là ví dụ tốt nhất, chỉ cần Lão Hủ vừa xuất hiện, bọn hắn đều sẽ bị gạt bỏ một cách vô tình. Tiêu Phàm cau mày, từ trong lời nói của người khác hắn nghe ra vô số chuyện liên quan tới Tiêu Thần Võ, trong lòng vẫn hết sức bội phục hắn, cho nên nghĩ hắn cũng sẽ không lừa gạt mình. Nhưng hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Tiêu Phàm cũng không còn non nớt giống như ban đầu, chí ít sẽ không mù quáng tin tưởng Tiêu Thần Võ, cho dù Tiêu Thần Võ là một truyền kỳ. Còn một vấn đề nữa, người nói Dạ Cửu U đang tìm hai thứ, trừ mộ bia, một thứ khác là cái gì? Tiêu Phàm lại hỏi. Tìm kiếm mộ bia, Tiêu Phàm biết rõ hắn phải đi tìm ở đâu, nếu như Tiêu Thần Võ không lừa gạt hắn, mộ bia kia nhất định là ở trên người Lâu Ngạo Thiên. Về phần Lâu Ngạo Thiên ở đâu, khi nãy Tiêu Thần Võ cũng đã nói cho hắn biết, chính là ở bên trong thiên địa lao ngục. Một vật khác, chính là thần cách của thần vương. Lời Tiêu Thần Võ nói ra khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc. Chỉ là bây giờ thần cách thần vương kia không biết ở nơi nào. Thần vương, Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn hiển nhiên không biết thần vương là có ý gì. Khác biệt giữa thiên thần cùng thần vương, giống như là khác biệt giữa chiến đế cùng chiến thần. Ngữ khí của Tiêu Thần Võ 10 phần ngưng trọng, cho dù là hắn, đối cảnh giới này cũng tràn ngập chờ mong. Dù sao, cho dù là tiền thân của hắn, cũng chỉ là một thiên thần cảnh mà thôi, so sánh với thần vương, hoàn toàn chính là thiên địa khác biệt. Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, hắn rốt cục biết rõ tại sao Dạ Cửu U nhìn thấy hộp ngọc huyết sắc trong tay mình lại khiếp sợ như vậy. Bên trong cái hộp kia có thể là thần cách thần vương, Tiêu Phàm rất rõ ràng tầm quan trọng của vật này, một khi luyện hóa thần cách thần vương, có thể một bước trở thành thần vương đấy. Thiên thần đã đáng sợ như thế, cao hơn thiên thần hai cảnh giới thần vương, sẽ mạnh mẽ đến mức độ nào đây? Tiêu Phàm không dám nghĩ tiếp, hắn trước kia đã biết tầm quan trọng của hộp ngọc huyết sắc kia, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới vật này lại quý giá như thế. Khó trách với cảnh giới bây giờ của hắn cũng không mở hộp ngọc kia ra được. Đừng nói là hắn, cho dù là thiên thần cảnh Dạ Cửu Thiên cũng chưa chắc có thể mở nó ra. Chờ đã, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng trầm ngâm nói, Tiêu Thần Võ nói Dạ Cửu U là vì lấy được thần cách thần vương, nhưng ánh mắt trước kia của Dạ Cửu U, rõ ràng là không mở được cái hộp ngọc này. Hơn nữa, vật này vẫn một mực ở trên người Dạ Cửu Thiên. Khẳng định là Dạ Cửu Thiên cũng không mở ra được, bằng không đã sớm luyện hóa, đã như vậy, Dạ Cửu U vì sao muốn quấn mãi không bỏ được hộp ngọc này. Nghĩ vậy, sâu trong đáy mắt của Tiêu Phàm lóe qua vẻ nghi ngờ, ngưng tiếng nói, khả năng duy nhất chính là, Tiêu Thần Võ đang nói dối. Mục tiêu của Dạ Cửu U không phải cái hộp ngọc này, hoặc là bên trong hộp ngọc không phải thần cách thần vương. Trong lòng mặc dù đã có phỏng đoán, nhưng ngoài mặt Tiêu Phàm lại duy trì bình tĩnh. Chỉ là hắn không biết tại sao Tiêu Thần Võ muốn gạt bản thân mình. Lừa gạt mình thì có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ thực sự là Tiêu Thần Võ vừa xuất hiện, Chiến Luân Hồi cùng Minh Yểm cũng sẽ xuất hiện sao? Nguyên nhân cái chết của các đời Tu La Điện Chủ rất kỳ quặc, Tiêu Phàm vẫn không làm rõ được,
hắn đã từng hỏi qua tàn niệm của Tu La Điện chủ đời trước, đối phương nói cho hắn biết nguyên nhân cái chết là có quan hệ với cửu U Ma Thần. Nhưng những Tu La Điện chủ khác chết, Tu La Điện chủ đời trước lại không biết tại sao. Nguyên một đám suy nghĩ trong đầu lóe qua, Tiêu Phàm phát hiện, nghi ngờ trong lòng bản thân càng ngày càng nhiều, Tiêu Thần Võ có tin được không? Chỉ ít từ việc Tiêu Thần Võ vì mình làm ra tất cả những thứ này, hắn có thể tin, nhưng Tiêu Phàm lại không thể không phòng. Còn có nghi hoặc gì, lão hủ hôm nay sẽ giải thích rõ ràng với ngươi. Tiêu Thần Võ hòa ái dễ gần nói, sau đó ngẩng đầu nhìn chân trời, lại nói, thời gian của ngươi không còn nhiều, thần kiếp địa một khi giáng lâm xuống chiến hồn đại lục, chiến tranh sẽ xảy ra. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, còn một vấn đề cuối cùng, theo tất cả những gì ta chứng kiến, chiến luân hồi cũng không thần phục Dạ Cửu U, hơn nữa bây giờ rõ ràng hắn cùng huyết ma bộ lạc là địch. Không đợi Tiêu Phàm nói xong, tiếng nói của Tiêu Thần Võ đã vang lên, ngươi nghi ngờ phía sau chiến luân hồi còn có người khác đúng không? Điểm này lão hủ có thể chắc chắn nói cho ngươi biết, phía sau hắn quả thật có một thế lực thần bí, cụ thể thế nào thì ta cũng không biết. Nhưng lão hủ có thể khẳng định, chiến luân hồi bây giờ, chắc chắn đã phản bội chiến hồn đại lục, phần lớn người gia nhập chiến thần điện, đều bị hắn thi triển đoạt hồn thuật. Ta biết rõ, Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh được. Thế cục của chiến hồn đại lục, so với tưởng tượng của hắn còn muốn phức tạp hơn, hai thế lực huyết ma bộ lạc cùng chiến thần điện này, có thể ép bọn hắn tới không thở nổi nhưng mà phía sau chiến thần điện, vẫn còn có một thế lực thần bí khác, điều này làm cho Tiêu Phàm sao có thể bình tĩnh được. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm không biết bước kế tiếp phải đi như thế nào, cả người có chút mê mang. Ngươi yên tâm, Tu La Điện cùng truyền thừa điện vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cường của ngươi. Lão hủ mệt, không thể tiếp tục bồi tiếp tiểu hữu nữa. Giọng nói Tiêu Thần Võ âm vang hữu lực, đối với Tiêu Phàm chắp tay một cái nói. Cũng không đợi Tiêu Phàm phản ứng lại đã tiếp tục nằm trên ghế bành nghỉ ngơi. Tiêu Phàm không còn gì để nói, nhưng cũng không thể làm gì, đành phải quay người rời đi, lúc này lại xuất hiện hai tên thanh niên cách đó không xa, mang Tiêu Phàm rời đi. Đến khi xuất hiện lần nữa ở trong sân của Thần Phong Học Viện, Tiêu Phàm vẫn chưa lấy lại được tinh thần, trong đầu hắn vẫn một mực tiếp tục suy nghĩ đến tính chân thực trong lời nói của Tiêu Thần Võ. Tiêu Phàm, người đã gặp qua điện chủ, Quách Sĩ Thần còn đợi hắn ở cửa ra vào. Tiêu Phàm hoàn toàn không nghe thấy Quách Sĩ Thần nói, thẳng đến khi Quách Sĩ Thần gọi mấy tiếng hắn mới hồi phục tinh thần lại, gật gật đầu nói, đám người lão đại đâu? Công tử, vừa dứt lời, một giọng nói vang lên, lại thấy mấy bóng dáng từ đằng xa bay vụt tới, chính là bọn Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất, người mở miệng nói chuyện lại là Trọc Thiên Hồng. Tên này lần trước cùng đám người Lăng Phong lạc nhau, đến bây giờ mới tìm tới nơi này. Lão Tam, nhị bàn đã chạy đến Nam Vực, chúng ta có cần tới giúp hắn không? Lăng Phong cười nói. Không cần, nếu lão nhị cần chúng ta giúp thì sẽ nói với chúng ta. Tiêu Phàm trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu nói, trong mắt vẫn còn hơi mơ màng. Mấy người nhìn Tiêu Phàm một cách cổ quái, luôn cảm thấy Tiêu Phàm đã có gì đó khang khác. Đi thôi, cùng ta về Tiêu gia xem. Tiêu Phàm mỉm cười, chỉ là nụ cười này vẫn có chút gượng gạo. Tạm biệt Quách Sĩ Thần xong thì mấy người Tiêu Phàm bay về phía Tiêu Thành, Tiêu Phàm trở về rất khiêm tốn, chỉ báo cho nhị ca hắn Tiêu Hàn, sau đó tìm một viện tử yên tĩnh để ở lại. Lão Tam, có phải ngươi có tâm sự gì hay không, ta luôn cảm thấy ngươi có tâm sự nặng nề. Lăng Phong rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi. Mấy người Quan Tiểu Thất, Trọc Thiên Hồng, Kiếm La cũng nghi hoặc khó hiểu mà nhìn Tiêu Phàm, thế nhưng Tiêu Phàm khá là bình tĩnh. Không sao. Tiêu Phàm cười cười, chờ lão nhị về, ta sẽ dẫn các ngươi đến một nơi, mọi người hãy chuẩn bị thật tốt. Tiêu Phàm không nói nên mấy người Lăng Phong cũng không tiện mở miệng hỏi dò mà chỉ đành rời đi. Chờ được 3 ngày thì Nam Cung Tiêu Tiêu cuối cùng cũng đến, lúc này mọi người mới đi ra khỏi phòng riêng của mình, bên cạnh Nam Cung Tiêu Tiêu lại có thêm một người nữa, đó là một nam tử trung niên cường tráng. Vãn bối bái kiến tiền bối Chiến La, Tiêu Phàm hơi thi lễ nói. Hắn vừa liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương. Năm đó mấy người rơi xuống dưới sông băng của thành Tuyết Nguyệt Hoàng thì hắn đã gặp được Chiến La ở đó, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng có được chiến thiên kích tại đó. Tiêu điện chủ khách khí, Chiến La thất lễ rồi. Chiến La chắp tay nói,
ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm hiện lên sự kinh ngạc, hắn ta vậy mà lại cảm nhận được một luồng hơi thở nguy hiểm từ trên người Tiêu Phàm. Lão Tam, chuyện còn tốt hơn ta tưởng tượng nhiều, đi thôi, người muốn dẫn chúng ta đi đâu? Nam Cung Tiêu Tiêu hơi kích động mà nói, hận không thể lập tức tiến đến nơi mà Tiêu Phàm nói tới. Đợi thêm mấy ngày nữa, thì Vũ sẽ đuổi đến đây rồi. Tiêu Phàm lắc đầu cười nói. Bên ngoài hắn vẫn duy trì ý cười nhưng trong lòng lại vô cùng ngưng trọng, trong lòng hắn dâng lên một sự không yên mãnh liệt, chỉ là hắn không muốn khiến cho huynh đệ của mình lo lắng nên không hề nói với bọn họ. Thì Vũ cũng sắp tới. Lăng Phong kích động nói, đã rất nhiều năm rồi không gặp nàng, không biết bây giờ nàng như thế nào. Lão đại, bây giờ thì Vũ đã là em dâu của chúng ta, người cũng đừng nghĩ tới nữa. Nam Cung Tiêu Tiêu cười ha hả, hiếm khi mới nổi hứng nói đùa. Lăng Phong nâng tay vung qua, thế nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu phản ứng rất nhanh, vọt thẳng đến bên cạnh. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Phàm tựa như trở lại dáng vẻ ở học viện thần phong năm đó, đột nhiên cười nói, các huynh đệ, mọi người hôm nay không say không về. Không say không về, Nam Cung Tiêu Tiêu là người đầu tiên kêu lên một cách hưng phấn. Những người khác cũng đã rất lâu chưa thả lỏng như thế nên tất nhiên không tiện từ chối, màn đêm buông xuống. Trong viện của Tiêu Phàm vẫn vô cùng náo nhiệt, mọi người đều cả đêm không ngủ. Buổi chiều hôm sau, ba người Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu và Quan Tiểu Thất cùng đi vào phòng Tiêu Phàm, đóng kỹ cửa rồi bố trí một đạo kết giới. Mấy huynh đệ làm cái gì vậy? Tiêu Phàm bị hành động của mấy người làm cho hoảng sợ. Tam ca, chúng ta biết ngươi không muốn các huynh đệ mạo hiểm, nhưng ngươi cũng không nên gánh chịu một mình. Nếu như coi chúng ta là huynh đệ thì hãy để các huynh đệ cùng nhau gánh vác. Quan Tiểu Thất hít sâu rồi nói. Không sai, bao nhiêu năm nay đều là ngươi gánh vác thay chúng ta, mặc dù bây giờ nhị ca không bằng ngươi nhưng giúp ngươi một chút thì vẫn không thành vấn đề. Nam Cung Tiêu Tiêu khí phách mạnh mẽ mà nói. Một đời người, vài huynh đệ, Lăng Phong lời ít ý nhiều mà nói ra. Trong lòng Tiêu Phàm hơi xúc động. Vỗ vai mấy người rồi chính trọng nói, bây giờ ta không thể nói cho các người biết, ta cần một chút thời gian để đi chứng thực một vài thứ, nếu như các người tin tưởng người huynh đệ này thì hãy coi như chưa từng có gì xảy ra. Nhìn thấy mấy người hơi do dự, Tiêu Phàm lại nói, yên tâm, khi cần các huynh đệ giúp đỡ thì ta nhất định sẽ không mơ hồ. Ba người Lăng Phong nhìn nhau, cuối cùng gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Lúc này, giọng nói của Tiêu Phàm tiếp tục vang lên, phải rồi. Đúng lúc ở đây lại có một việc ta muốn mọi người giúp đỡ. Chuyện gì? Ánh mắt Nam Cung Tiêu Tiêu sáng lên, không hề do dự mà nói. Mỗi người cho ta một cái bình máu nhỏ. Tiêu Phàm tùy ý ném ra ba chiếc bình ngọc, cười cười nói. Chút lòng thành, Quan Tiểu Thất trực tiếp cắt vào cổ tay, máu tươi nháy mắt phun ra, chẳng mấy chốc đã đầy bình ngọc, căn bản không hề có bất kỳ do dự nào, thậm chí ngay cả hỏi Tiêu Phàm lấy làm gì cũng không hỏi. Lăng Phong và Nam Cung Tiêu Tiêu cũng vậy, ba người lập tức đưa bình ngọc đã chứa đầy máu tươi cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy ba bình ngọc, nói chuyện phiếm một lát rồi sau đó ba người mới rời đi. Tâm sự của ta biểu hiện ra rất rõ sao? Tiêu Phàm cười chua xót, hắn đột nhiên lấy ra một chiếc ngọc phù truyền âm, bên trong truyền ra một giọng nói, phu quân, ta đã đến rồi. Nghe được mấy chữ này, vẻ mặt Tiêu Phàm chấn động. Thấp giọng nói, có phải tất cả những suy nghĩ trong lòng ta chẳng mấy chốc có thể có được câu trả lời hay không? Đêm hôm đó, nhóm người Tiêu Phàm rời khỏi Tiêu Thành, ngoại trừ ba người Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất còn có bốn người Kiếm La, Võ Nhược Phong, Trọc Thiên Hồng cùng với Chiến La. Lão Tam, chúng ta sắp đi đâu? Giữa không trung, Lăng Phong không nhịn được mà hỏi. Bí mật, Tiêu Phàm cười thần bí, cũng không hề nói với mấy người. Một canh giờ sau, lúc này bọn Tiêu Phàm mới dừng lại, Nam Cung Tiêu Tiêu và Lăng Phong cau mày nhìn cảnh sắc xung quanh. Lăng Phong ngừng giọng nói, Lão Tam, đây không phải là thành Vô Song Thánh sao? Vù, tiếng nói vừa hạ xuống thì một bóng người màu trắng gào thét xông tới từ phía xa, nháy mắt liền xuất hiện ở bên cạnh, điều này khiến cho bọn Lăng Phong bị dọa không nhẹ. Thế nhưng khi Lăng Phong và Nam Cung Tiêu Tiêu nhận ra bóng người kia thì trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó liền kêu lên, thì Vũ tiểu ma nữ. Không sai, người vừa tới không phải ai khác mà chính là Diệp Thi Vũ. Lăng Phong ca ca, bàn tử, tiểu thất, đã lâu không gặp. Diệp Thi Vũ cười thản nhiên trong gió.
chỉ duy nhất lúc tầm mắt nàng nhìn về phía Tiêu Phàm thì mới có một giây trở nên dịu dàng như nước. Tiêu Phàm chỉ gật nhẹ đầu, tất cả đều bên trong sự im lặng, sau đó hắn hít sâu một hơi rồi bỗng nhiên nhìn về phía không trung, chuẩn bị đánh ra một quyền. Dừng tay, Tiêu Phàm còn chưa ra tay thì đột nhiên một tiếng hét lớn truyền đến từ đằng xa, thế nhưng lại có một đạo huyễn ảnh chợt xuất hiện tại nơi cách bọn Tiêu Phàm không xa. Mấy người Lăng Phong nhíu mày, bọn họ căn bản không hề quen biết nữ tử trước mắt, ngược lại Nam Cung Tiêu Tiêu lại có chút quen thuộc, thế nhưng lại không thể nghĩ ra. Vân Phán Nhi, sao ngươi lại ở đây? Tiêu Phàm hơi nhíu mày, khá bất ngờ. Hắn nhớ rõ sau khi gặp Vân Phán Nhi một lần ở chỗ Tô Họa kia thì thành Vô Song Thánh bị Tô Họa đưa vào một không gian khác, đáng nhẽ Vân Phán Phi không thể xuất hiện ở đây mới đúng. Tiêu Đại Ca, ngươi không thể đi đến thiên địa lao ngục. Trên mặt Vân Phán Nhi lộ ra vẻ lo lắng, sợ Tiêu Phàm làm ra chuyện gì quá đáng. Công tử, ngươi chuẩn bị mở thiên địa lao ngục. Nghe thấy lời của Vân Phán Nhi thì đồng tử của Kiếm La co rút một cái. Nam Cung Tiêu Tiêu, Lăng Phong và Quan Tiểu Thất cũng kinh ngạc không thôi, hiển nhiên bọn họ đều biết đến thiên địa lao ngục, chỉ là bọn họ không ngờ Tiêu Phàm tới đây lại là để đi đến thiên địa lao ngục. Là Tô Họa bảo ngươi tới. Vẻ mặt Tiêu Phàm cứng lại, nếu là người khác thì phỏng chừng Tiêu Phàm sớm đã vỗ một trưởng lên rồi. Tiếc rằng Vân Phán Nhi là muội muội của Vân Khê nên tất nhiên Tiêu Phàm phải nể mặt nàng ta vài phần, ít nhất cũng không thể làm nàng ta bị thương. Không phải, là tự ta muốn tới. Vân Phán Nhi lắc đầu, trong đôi mắt đẹp đẽ hiện lên vẻ lo lắng, vội vàng nói, Tiêu đại ca, nghe lời của ta, ngươi không thể mở thiên địa lao ngục, nếu không thì các ngươi đều sẽ chết. Tiểu nha đầu, ngươi nói linh tinh gì đấy? Ánh mắt Kiếm La lạnh lùng. Khí thế mạnh mẽ xông thẳng về phía Vân Phán Nhi. Đúng là hắn ta không muốn đi đến thiên địa lao ngục, dù sao thì nhiều đời tu sĩ Tu La Điện đi tới thiên địa lao ngục đều chỉ có vào mà không có ra. Nhưng nếu như Tiêu Phàm muốn đi vào, hắn ta cũng sẽ không hề do dự, bắt đầu từ giây phút quyết định đi theo Tiêu Phàm thì Kiếm La chưa từng nghĩ tới việc lùi lại. Điều kỳ lạ là lúc uy áp cửu biến chiến thần của Kiếm La xông về phía Vân Phán Nhi thì Vân Phán Nhi lại không hề nhúc nhích. Tựa như nàng ta căn bản không hề tồn tại trong không gian này. Phán Nhi đúng không, người nói phu quân đi vào thiên địa lao ngục thì sẽ có nguy hiểm sao? Diệp Thi Vũ vội vàng tiến lên, chân thành nhìn vào Vân Phán Nhi mà nói. Nghe được hai chữ phu quân, trong mắt Vân Phán Nhi hiện sự thất vọng, thế nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục bình tĩnh, trịnh trọng gật đầu nói, không sai, Tiêu đại ca sẽ chết, các ngươi cũng sẽ chết. Mọi người nghe vậy thì ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, cuối cùng ánh mắt đều rơi xuống trên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm híp mắt, nơi sâu đáy mắt hiện lên một tia sáng, người khác không biết nội tình của Vân Phán Nhi nhưng Tiêu Phàm lại rất rõ ràng. Vân Phán Nhi 8-9 phần là đã lấy được chân truyền của Tô Họa. Tô Họa là ai? Đây chính là người của thiên tộc đó, trong truyền thuyết chính là tộc người có thể dự đoán tương lai, bói xem lành dữ, chứ không phải là nghịch thiên bình thường. Thế nhưng hắn chẳng bao lâu đã khôi phục lại bình tĩnh, vẻ mặt bắt đầu trở nên lạnh lẽo, quát lớn, ngươi thì hiểu nguy hiểm cái gì, tránh ra. Mọi người nhìn Tiêu Phàm một cách cổ quái, dựa vào hiểu biết của bọn họ đối với Tiêu Phàm thì hắn tuyệt đối không phải là người vô lễ như vậy, đối phương chỉ quan tâm hắn mà thôi, cho dù ngươi xem lòng tốt của đối phương thành lòng lang dạ sói thì cũng không cần phải quát tháo đối phương như thế. Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất nhìn nhau. Bọn họ phát hiện ra từ sau khi Tiêu Phàm gặp mặt truyền thừa điện chủ thì tựa như đã biến thành người khác. Tiêu đại ca, ta, Vân Phán Nhi nhất thời không biết nên thuyết phục như thế nào, vẻ mặt không chắc chắn, tựa như đang đưa ra một quyết định nào đó. Một câu cuối cùng, tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí với ngươi. Tiêu Phàm cực kỳ cố chấp, căn bản là không cho Vân Phán Nhi cơ hội phản bác. Cùng lúc đó thì một luồng khí thế càng mạnh mẽ hơn mãnh liệt xông ra, biển máu hiện lên, quay cuồng không dứt. Vân Phán Nhi thấy thế liền cắn răng nói, Tiêu đại ca, người biết sư tôn ta. Giọng nói vừa hạ xuống thì đột nhiên Tiêu Phàm đánh ra một quyền rền vang, ra tay cực kỳ quyết đoán sắc bén, một quyền đánh vào trên không trung khiến trời đất mạnh mẽ run lên. Trong miệng Vân Phán Nhi mà Kiếm La không thể chạm tới đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tựa như diều đứt dây bay ngược về phía xa. Phu quân, ngươi làm gì vậy? Diệp Thi Vũ kêu lên, nhanh chóng bay về phía xa,
nhìn thấy Vân Phán Nhi gầy yếu như vậy lại bị Tiêu Phàm làm bị thương, Diệp Thi Vũ khó có thể chấp nhận được. Trong lòng nàng, Tiêu Phàm không phải là người ỷ mạnh hiếp yếu. Thi Vũ, tin tưởng Lão Tam, Lăng Phong vội vàng chặn đường Diệp Thi Vũ, hắn ta vẫn còn nhớ rõ lời mà trước đó Tiêu Phàm đã nói với hắn ta, bất kể như thế nào cũng phải lựa chọn tin tưởng hắn. Diệp Thi Vũ bĩu môi, cảm thấy không nhận ra Tiêu Phàm nữa, thế nhưng vẫn nhịn xuống. Tiêu đại ca thế nhưng không ngờ rằng vậy mà Vân Phán Nhi vô cùng gầy yếu kia lại có thể đứng dậy lần nữa, còn chuẩn bị tiếp tục mở miệng. Tiêu Phàm căn bản là không để ý tới, lại đánh ra một quyền này đủ để so sánh với sức mạnh của cửu biến chiến thần, không trung đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó thì vết nứt chi chít bao phủ không trung tựa như mạng nhện, lại tựa như tấm gương vỡ vụn. Khi Tiêu Phàm đánh ra quyền thứ ba thì không trung bị phá vỡ hoàn toàn. Trong nháy mắt một cột lốc xoáy khổng lồ xuất hiện, bên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lốc xoáy càng ngày càng nhiều. Chẳng bao lâu thì một tòa thành trì rộng lớn đã hiện ra trên không trung, vậy mà thành trì lại chính là thành Vô Song Thánh. Trong mắt Tiêu Phàm phóng ra tinh quang, đảo mắt qua không trung, một lát sau lại đột nhiên phát hiện ra cái gì đó, khóe miệng mỉm cười mà nói, tìm được rồi. Tiêu đại ca, ngươi không thể mở thiên địa lao ngục ra, tất cả mọi người sẽ chết. Vân Phán Nhi hét lớn, khi nói ra lời này thì trong miệng nàng ta lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Cùng lúc đó thì một chuyện kỳ lạ xảy ra, trên người nàng vậy mà lại bắt đầu thối rữa, cả người từ từ trở nên già nua. Câm miệng, không đợi Vân Phán Nhi nói hết thì Tiêu Phàm đã tức giận nói. Tiêu Phàm khác thường khiến cho mọi người không thể tiếp nhận được, nhưng hắn đã không thèm quan tâm rồi, dựa vào năng lực bây giờ của hắn thì căn bản không cần hỏi Diệp Thệ Thủy. Bản thân cũng có thể tìm được không gian bí cảnh dẫn tới thiên địa lao ngục kia. Bởi vì lúc thi đấu lần trước tới Nam Vực thì bọn họ chính là tiến hành tại bên trong không gian bí cảnh đó, trên quảng trường chiến hồn điện của thành Vô Song Thánh còn có truyền tống trận dẫn tới không gian bí cảnh kia. Mọi người theo sát, sau đó Tiêu Phàm nhìn về phía mấy người Diệp Thi Vũ nói, tiếng nói vừa hạ xuống thì Tiêu Phàm không hề chần chừ xông về phía quảng trường của thành Vô Song Thánh. Muốn nhờ vào truyền tống trận để tiến về phía không gian bí cảnh kia. Mấy người Diệp Thi Vũ hít sâu, cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo, cho dù Tiêu Phàm khác thường nhưng chắc chắn cũng sẽ không hại bọn họ. Vân Phán Nhi cắn răng, cũng vội vã đuổi theo, tốc độ của nàng ta không chậm, mỗi một bước đều giống như sinh gió. Sau mấy giây thì bọn Tiêu Phàm đã tới chỗ quảng trường chiến hồn điện, Tiêu Phàm trực tiếp mở truyền tống trận ra, mấy người liền bước vào trong đó. Tiêu đại ca, vì sao ngươi không tin Phán Nhi? Vân Phán Nhi khóc thút thít, khẽ cắn môi rồi cũng xông vào. Ngay một giây Vân Phán Nhi xông vào truyền tống trận kia thì hoàn cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi lớn, bốn phía biến thành một thế giới màu trắng, dường như bọn họ đã tiến vào một thế giới khác. Tiêu đại ca, ngươi nghe ta nói. Vân Phán Nhi nhìn thấy Tiêu Phàm, Diệp Thi Vũ, Lăng Phong. Nam Cung Tiêu Tiêu và Quan Tiểu Thất đứng tại đó không hề nhúc nhích thì trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng. Nàng còn đang muốn giải thích điều gì đó thì đột nhiên một tiếng nổ vang lên bên tai nàng, câm miệng. Vân Phán Nhi vô cùng kinh ngạc, sau đó đột nhiên nhìn về phía sau lưng thì chỉ thấy một nữ tử áo trắng đang chậm rãi đi tới, nữ tử không phải ai khác mà chính là Tô Họa. Sư Tôn, tại sao ngài lại ở nơi này? Trên mặt Vân Phán Nhi lộ ra vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ngài khuyên nhủ Tiêu đại ca đi, lời của ngài chắc chắn Tiêu đại ca sẽ tin. Hừ, ngươi xem ngươi bây giờ là cái dạng gì? Tô Họa lạnh lùng nhìn vào Vân Phán Nhi rồi quát lớn, nếu không phải mới vừa nãy Tiêu Phàm làm ngươi bị thương thì ngươi đã bởi vì tiết lộ thiên cơ mà bị trời phạt rồi. Ta, Vân Phán Nhi cực kỳ kinh ngạc, vừa nghĩ tới hành vi ban nãy của mình thì trong lòng trở nên sợ hãi. Thân là người của thiên tộc, ngay cả cấm kỵ cơ bản nhất cũng không hiểu. Làm sao có thể quản lý thiên tộc? Tô Họa căn bản là không cho Vân Phán Nhi sắc mặt tốt đẹp gì. Sang một bên úp mặt vào tường hối lỗi. Tô Họa trừng Vân Phán Nhi một cái rồi xoay người nhìn về phía bọn Tiêu Phàm. Diệp Thi Vũ và bọn Lăng Phong đã hiểu ra điều gì đó, tất cả đều nhìn về phía Tiêu Phàm. Diệp Thi Vũ lại càng thấy có lỗi, phu quân, vừa nãy là chàng cố ý làm nàng ta bị thương, sợ nàng ta tiết lộ thiên cơ. Coi như vậy đi. Tiêu Phàm cười khổ, đột nhiên hơi thi lễ với Tô Họa rồi nói, không biết tiền bối tới đây để làm gì. Đều là chuyện tốt ngươi làm,
nếu như Phán Nhi mà chết vì ngươi thì ngươi chính là kẻ thù của thiên tộc ta. Tô Họa nhìn về phía Tiêu Phàm cũng không hề có sắc mặt tốt đẹp gì. Tiêu Phàm vô cùng bất đắc dĩ, hắn cũng không biết Vân Phán Nhi sẽ xuất hiện ở nơi này, may mà Vân Phán Nhi không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào. Không biết trả lời như thế nào nên Tiêu Phàm dứt khoát giữ im lặng. Phán Nhi liều chết tiết lộ thiên cơ, vậy mà ngươi không tin, lẽ nào ngươi thật sự muốn mở thiên địa lao ngục sao? Tô Họa đột nhiên hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói. Vãn bối chỉ muốn tìm kiếm một câu trả lời. Tiêu Phàm lắc đầu nghiêm mặt nói, căn bản là không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào Tô Họa. Tô Họa híp mắt, nhìn Tiêu Phàm chằm chằm, tựa như muốn nhìn rõ trong lòng Tiêu Phàm rốt cuộc đang nghĩ cái gì, tình cảnh nhất thời rơi vào yên lặng. Tiêu Phàm vẫn giữ im lặng, không tiếp tục mở miệng nữa, hắn đang chờ Tô Họa giải thích cho hắn. Diệp Thi Vũ và mấy người Lăng Phong nghi hoặc không thôi, bọn họ không biết câu trả lời mà Tiêu Phàm muốn là gì, nhưng cũng không hề làm phiền mà đứng bên cạnh yên lặng chờ đợi. Trong lòng ngươi không phải đã có câu trả lời ngươi muốn rồi sao? Cuối cùng đôi môi của Tô Họa cũng khẽ mở, chỉ là khuôn mặt lạnh lẽo tựa như một ngọn núi băng vạn năm. Vãn bối vẫn không hiểu được huyền cơ bên trong lời nói của tiền bối. Tiêu Phàm lắc đầu nói, hắn thật sự không hiểu ý của Tô Họa, nhưng hắn biết, Tô Họa xuất hiện tại đây thì chắc chắn là có chuyện muốn nói với hắn. Ta không biết ngươi muốn tìm câu trả lời gì, thế nhưng nếu như ngươi tiến vào thiên địa lao ngục thì chắc chắn sẽ phải chết. Tô Họa đã khẳng định lời nói của Vân Phán Nhi. Nàng ta ngừng một lát rồi lại nói, nếu như nhất định phải đi vào thiên địa lao ngục, ngươi mới có thể có được câu trả lời, vậy ngươi vẫn muốn đi vào sao? Dù chết vạn lần cũng nguyện tiến vào. Tiêu Phàm vô cùng chắc chắn gật đầu. Tô Họa vẫn giữ im lặng cùng Tiêu Phàm bốn mắt nhìn nhau, nàng ta tựa hồ vẫn không thể tin rằng Tiêu Phàm không sợ chết. Sau đó ánh mắt của nàng ta rơi xuống trên người bọn Diệp Thi Vũ và Lăng Phong nói, cho dù là đánh đổi bằng mạng sống của người ngươi yêu và huynh đệ, ngươi cũng vẫn muốn đi sao? Tiêu Phàm cười mà không nói, phất tay, vài tia sáng lóe qua, rồi bỗng biến thành mấy bóng người trước mặt Tiêu Phàm, mấy người Diệp Thi Vũ ở bên cạnh không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Hồn điêu, Lăng Phong sợ hãi kêu lên, ngạc nhiên nhìn mấy bóng người mang dáng vẻ của bọn họ kia, nếu như chỉ nhìn khuôn mặt thì không có gì khác với bọn họ. Lão Tam, ngay từ đầu ngươi đã không định để chúng ta đi vào thiên địa lao ngục cùng ngươi đúng không? Ngươi có còn coi chúng ta là huynh đệ nữa không? Nam Cung Tiêu Tiêu đánh ra một quyền vào người Tiêu Phàm. Hai người Diệp Thi Vũ và Quan Tiểu Thất cũng cay mũi. Lúc này bọn họ mới biết hóa ra Tiêu Phàm ngay từ ban đầu đã không định để cho bọn họ tiến vào thiên địa lao ngục. Tiêu Phàm không tránh né cũng không lùi lại, trên mặt vẫn mang theo nụ cười như trước mà giữ im lặng. Ta ngược lại đã coi thường ngươi rồi. Tô Họa cũng hơi bất ngờ nhìn vào Tiêu Phàm, nàng ta không nghĩ rằng vậy mà Tiêu Phàm lại khắc ra hồn điêu, chỉ mạo hiểm đi vào thiên địa lao ngục một mình mà không hề muốn làm liên lụy đến mấy người Diệp Thi Vũ. Giờ phút này, vẻ lạnh lẽo trên gương mặt Tô Họa từ từ tan ra, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm cũng không còn lạnh lùng như trước nữa, nói, dù cho ngươi đã biết bên trong rất nguy hiểm nhưng vì sao vẫn còn muốn đi vào? Bởi vì ta nhất định phải đi vào bên trong thì mới có thể gặp được một người. Tiêu Phàm nói một cách vô cùng khẳng định. Tam ca, ngươi muốn gặp ai? Quan Tiểu Thất lo lắng hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, hiển nhiên là hắn không định nói với bọn Quan Tiểu Thất. Trước khi hắn làm rõ ràng nghi ngờ trong lòng thì càng ít người biết chuyện này càng tốt. Nếu như ta nói với ngươi tất cả những gì Tiêu Thần Võ nói với ngươi đều là giả thì ngươi có tin không? Tô Họa vốn yên lặng không nói lại đột nhiên nói ra một câu. Lời này vừa nói ra thì trong mắt của Tiêu Phàm hơi co rút lại, mấy người Lăng Phong cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tuy bọn họ không biết Tiêu Thần Võ đã nói với Tiêu Phàm cái gì, thế nhưng Tiêu Thần Võ lại chính là điện chủ truyền thừa điện. Hơn nữa còn là lão tổ Tiêu gia, sao ông ta có thể lừa gạt Tiêu Phàm chứ? Nhưng Tiêu Phàm lại không hề nghi ngờ lời nói của Tô Họa. Tô Họa thân là thiên tộc, có thể biết quá khứ, hiểu tương lai, rất nhiều chuyện có thể giấu giếm được bất kỳ ai nhưng tuyệt đối không thể gạt được Tô Họa. Bằng chứng, tin tưởng thì tin tưởng, nhưng Tiêu Phàm vẫn là có một chút khúc mắc không thể chặt đứt được. Nếu như Tiêu Thần Võ lừa hắn thì chẳng phải nói lên Tiêu Thần Võ cũng đang mưu tính điều gì đó. Thậm chí có thể là kẻ thù của chiến hồn đại lục. Nhưng Tiêu Thần Võ đại diện cho truyền thừa điện,
hơn mấy ngàn mấy vạn năm vẫn luôn suy nghĩ cho chiến hồn đại lục, hơn nữa còn luôn kéo dài truyền thừa của Tu La Điện. Nếu như không có truyền thừa điện thì truyền thừa của Tu La Điện phỏng chừng đã sớm bị cắt đứt rồi, không thể nào đến lượt trên người Tiêu Phàm hắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó thì Tiêu Thần Võ cũng là ân nhân của Tiêu Phàm, không có Tiêu Thần Võ thì Tiêu Phàm làm sao sẽ có được thành tựu như ngày hôm nay. Cho nên dù trong lòng của hắn đã xuất hiện nghi ngờ nhưng hắn cũng không muốn hoài nghi Tiêu Thần Võ. Bằng chứng thì ta không có thế nhưng ta có thể nói cho ngươi hai chuyện, bản thân ngươi hãy suy nghĩ cẩn thận một chút. Tô Họa híp mắt nói. Rửa tai lắng nghe, Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, nhưng vẻ mặt mấy người Diệp Thi Vũ thì lại mờ mịt, không biết nguyên do. Chuyện thứ nhất. Mặc dù truyền thừa của các thế hệ Tu La Điện chủ đều có quan hệ với truyền thừa điện nhưng tại sao vẫn có vài truyền thừa không hề được truyền trong truyền thừa điện, mà lại được truyền trong nội bộ Tu La Điện, Tô Họa nói. Tiêu Phàm nghe vậy thì không khỏi nhíu mày, điểm này chính hắn cũng đã sớm nghĩ đến. Ngoại trừ đạt được vô tận chiến hồn bên ngoài truyền thừa điện, vô tận chiến điển, Tu La Kiếm đều là lấy được ký ức truyền thừa trong luyện tâm tháp. Huyết mạch Tú Lâu cùng với tinh huyết Tu La Vương, đều là Tu La Điện chủ đời trước tự chuẩn bị. Những vật này được truyền thừa xuống cũng là thông qua nội bộ Tu La Điện, không có liên quan gì với truyền thừa điện. Cho dù ngay cả vô tận chiến hồn cũng không phải là toàn bộ, Tiêu Phàm lấy được mấy đoàn vô tận hỏa diễm ở bên ngoài mới có thể từ từ hoàn thiện vô tận chiến hồn. Tiêu Phàm đã nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân nhưng cuối cùng chỉ có một loại nguyên nhân là hợp lý nhất. Đó chính là Tiêu Thần Võ cũng đã từng nói những lời giống vậy với các Tu La Điện chủ đời trước. Đồng thời các Tu La Điện chủ cũng đều nghi ngờ tính chân thực của những điều mà Tiêu Thần Võ đã nói, tuy rằng cuối cùng đều đã chết đi nhưng lại tự mình kéo dài truyền thừa Tu La Điện, mà không phải là nhờ tay Tiêu Thần Võ. Dần dần truyền thừa Tu La Điện không có nhiều quan hệ với truyền thừa điện nữa, hoặc cũng có thể nói Tu La Điện muốn thoát khỏi sự khống chế của truyền thừa điện. Chuyện thứ hai. Dựa vào thực lực của Tiêu Thần Võ thì ông ta hoàn toàn có thể tự đi vào thiên địa lao ngục, nhưng vì sao lại muốn mượn tay của ngươi? Tô Họa tiếp tục nói. Tiêu Phàm híp mắt, điểm này lúc trước hắn cũng đã hoài nghi, nhưng Tiêu Thần Võ lại tìm cớ khác để nói với hắn. Chẳng lẽ ngươi thực sự tin Tiêu Thần Võ vừa xuất hiện thì Chiến Thần Điện và Bộ Lạc Huyết Ma đều sẽ đối phó với ông ta sao? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng thì Tô Họa lại nói tiếp. Tựa như đã nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Phàm. Chẳng lẽ không phải, Tiêu Phàm hỏi ngược lại, hắn nhất thời không thể tiếp nhận được, nếu như Tiêu Thần Võ cũng không đứng bên cạnh hắn thì hắn còn có bản lĩnh gì để đối phó với Bộ Lạc Huyết Ma và Chiến Thần Điện nữa? À, ngươi đã biết các Tu La Điện chủ đời trước chết như thế nào đúng không? Bọn họ đều chết ở trong tay Bộ Lạc Huyết Ma và Chiến Thần Điện, ngươi cảm thấy với thực lực của Tiêu Thần Võ thì không thể bảo vệ bọn họ sao? Lời của Tô Họa không khiến người khác kinh ngạc đến chết thì không ngừng. Trong mắt Tiêu Phàm hơi co rút lại, đột nhiên vỗ đầu một cái tựa như đã hiểu ra điều gì, trong lòng do dự nói, không sai, Tiêu Thần Võ chiếm giữ cơ thể của Dạ Cửu Thiên, ông ta dù sao cũng có cảnh giới thiên thần, nếu ông ta không muốn các Tu La Điện chủ đời trước chết thì cũng không có ai có thể giết chết Tu La Điện chủ. Nhưng tại sao ông ta lại muốn nhìn bọn họ chết? Tiêu Phàm tin tưởng lời nói của Tô Họa nhưng hắn vẫn còn một vài chuyện không thể hiểu được. Bởi vì trong mắt Tiêu Thần Võ, bọn chỉ là một đám vô dụng, giữ lại một đám vô dụng thì có ích lợi gì? Tô Họa khinh bỉ nhìn Tiêu Phàm một cái, tựa như đang nhìn một tên vô dụng. Loại ánh mắt này khiến cho Tiêu Phàm rất khó chịu, nhưng hắn cảm thấy Tô Họa nói không sai, cái chết của các Tu La Điện chủ đời trước đều có liên quan đến Tiêu Thần Võ. Ông ta để ngươi đi vào thiên địa lao ngục cũng chỉ là để thử xem ngươi có phải là một tên vô dụng hay không mà thôi, nếu như ngươi có thể mang thứ ông ta muốn ra ngoài thì cũng thôi đi. Nhưng nếu như không thể mang ra thì các ngươi đều phải chết, mà tất cả những người có liên quan tới các ngươi đều sẽ biến mất trên đời này. Lời nói của Tô Họa dường như bắt đầu nhiều lên. Con ngươi Tiêu Phàm run lên, trong đầu hắn đột nhiên nhớ lại gương mặt hiền lành của Tiêu Thần Võ kia liền không khỏi sợ run cả người. Hắn chưa từng nghĩ đến bản thân cũng chỉ là một quân cờ. Sự đả kích này thật sự là quá lớn đối với hắn. Trên gương mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ hung ác, nắm tay nắm chặt đến mức vang lên răng rắc, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, chảy ra từng tia máu tươi. Từ trước đến nay hắn đều cho rằng chiến hồn đại lục quá yếu, một khi Bộ Lạc Huyết Ma tiến đánh thì chiến hồn đại lục rất có thể sẽ lưu lạc lao tù.
Tiêu Phàm cũng vẫn luôn mạnh lên, vì muốn đuổi bộ lạc huyết ma khỏi chiến hồn đại lục mà cố gắng. Thế nhưng giờ đây lại có người nói cho hắn biết, sự cố gắng mà ngươi bỏ ra căn bản là không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ là đang thử xem ngươi có phải là một tên vô dụng hay không mà thôi, điều này sao Tiêu Phàm có thể tiếp nhận sao? Phu quân, Diệp Thi Vũ đi đến bên cạnh Tiêu Phàm rồi kéo lấy cánh tay Tiêu Phàm. Mấy người Lăng Phong cũng tựa như cảm thấy xúc động, mũi hơi cay, đến giờ bọn họ mới hiểu được hóa ra Tiêu Phàm vẫn luôn yên lặng chịu đựng rất nhiều thứ, cho dù bọn họ hiểu lầm hắn thì cũng chưa từng nói với bọn họ. Yên tâm, ta không sao. Tiêu Phàm vỗ vào bàn tay của Diệp Thi Vũ, luồng khí tàn nhẫn kia dần dần biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng. Trong nội tâm hắn có một giọng nói đang nói với hắn, cho dù ngươi không vì chiến hồn đại lục thì cũng phải vì sự sống sót của bản thân, vì sự sống sót của huynh đệ bên cạnh. Một khi bản thân hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì huynh đệ của hắn cũng sẽ bị giết hết. Nếu như trước đó Tiêu Phàm còn chưa tin Tiêu Thần Võ đang lừa hắn thì bây giờ hắn đã có lý do để nghi ngờ rồi. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Phàm khôi phục lại bình tĩnh rồi nói, tiền bối, nếu như tất cả những điều này đều là thật, thì nói cách khác, chiến hồn đại lục căn bản sẽ không bị bộ lạc huyết ma hủy diệt. Nếu như chiến hồn đại lục phải bị hủy diệt thì đã không thể tồn tại từ vạn năm trước rồi. Tô Họa khẳng định lại lời nói của Tiêu Phàm. Đúng rồi. Vì sao Tiêu Thần Võ không đi vào thiên địa lao ngục? Tiêu Phàm thở phào nhẹ nhõm, chiến hồn đại lục không có nguy hiểm, hắn đột nhiên cảm bản thân mình cũng thoải mái hơn rất nhiều. Hắn không thể vào được, Tô Họa lắc đầu nói, trong thiên hạ này chỉ có hai người có thể đi vào. Ai? Nam Cung Tiêu Tiêu không hề nghĩ ngợi liền hỏi. Tu La Điện Chủ và người thủ mộ. Lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, nếu như bây giờ hắn còn không đoán được thì hắn cũng không phải Tiêu Phàm nữa rồi. Chỉ là hắn lại phát hiện ra một vấn đề nên nói, nhưng không phải là người của Tu La Điện các đời trước cũng đã đi vào sao? Nếu như nhất định phải là huyết mạch Tu La mới có thể tiến vào thì bản thân Tiêu Thần Võ cũng ẩn chứa huyết mạch Tu La mà. Tô Họa gật đầu giải thích, các tu sĩ Tu La Điện đời trước là do Tu La Điện chủ đưa vào, hơn nữa cũng đã lấy được sự đồng ý của người thủ mộ nên tất nhiên không có chuyện gì. Về phần Tiêu Thần Võ không thể tiến vào là bởi hắn đã từng bị nguyền rủa nên đương nhiên là không dám đi vào trong đó, nếu hắn tiến vào thì chắc chắn sẽ phải chết. Ồ, ánh mắt của Tiêu Phàm sáng lên, nghi hoặc trong đầu trở nên sáng tỏ, cuối cùng thì hắn cũng biết được vì sao Tiêu Thần Võ lại muốn để bản thân tiến vào, vậy còn 9 miếng ngọc bội thì sao? Tiêu Thần Võ nói 9 miếng ngọc bội này có thể mở ra thông đạo dẫn đến Thái Cổ Thần Giới. Vừa dứt lời thì trong tay Tiêu Phàm bỗng xuất hiện hai miếng ngọc bội lóe lên ánh sáng rực rỡ, vô cùng chói mắt. Hắn nói là ngươi tin, Tô Họa khịt mũi coi thường, khinh bỉ nói, đây chỉ là cửu điện Diêm La Phù, ngươi biết những cổ tộc của chiến hồn đại lục đã đến như thế nào không? Tiêu Phàm lắc đầu, chỉ có điều trong lòng hắn đã mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Các cổ tộc lớn chính là cửu điện Diêm La của Tu La Điện ban đầu. Chỉ là sau này bởi vì Tu La Điện bị hủy diệt nên bọn họ cũng tách ra, nếu có thể tập hợp cửu điện Diêm La Phù lại thì cũng có thể mở ra phong ấn ngũ hành. Tô Họa giải thích, nói cách khác thì tìm tới mộ bia cũng vô ích, Tiêu Phàm cười cay đắng, hắn phát hiện ra bản thân vẫn còn quá ngây thơ. Tiền bối, sao ngươi lại biết được nhiều như vậy? Quan Tiểu Thất nhịn không được mà hỏi. Bởi vì tiền bối là người của thiên tộc, Nam Cung Tiêu Tiêu hít sâu một hơi nói. Tiêu Phàm cũng gật đầu đồng ý, Tô Họa thân là thiên tộc, có thể biết được quá khứ tương lai, bất kỳ bí mật gì cũng không thể giấu giếm được bọn họ, điểm này của thiên tộc thật sự là quá nghịch thiên. Không phải, giọng nói của Tô Họa vang lên, nàng ta đột nhiên lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười buồn bã. Mấy người Tiêu Phàm nghe vậy liền ngạc nhiên nhìn vào Tô Họa, chẳng lẽ không phải bởi vì Tô Họa là người của thiên tộc nên mới biết được tất cả những điều này hay sao? Bởi vì ta là người thủ mộ đời này, Tô Họa gần như là gần từng chữ một, lúc nói ra mấy chữ này thì hơi thở trên người nàng ta càng ngày càng lạnh lẽo, tựa như nàng ta căn bản không hề muốn trở thành người thủ mộ. Làm sao có thể, Tiêu Phàm trực tiếp kêu lên sợ hãi, tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang mà đánh vào trong đầu Tiêu Phàm, hắn lập tức thốt ra, người thủ mộ không phải Lâu Ngạo Thiên sao? Sao lại là tiền bối? Chẳng lẽ Lâu Ngạo Thiên đang lừa ta? Hắn cũng không hề lừa ngươi. Tô Họa lắc đầu, thế nhưng lại không giải thích quá nhiều.
Trong lòng Tiêu Phàm càng thêm nghi hoặc, chỉ có điều nghe được Lâu Ngạo Thiên không hề lừa gạt mình thì hắn cũng thở phào một hơi. Nhìn thấy Tiêu Phàm còn muốn dò hỏi điều gì đó, Tô Họa lại nói, sau này ngươi sẽ biết. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún vai, cố ép bản thân bình tĩnh lại, hắn biết, dù bản thân hỏi thêm nữa thì Tô Họa cũng sẽ không nói chuyện liên quan Lâu Ngạo Thiên cho hắn. Chỉ có chờ sau này gặp được Lâu Ngạo Thiên mới có thể biết rõ ràng ngọn nguồn chuyện này. Bây giờ ngươi còn muốn đi vào không? Nhìn thấy Tiêu Phàm bình tĩnh lại, Tô Họa lại nói. Tuy rằng ta không muốn đi vào, nhưng nhất định phải đi. Trong ánh mắt Tiêu Phàm phóng ra tinh quang, cắn răng nói, nếu ta đoán không sai thì chắc hẳn Tiêu Thần Võ đã để lại một ấn ký trên người ta, tiền bối đã dùng cách đặc biệt ngăn cách tất cả mới dám nói với ta nhiều như vậy. Tô Họa gật đầu nói, tại không gian truyền tống này, ta làm cho thời không ngừng lại, Tiêu Thần Võ không phát hiện ra được, nhưng một khi rời khỏi thì hắn ta sẽ biết. Nếu đã như vậy thì chúng ta không thể không vào rồi. Nơi sâu trong đáy mắt Tiêu Phàm hiện lên một tai sáng hung ác. Tiêu đại ca, các ngươi không thể đi vào. Vân Phán Nhi vẫn luôn im lặng lại kêu lên. Phán Nhi, cảm ơn ngươi. Tiêu Phàm biết ơn nhìn vào Vân Phán Nhi thiện lương. Hắn đã từng cứu Vân Phán Nhi một mạng, không ngờ Vân Phán Nhi cũng sẽ trả lại hắn đến mức không cần cả mạng sống. Tiêu Phàm lại nhìn về phía mấy người Diệp Thi Vũ sau lưng nói, nếu ta không đi vào thì không chỉ ta phải chết mà các ngươi cũng đều phải chết. Chúng ta không sợ chết, mấy người Diệp Thi Vũ đồng thanh nói, cảnh này lại khiến cho Tô Họa nhíu mày. Ta biết suy nghĩ của mọi người, chúng ta không sợ chết, nhưng còn những người khác thì sao, bọn Quách Lão Quỷ, Tuyết Lung Giác, Lục Vũ, Phong Lang, Vân Khê cũng đều phải chết, Tiêu gia ta và Lăng gia cũng sẽ bị diệt tộc, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến hồn tộc cùng linh tộc, chúng ta không thể đánh cược được. Tiêu Phàm khẳng định nói, trên mặt hiện lên sự sắc bén. Diệp Thi Vũ, Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất và Vân Phán Nhi đều cúi đầu xuống, không biết trả lời như thế nào. Đi vào sẽ chết, không đi vào cũng sẽ chết. Nói đến cùng thì bọn họ đã không còn con đường nào có thể đi được nữa. Luôn có người phải hy sinh, không phải sao? Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, ánh mắt lộ ra thấy vẻ thấy chết không sờn. Luôn có người phải hy sinh, không phải sao? Mọi người nắm chặt tay, mũi hơi cay, bọn họ hận, hận thực lực của mình quá thấp, ngay cả vận mệnh của bản thân cũng không thể tự nắm giữ trong tay. Nếu như bọn họ đủ mạnh mẽ thì sao lại có thể bị người khác tính kế? Biến thành một quân cờ của người khác. Tiêu Phàm nói không sai, luôn có người phải hy sinh. Giọng nói của Tô Họa tiếp tục vang lên, thế nhưng lại lập tức nói, chỉ có điều trước mắt ngươi có một cơ hội lựa chọn, có lẽ cũng chưa chắc sẽ chết. Tiền bối, lựa chọn gì? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Diệp Thi Vũ đã không hề do dự mà hỏi, nàng cũng không muốn Tiêu Phàm đi chịu chết. Bởi vì ngươi là người vô mệnh nên tương lai của ngươi không thể đoán trước được. Tô Họa vô cùng trịnh trọng nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm cũng có chút khác đi. Quay trở lại thời gian nửa chén trà trước, Tiêu Phàm một quyền đánh vỡ không gian khiến cho thành vô song thánh lại xuất hiện một lần nữa tại chiến hồn đại lục. Lúc này, trong không trung tăm tối, khoảng 10 bóng người nhanh chóng xuyên qua, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy thì chắc chắc có thể nhận ra hai người trong đó, chính là Chiến Thiên Hạ và Chiến Thiên Nhất. Phó Điện Chủ, bây giờ chúng ta đi đâu? Hẳn là điện chủ đã nói cho ngươi biết, cuối cùng một người áo đen trong đó không nhịn được mà hỏi. Những người khác cũng lộ ra vẻ tò mò, bọn họ đúng là không dám chống lại mệnh lệnh của Chiến Luân Hồi, nhưng cũng muốn biết mình đang đi làm gì. Khí tức phát ra trên thân mấy người bọn họ không hề yếu hơn Chiến Thiên Hạ, hiển nhiên đều là cảnh giới Chiến Thần Đỉnh Phong. 10 Chiến Thần Đỉnh Phong, đây đúng thật không phải khủng bố bình thường. Không nói đến có thể quét ngang chiến hồn đại lục nhưng cũng không khác là bao. Chỉ cần không gặp phải cường giả thiên thần thì bọn họ gần như là sự tồn tại không có đối thủ. Đã sắp đến mục đích rồi, nói cho các ngươi cũng không sao. Chiến Thiên Hạ có chút đắc ý. Lần trước mấy đại chiến thần đỉnh phong bọn họ hợp lực vây đánh Tiêu Phàm đã bị Tiêu Phàm giết chết vài người, vốn dĩ Chiến Thiên Hạ cho rằng bản thân sẽ nhận được sự trừng phạt của Chiến Luân Hồi. Thế nhưng điều mà hắn ta không nghĩ tới chính là Chiến Luân Hồi không những không trừng phạt hắn ta, mà còn cho hắn ta một cơ hội lập công chuộc tội, đó chính là mục đích chuyến đi này của hắn ta. Nơi phía trước chính là Thiên Địa Lao Ngục, Chiến Thiên Hạ hít sâu một hơi rồi nói. Thiên Địa Lao Ngục,
Trong mắt mấy người khác không tự chủ được mà co rút lại một chút, một lát sau mới khôi phục bình tĩnh. Không sai, mục đích của chúng ta chính là chặn giết điện chủ Tu La Điện. Nhất định không thể để cho hắn tiến vào trong thiên địa lao ngục. Chiến Thiên Hạ lạnh giọng nói. Tiêu Phàm không chết thì hắn ta liền không thể yên lòng, bởi vì Tiêu Phàm là mệnh kiếp của hắn ta, không phải Tiêu Phàm chết thì chính là hắn ta chết. Tu La Điện chủ đã mạnh mẽ như vậy rồi sao? Vậy mà dám đi vào trong thiên địa lao ngục, lại có người vô cùng kinh ngạc nói ra. Ta nhớ Tu La Điện chủ đời trước đã từng đi vào, sau đó giết 6 chiến thần đỉnh phong của chúng ta, nếu không phải vị đại nhân kia tự mình ra tay thì phỏng chừng đã không thể làm gì được hắn ta. Một người khác nhớ lại rồi nói. Lần này chúng ta không thể để cho bọn họ tiến vào thiên địa lao ngục, nhất định phải chặn giết bọn họ ở bên ngoài thiên địa lao ngục, Chiến Thiên Hạ hung ác nói. Phó điện chủ yên tâm, hắn chỉ là một thất biến chiến thần mà thôi, 10 người chúng ta đều là chiến thần đỉnh phong. Đúng đấy, giết một tên thất biến chiến thần mà thôi, sao phải cẩn thận như vậy, nếu hắn đột phá cửu biến chiến thần thì chúng ta có lẽ còn phải kiêng kỵ một chút. Thật muốn biết giết chết Tu La Điện chủ sẽ có cảm giác gì. Đám người ngươi một câu ta một câu, căn bản là không hề để thực lực của Tiêu Phàm ở trong lòng, cũng khó trách bọn họ sẽ như vậy. Một thất biến chiến thần như Tiêu Phàm thì dù có mạnh hơn nữa cũng có thể mạnh đến đâu chứ. Chiến Thiên Hạ sầm mặt, không hề nói thêm gì nữa, nói quá nhiều thì phỏng chừng những người này sẽ cảm thấy phản cảm đối với hắn ta còn muốn dựa vào những người này để giết Tiêu Phàm nữa. Một ngày Tiêu Phàm còn chưa chết thì hắn ta một ngày không thể yên lòng. Bên trong truyền tống thông đạo của thành Vô Song Thánh, tầm mắt mọi người dồn dập rơi xuống trên người Tô Hỏa. Tiền bối. Lựa chọn gì, người cứ nói đi, Tiêu Mỗ bất tài, thế nhưng vẫn còn có thể chịu được. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, nhìn thấy sự việc có cơ hội xoay chuyển thì trong lòng hắn cũng có chút vui mừng. Lời ngươi nói không sai, nếu ngươi không tiến vào thiên địa lao ngục thì chắc chắn Tiêu Thần Võ sẽ biết. Tô Họa nhìn mấy người Tiêu Phàm một chút rồi nói, hơn nữa ngươi cho rằng những hồn điêu đó có thể lừa được Tiêu Thần Võ hay sao? Tiêu Phàm, đôi khi ngươi vẫn quá tự tin đó. Tiêu Phàm nghe vậy thì con ngươi hơi co rút lại, hắn đột nhiên hiểu ra điều gì đó, hiển nhiên là trên người bọn Lăng Phong cũng rất có thể đã có ấn ký mà Tiêu Thần Võ để lại. Nếu như Tiêu Thần Võ phát hiện bọn Lăng Phong chưa từng tiến vào thiên địa lao ngục thì có nghi ngờ hắn hay không? Nghĩ đến đây thì sau lưng Tiêu Phàm rịn ra không ít mồ hôi lạnh, hắn suýt chút thì đã tự lấy đá đập chân mình. Thật ra ngươi không muốn bọn họ đi vào cũng không sai. Tô Họa hít sâu. Tựa như đang quyết định một điều rất khó khăn. Ngừng một chút rồi nói, bây giờ ta có một cách, một là xóa đi ấn ký trên người bọn họ, Tiêu Thần Võ sẽ không phát hiện ra, bọn họ cũng sẽ không cần phải đi vào thiên địa lao ngục, nhưng ngươi nhất định phải tiến vào thiên địa lao ngục. Hai là xóa đi ấn ký trên người ngươi, nhưng Tiêu Thần Võ sẽ biết được, bọn họ đều sẽ phải đi vào thiên địa lao ngục. Chúng ta đi, mấy người Lăng Phong không hề do dự mà nói. Chỉ lo Tiêu Phàm sẽ lựa chọn bản thân tiến vào. Tiêu Phàm nhíu mày nói, tiền bối đã nói, cho dù xóa đi ấn ký trên người ta thì Tiêu Thần Võ vẫn sẽ biết, cho nên dù xóa đi thì ông ta cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bây giờ chúng ta vẫn còn chưa có đủ thực lực để giao đấu với Tiêu Thần Võ, mà xóa đi ấn ký trên người các ngươi thì Tiêu Thần Võ không phát hiện được nên các ngươi sẽ có thể ở lại. Cho dù có chết thì sao, đã xông pha nhiều năm như vậy. Không sợ giả cửu u và chiến luân hồi, lẽ nào còn phải sợ Tiêu Thần Võ hay sao? Đúng đó, cùng lắm thì mấy huynh đệ chúng ta đánh giết hắn một cách thống khoái. Có thể chết cùng nhau cũng là một loại may mắn. Ta đồng ý với ý kiến của đại ca và nhị ca, cho dù như thế nào thì cũng muốn bên cạnh nhau. Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu và Quan Tiểu Thất không hề do dự mà tỏ thái độ, viên mắt Diệp Thi Vũ cũng rướm lệ, thế nhưng không hề đứng ra nói gì. Nàng biết trong lòng Tiêu Phàm đã có quyết định rồi. Mọi người tỉnh táo lại trước đã, nghe ta nói. Tiêu Phàm hít sâu, hắn đã sớm nghĩ tới có thể sẽ như vậy, thấp giọng nói, ta đi vào, các ngươi ở lại, bởi vì các ngươi có chuyện quan trọng hơn phải làm. Một khi ta tiến vào trong thiên địa lao ngục thì chắc chắn Tiêu Thần Võ sẽ cho rằng tất cả chúng ta đều đi vào, an nguy của người thân chúng ta ít nhất cũng được đảm bảo, điều các ngươi phải làm là âm thầm đưa người thân của chúng ta rời đi. Cho dù không thể rời đi thì cũng phải nghĩ cách bảo vệ thế hệ mới, bởi vì nếu ta không chết, một khi ra khỏi thiên địa lao ngục thì Tiêu Thần Võ sẽ ra tay với chúng ta.
Nhưng mà, mấy người biết điều Tiêu Phàm nói có lý, thế nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu vẫn vô cùng không cam lòng. Không có nhưng mà gì cả, nghe lời của ta, ngữ khí Tiêu Phàm không cho phép phủ định, là huynh đệ thì hãy tin tưởng ta. Mấy người Lăng Phong khẽ cắn môi không thể phản bác, cho dù bọn họ không suy nghĩ cho bản thân thì cũng phải cân nhắc cho người nhà và bạn bè. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Tô Họa lộ ra nét cười hiếm thấy, lúc này mấy người Tiêu Phàm mới phát hiện hóa ra Tô Họa cũng biết cười, hơn nữa cười lên còn vô cùng xinh đẹp. 100 viên mệnh nguyên châu lần trước ngươi đã đồng ý với ta đâu? Tô Họa đột nhiên cười nói. Tiêu Phàm vung tay lên, không trung đột nhiên xuất hiện từng viên ngọc lấp lánh ánh sáng rực rỡ, bên trong phát ra hơi thở sinh mệnh dồi dào, chính là mệnh nguyên châu đã thu thập được lúc trước, cũng không chỉ là 100 viên. Áo bào Tô Họa phất lên, tất cả hơn 100 viên mệnh nguyên châu đều biến mất, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói, người hoài nghi Tiêu Thần Võ nhưng không hề nghi ngờ lời của ta sao. Tiêu Phàm chỉ cười không nói, hắn căn bản chưa từng tiếp xúc với Tiêu Thần Võ, còn về phần Tô Họa thì hắn đúng là đã từng thi triển chủng ma thuật, Tiêu Phàm biết rõ Tô Họa là dạng người như thế nào. Tuy rằng trước kia Tô Họa là một người băng lãnh vô tình, thế nhưng nàng đã từng là một nữ nhân vô cùng có tình có nghĩa. Người như vậy, Tiêu Phàm còn có gì không thể tin đây? Không có được câu trả lời của Tiêu Phàm, Tô Họa cũng không có cách nào, chỉ có thể lắc đầu nói, thời gian cũng không còn nhiều nữa, tuyết ngừng rơi còn cần phối hợp một chút, tiếp theo các ngươi phải nhớ kỹ mỗi một câu nói của ta, một khi rời khỏi nơi này thì ta sẽ không thể trao đổi với các ngươi. Tiền bối cứ yên tâm, Tiêu Phàm gật đầu nói, tinh quang trong mắt lóe lên. Sau nửa giờ, nhóm người Tiêu Phàm xuất hiện giữa một nơi tăm tối. Mấy người Chọc Thiên Hồng và Chiến La đều cảm thấy vừa xảy ra một chuyện kỳ lạ gì đó, nhưng bất kể thế nào đều nghĩ không ra. Mấy người Tiêu Phàm lại không xảy ra bất cứ chuyện gì. Bên trong truyền tống thông đạo, thời gian ngưng động, bọn Chọc Thiên Hồng tất nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn tựa đã trải qua thời gian rất lâu, trên thực tế lại chỉ trong chớp mắt mà thôi. Tiêu Phàm không để ý đến mấy người đó, dẫn đầu đi đến chỗ phun ra của khe sâu U Minh mà đi. Tuy nhiên đã đi qua mấy năm thời gian, nhưng khoảng không gian này vẫn chưa có nhiều thay đổi. Rất nhanh, mấy người Tiêu Phàm đã đi vào trong khe sâu U Minh. Mọi người chẳng hề do dự nhảy xuống dưới, phút chốc lại xuất hiện trở lại, thì ra là đã ở chỗ ngũ hành phong ấn. Mấy người Diệp Thi Vũ và Lăng Phong nhìn về phía ngũ hành phong ấn, sâu trong đáy mắt lóe lên sự âu lo nồng đậm. Kiếm La, Chiến La và những người khác cũng chẳng khá gì hơn. Bọn họ đều là những tu sĩ thế hệ trước, đều biết sự đáng sợ của thiên địa lao ngục, dù là kẻ nào đi vào đó, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy trở ra. Chọc Thiên Hồng, Kiếm La, lúc này các ngươi hối hận vẫn còn kịp. Tiêu Phàm lim dim đôi mắt nhìn về phía mấy người Chọc Thiên Hồng nói. Không hối hận, Chọc Thiên Hồng không chút do dự nói. Những năm này đi với Tiêu Phàm, thực lực của hắn khôi phục rất nhanh. Thành ra đã không có bất kỳ do dự gì. Điện chủ đi đâu, thuộc hạ sẽ đi theo đó. Kiếm La cũng gật gật đầu, bởi vì đã quyết định theo Tiểu Phàm ở cùng một chỗ, vậy nên chẳng nghĩ tới hối hận. Chiến La không nói mà là quay đầu nhìn về phái Nam Cung Tiêu Tiêu. Nam Cung Tiêu Tiêu nói, Chiến La tiền bối, người tự mình quyết định đi. Nam Cung Tiêu Tiêu đã biết rõ, bọn họ sẽ chuẩn bị làm gì tiếp theo. Chiến La thân là chiến tộc công thần. Nam Cung Tiêu Tiêu tất nhiên chẳng dám lừa ông. Bị trói buộc mấy ngàn năm rồi, vừa vặn cho gân cốt hoạt động một chút. Chiến La xoay cổ, cười thoải mái không kiêng sợ. Chỉ có Võ Nhược Phong phải chịu một cơn khó chịu đứng ở kia, hắn bị Tiêu Phàm dùng chủng ma thuật, căn bản là chẳng có lựa chọn nào khác. Tiến vào bên trong, có nhiều khả năng sẽ chết tại thiên địa lao ngục, nhưng không tiến vào, nếu như Tiêu Phàm chết trong đó, hắn cũng sẽ chết theo. Nếu đã như vậy, chỉ bằng dứt khoát vào xem, hắn không mở miệng, bởi vì hắn cũng không có tư cách mở miệng. Tiêu Phàm nhẹ nhẹ gật đầu, sau đó lấy bình ngọc đựng máu tươi đã chuẩn bị từ trước ra, nhẹ nhàng vẩy vào đường vân trên ngũ hành phong ấn. Tiếp theo, Tiêu Phàm bấm tay tạo ra từng đạo thủ quyết, các đường vân ở trên bỗng nhiên tựa như sống lại, hóa thành một bầy rắn nhỏ màu máu bò trườn trên đài ngọc. Bất ngờ, sương mù màu đen tràn ngập hư không. Tựa như đã mở ra một cánh cửa nào đó, một luồng khí tức như có như không từ trong cánh cửa kia truyền đến. Hả, Tiêu Phàm nhíu mày một cái, thoáng chốc tâm thần đã chìm nhập vào bên trong thần cung.
Trong thần cung, thí thần thú ngửa mặt lên trời giận dữ gào thét, qua sự kích động đó, Tiêu Phàm đủ để cảm nhận được cảm xúc của thí thần thú, cũng chính vì vậy, trong lòng Tiêu Phàm rất không bình tĩnh. Thí thần, ngươi nói trong này cho ngươi cảm giác giống ở nhà. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn thí thần, nhưng trong này là thiên địa lao ngục mà, sao lại là nhà của thí thần được? Nhưng trong thiên địa lao ngục dùng để giam giữ tu sĩ dị tộc, sao lại có thể sinh ra thí thần được? Ôi ôi, thí thần phát ra một tràng nức nở, dường như có thứ gì đó chạm vào nội tâm mềm yếu của nó. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, thí thần thú xuất hiện tại vạn năm trước, đột phá đỉnh phong, đạt được thiên thần cảnh trong truyền thuyết, nhưng lai lịch của thí thần thú lại không người nào ghi chép lại. Cho đến bây giờ, Tiêu Phàm nghe nói qua vô số truyền thuyết liên quan đến thí thần hàng vạn năm nay, hồn thú của chiến hồn đại lục đều 10 phần kính sợ nó, e ngại nó. Nhưng là, vạn năm trước đây thí thần xuất hiện như thế nào, trưởng thành như thế nào, những chuyện này hắn lại hoàn toàn chưa nghe nói qua, e rằng trong tu la truyền thừa cũng không có mảy may ghi chép. Lẽ nào thí thần thật sự là từ trong thiên địa lao ngục sinh ra? Trong lòng Tiêu Phàm hết sức buồn bực. Nếu thật sự là như thế, thiên địa lao ngục kia há không phải đã tồn tại trước khi dị tộc xâm nhập rồi sao? Lại nghĩ tới Tô Họa từng nói, tiêu thần võ đã từng bị một loại lời nguyền nào đó, không được phép vào thiên địa lao ngục. Tiêu Phàm đã hoàn toàn khẳng định trong lòng, thiên địa lao ngục chẳng phải là sau khi dị tộc xâm nhập chiến hồn đại lục mới có, mà đã có từ mấy vạn năm trước rồi. Hơn nữa, thiên địa lao ngục cũng tuyệt đối không phải đơn giản chỉ dùng để giam giữ tu sĩ dị tộc. Thiên địa lao ngục cuối cùng là nơi nào đây? Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm ngẫm nghĩ, sau đó nói với thí thần, yên tâm, đi vào thiên địa lao ngục, ta nhất định giúp ngươi tìm hiểu rõ ràng thân thế, bây giờ yên tĩnh một chút. Gào thí thần giận dữ gầm lên một tiếng, miễn cưỡng áp chế sự thay đổi tâm trạng của mình. Tâm thần của Tiêu Phàm rời khỏi thần cung, lần nữa nhìn về cánh cửa hư vô mờ mịt kia, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, Tiêu Phàm cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Chẳng lẽ nguy hiểm Vân Phiến Nhi nói, cũng không phải đến từ tiêu thần võ, mà thật sự đến từ thiên địa lao ngục. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, lại liên tiếp đánh ra một loạt thủ quyết, cánh cửa kia lại lớn thêm ra, cuối cùng biến thành một vòng xoáy màu đen. Một luồng lực hút cực mạnh cuốn hút lấy tất thảy xung quanh, ngay cả ánh sáng cũng không thoát được, bốn phía càng trở nên đen tối. Ánh mắt Tiêu Phàm nhìn xung quanh, tựa như đang tìm kiếm thứ gì. Nhưng mà bốn phía một màn đen đặc, chẳng nhìn được gì, Tiêu Phàm không khỏi nhăn nhó cau mày. Tổ tiền bối sẽ không tính sai đâu, Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Tiếp tục, bọn hắn tới rồi. Một câu nói vang lên bên tai Tiêu Phàm, dường như từ một không gian khác truyền đến. Thần sắc Tiêu Phàm hơi động, hiển nhiên là Tô Họa sẽ không lừa hắn. Sau một khắc, Tiêu Phàm bắt đầu dùng toàn lực mở cửa vào thiên địa lao ngục. Sau nửa giờ, vòng xoáy màu đen kia biến thành một cơn gió xoáy khổng lồ, chậm chậm xuyên lọt xuống dưới ngũ hành phong ấn. Sau vài hơi thở, cửa vào thông đạo mở ra, thẳng qua một thế giới tăm tối. Đi, Tiêu Phàm hét lên một tiếng, giọng nói nghe có chút mỏi mệt. Mấy người Diệp Thi Vũ, Nam Cung Tiêu Tiêu lách người phóng đến phía bóng tối kia, căn bản không có chút do dự gì, thật giống như sợ thông đạo đóng lại mất. Ầm, đang lúc mọi người tràn vào thông đạo. Một loạt tiếng nổ đột nhiên vang lên, khoảng 10 luồng uy áp to lớn từ trên cao phóng xuống, dữ dội điên cuồng quét sạch toàn bộ hư không, mặt đất nháy mắt lún xuống dưới hơn mấy trượng. Ngoại trừ bốn bên là vách núi kiên cố không bị sụp đổ, trên mặt đất cát bay đá chạy, từng hàng khe rãnh to lớn lan rộng khắp bốn phương tám hướng, thông đạo màu đen kia cứ rung động không thôi, bắt đầu trở nên lung lay. Cảnh tượng bất ngờ này đã dọa cho bọn Chọc Thiên Hồng nhảy dựng lên. Bọn họ bỗng nhiên dừng cả lại, kinh ngạc nhìn về phía chân trời, ở đó đang có 10 bóng người mau lẹ đáp xuống. Chiến Thiên Hạ, Chiến La nháy mắt đã nhận ra một người trong đó, ánh mắt lạnh lùng, hung quang bắn ra bốn phía, nhanh chóng vào tới. Đừng nhúc nhích, Nam Cung Tiêu Tiêu liền vội hét hắn dừng lại, một bước cản trước người hắn. Tới thật rồi sao, thần sắc Tiêu Phàm hơi động, nhìn thấy bọn Chiến Thiên Hạ đuổi đến, hắn cũng không có một chút sợ hãi nào. Ngược lại có một chút kích động. Các ngươi cũng chớ động thủ. Nhìn thấy mấy người Chọc Thiên Hồng với Kiếm La chuẩn bị động thủ, tiếng nói của Tiêu Phàm quấn quýt bên tai mấy người Chọc Thiên Hồng. Hắn cùng Tô Họa thật chẳng dễ dàng bày ra tình thế này,
sao lại có thể để mấy người Kiếm La làm hỏng đây? Cùng lúc đó, Diệp Thi Vũ, Lăng Phong, Quan Tiểu Thất đồng thời tiến lên, mặt không biến sắc, nhìn mấy người chiến thiên hạ trên cao. Bọn Diệp Thi Vũ đều chỉ là chiến thần hậu kỳ, nhưng đối mặt với mời chiến thần cảnh đỉnh phong, cơ bản vẫn không chút e ngại. Ha ha, Tiêu Phàm, lần này xem ngươi chết thế nào. Chiến thiên hạ điên cuồng cười lớn, trên mặt lộ ra nụ cười hung ác, hắn hận chẳng thể nghìn đao xẻo thịt Tiêu Phàm. Ở Tiêu Phàm khẽ cười một cái, cứ lẳng lặng đứng yên ở đó. Bọn chiến thiên hạ nhìn thấy Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, càng cười không ngậm mồm lại được, hắn thấy Tiêu Phàm đang mở lối vào thiên địa lao ngục, hoàn toàn không động đậy được rồi. Nghĩ đến điều này, trong lòng hắn càng thêm kích động, Tiêu Phàm đúng là mệnh kiếp của hắn, nếu như Tiêu Phàm không chết thì cuối cùng người chết chính là hắn. Cũng ngay lúc này, chiến thiên hạ nhìn thấy mấy người Diệp Thi Vũ, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng nhau tiến lên, trong mắt hiện lên thái độ coi thường. Không chỉ mình hắn, những cường giả khác của chiến thần điện cũng cười nhạt, bốn tu sĩ chiến thần cảnh hậu kỳ lại muốn ngăn nhóm người bọn họ lại. Thật đúng là chuyện nực cười. Đối diện với bốn người Diệp Thi Vũ, khí thế của bọn hắn không giảm, ngược lại mạnh thêm mấy phần, như bọn hắn thấy, đây chỉ toàn là cành khô củi mục, thế như trẻ tre. Ầm 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 ầm, ý nghĩ vừa dứt, bỗng nhiên đã xảy ra điều kỳ dị, tại trên mình Diệp Thi Vũ, Nam Cung Tiêu Tiêu, Lăng Phong và Quan Tiểu Thất, đột nhiên dấy lên một luồng uy áp đáng sợ. Cảm nhận được luồng uy áp đó, con người Tiêu Phàm thu lại, lạnh giọng thầm nói, Thi Vũ và Lão Đại, bọn họ quả nhiên bị theo dõi rồi. Cũng ngay lúc đó, toàn thân bốn người Diệp Thi Vũ bỗng nhiên hiện lên một cái bóng mờ, tuy chỉ là một bóng mờ bao quanh, nhưng Tiêu Phàm vẫn nhanh chóng nhận ra được, ngoại trừ Tiêu Thần Võ, còn có thể là ai khác chứ? Trước đó hắn vẫn ôm một tia hy vọng đối với Tiêu Thần Võ, hy vọng lời của Tô Họa là nói dối, nhưng tới giờ hắn mới biết, mình vẫn còn quá non nớt. Nếu như không phải Tô Họa xuất hiện, mình lại thật sự bị Tiêu Thần Võ đùa bỡn lòng vòng, thậm chí hắn có hoài nghi Tiêu Thần Võ, cũng sẽ không nhằm vào Tiêu Thần Võ. Nhưng bây giờ, kính ý của Tiêu Phàm đối với Tiêu Thần Võ đều đã biến mất, thay vào đó là một loại sát ý. Trong đầu Tiêu Phàm bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước tàn niệm của luyện tâm tháp đã nói cho hắn một câu, tu la nhất mạch, xác định là cô độc, chẳng thể tin ai khác ngoài mình. Vốn dĩ Tiêu Phàm đã xem Tiêu Thần Võ là người có thể tin tưởng, bây giờ xem ra là hắn đã quá ảo tưởng rồi. Nếu như bên cạnh mình vẫn còn người có thể tin được, cũng chỉ có một đám các huynh đệ này đi cùng mình tới đây. Ấn ký của Tiêu Thần Võ. Không chỉ Tiêu Phàm nhận ra Tiêu Thần Võ, chiến thiên hạ cũng đã nhận ra, con người run rẩy một chút, trở nên có hơi sợ hãi. Chỉ là một đạo ấn ký mà thôi, diệt là xong. Một tên tu sĩ chiến thần cảnh lạnh lùng nói, khóe miệng tỏ ra khinh thường rõ rệt. Chiến thiên hạ lấy lại tinh thần, ổn định tâm trí, cắn răng nghiến lợi đánh xuống một chưởng. Toàn bộ sự việc nối tiếp xảy ra trong một hơi thở, tiếp theo đó, một tiếng nổ ầm vang, ấn ký trên thân mấy người Diệp Thi Vũ đồng loạt phát nổ. Nhưng mà, sự công kích của thập đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong vẫn như cũ không ngừng nghỉ, chỉ là tốc độ có giảm chậm lại một chút. Tiêu Phàm thấy thế, khóe miệng hiện lên một nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải thập đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong hợp lực xuất thủ, đoán chừng vẫn chưa bức ấn ký của Tiêu Thần Võ trên người bọn họ ra ngoài được. Rất hiển nhiên, đây chính là cơ hội Tô Họa từng nói, 10 người này hợp lực xuất thủ, cũng như có thể xóa bỏ ấn ký Tiêu Thần Võ trên người Tiêu Phàm. Nhưng hắn không có lựa chọn bản thân, mà chọn giải trừ ấn ký trên người bọn Diệp Thi Vũ, bởi vì bốn người bọn họ khả năng đủ để làm được thêm nhiều chuyện hơn. Với lại, Tiêu Thần Võ chắc chắn vẫn có cánh khác theo dõi Tiêu Phàm, Tiêu Phàm hắn không thể không vào thiên địa lao ngục. Chỉ cần Tiêu Phàm còn chưa từ thiên địa lao ngục ra, coi như Tiêu Thần Võ biết bốn người Diệp Thi Vũ không vào thiên địa lao ngục, cũng chắc chắn sẽ không đối phó bọn họ. Rốt cuộc, Tiêu Thần Võ vẫn cần Tiêu Phàm lấy mộ bia ra cho hắn. Cũng liền sau khi ấn ký Tiêu Thần Võ trên thân bốn người Diệp Thi Vũ bị phá vỡ, một luồng sức mạnh quỷ dị bao trùm bốn người Diệp Thi Vũ, bóng hình bốn người bỗng nhiên phát nổ, tạo thành một trận mưa máu tan biến trong không trung. Tộc trưởng, Chiến La kêu to, nhanh chóng nhào về phía hình bóng Nam Cung Tiêu Tiêu, nhưng mà lại nhào vào khoảng trống. Bọn Chiến La nhìn thấy,
toàn bộ bốn người Nam Cung Tiêu Tiêu đều bị sức mạnh của thập đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong chiến thiên hạ nghiền cho nát, chẳng còn lại gì rồi. Không chỉ bọn chiến la nghĩ như vậy, chiến thiên hạ cũng nghĩ giống như thế. Nhìn thấy bọn Nam Cung Tiêu Tiêu bị quét sạch, một cường giả chiến thần cảnh khinh thường nói, đồ không tự lượng sức mình. Vào nhanh hết đi, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ sốt ruột, nếu bọn chiến thiên hạ thật sự đánh tới, dựa vào mấy người chọc thiên hồng chưa hẳn đã có thể ngăn lại. Hắn thật vẫn sợ chiến la muốn vì Nam Cung Tiêu Tiêu báo thù, cùng bọn chiến thiên hạ liều mạng. Quan trọng nhất là, Tiêu Phàm lại không thể đem mọi chuyện nói cho bọn họ. Sau đó chỉ có thể truyền âm cho Chọc Thiên Hồng nói, mang chiến la vào đi. Chọc Thiên Hồng phản ứng rất nhanh, xuất hai tay ra cuốn lấy chiến la, liền nhanh chóng chạy về phía trong thông đạo màu đen. Kiếm la và Võ Nhược Phong cũng nhanh chóng đi theo. Vẻn vẹn một sát na, bốn người Chọc Thiên Hồng đã không thấy đâu nữa, bọn chiến thiên hạ đánh hụt, công kích hung mãnh cũng xông vào thông đạo màu đen. Tiêu Phàm, bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi thôi, xem ngươi chết như thế nào. Chiến thiên hạ lạnh lùng âm hiểm nhìn Tiêu Phàm, khí thế cuồng bạo nhằm thẳng Tiêu Phàm mà xông tới. Một đám bất tài vô dụng, thật chẳng biết điện chủ nghĩ thế nào, thế mà vẫn để 10 người bọn ta cùng nhau đi tới. Một lão già áo đen khác khinh thường nhìn Tiêu Phàm một cái, sát cơ lấp lóe. Các vị, đầu của Tu La điện chủ nhường cho ta được không? Lại một tên cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong thốt lên, hắn gần như không thể đợi để chém đầu Tiêu Phàm xuống. Chỉ cần các vị đồng ý để ta chém đầu Tu La điện chủ xuống, điểm cống hiến ở chiến trường Bắc Vực kia sẽ nhường lại cho các vị. Một nam tử khôi ngô cười cười nói. Giá trị của cái đầu hắn ở đây, có thể lớn hơn nhiều so với điểm cống hiến của chiến trường Bắc Vực rồi. Lão già áo đen lạnh lùng nói. Mấy tên trò chuyện vui vẻ, trong mắt bọn chúng, Tiêu Phàm đã là một người chết rồi, chỉ là bọn hắn đều muốn tự tay chặt đầu Tiêu Phàm xuống. Nên biết. Nhiều đời Tu La điện chủ như vậy, còn chưa hề có đầu ai bị mấy tu sĩ chiến thần cảnh đỉnh phong bọn chúng đây chém rơi. Các đời Tu La điện chủ, đều là chết trong tay hai vị kia của huyết ma bộ lạc với chiến thần điện. Các ngươi có một câu nói không sai. Lúc này, tiếng nói của Tiêu Phàm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy chàng chậm rãi cười nói, một bọn bất tài vô dụng, đồ chẳng tự lượng sức mình. Hả, bọn chúng nhanh chóng đứng thành một vòng, đằng đằng sát khí nhìn Tiêu Phàm. Lúc này ngươi vẫn còn cười được sao? Ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi. Nam tử khôi ngô bất ngờ nhìn Tiêu Phàm, sau đó từng bước đi tới. Các ngươi luôn mồm muốn giết ta, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, 10 tên chiến thần đỉnh phong rất mạnh phải không? Tiêu Phàm cũng khinh bỉ nhìn bọn chúng. Bọn nam tử khôi ngô nghe thấy lời này thật là chói tai làm sao? 10 chiến thần đỉnh phong, vậy là đủ có thể quét sạch chiến thần đại lục rồi đó. Trừ khi thiên thần ra tay, tuyệt đối không người nào là đối thủ của bọn chúng, một chút tự tin này bọn chúng hẳn là vẫn có. Tiêu Phàm vậy mà dám lớn tiếng không sợ, xem thường 10 đại chiến thần đỉnh phong bọn chúng, vậy khiến bọn chúng không giận sao được. Để ta giết hết các ngươi, vào hết đây cho ta. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, trong không trung đột nhiên xuất hiện từng đạo phù văn. Ngay lúc đó... Một luồng sức mạnh khổng lồ từ đầu bên kia thông đạo màu đen sinh ra, ở dưới luồng sức mạnh này, sợ rằng chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không chống đỡ nổi. Mấy người chiến thiên hạ đột ngột chẳng kịp đề phòng, toàn bộ bị luồng lực hút kia nuốt vào bên trong. Không, có kẻ sợ hãi hét lên, trong giọng điệu thể hiện hết sức sợ hãi, sự sợ hãi này chẳng phải là với Tiêu Phàm, mà là sợ hãi đối với thiên địa lao ngục. Thiên địa lao ngục đáng sợ, đúng là mọi người đều biết. Phàm người đi vào thiên địa lao ngục, đến nay chưa ai có thể sống sót đi ra. Đáng tiếc, sợ hãi vẫn là sợ hãi, Tiêu Phàm vốn dĩ chẳng thể buông tha bọn chúng, một lát sau, đã chẳng thấy tung tích bọn hắn nữa. Bước đầu coi như thành công rồi, lúc đó, bên cạnh Tiêu Phàm bỗng nhiên vang lên một câu nói. Đây chỉ là bước đầu tiên, Tiêu Phàm nhíu nhíu mày, Tô Họa trước đó thật ra đã có nói. Chỉ cần tìm cách đưa đám người chiến thiên hạ vào thiên địa lao ngục, mọi chuyện coi như giải quyết xong xuôi. Đang lúc chàng ngoảnh đầu, Tiêu Phàm bỗng nhiên liền nhìn thấy, Tô Họa vốn giống như tiên trong bức vẽ, đột nhiên già nua rất nhiều. Thời khắc này, Tô Họa chỉ là một bà già gần đất xa trời, một chân đã bước vào trong đất. Tiền bối, người đây à? Tiêu Phàm biến sắc,
không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Họa. Sư tôn vì giúp các ngươi nghịch thiên cải mệnh, bà. Vân Phiến Nhi nức nở, hai mắt đỏ hoe, không tiếp tục nói ra hết. Không phải nàng không muốn nói, mà là nàng đã mất tiếng rồi. Nghịch thiên cải mệnh, con người Tiêu Phàm hơi co lại, làm thế nào điều này lại liên quan đến nghịch thiên cải mệnh? Khi con người Tiêu Phàm rơi vào trên đường vân ở phía dưới, hắn hiểu ra cái gì đó. Hắn đúng là biết phương pháp mở ra cửa truyền tống vào thiên địa lao ngục, nhưng chỉ bằng vào sức lực của hắn bây giờ, thì không kiên trì được lâu như vậy, chắc chắn là Tô Họa ngầm trợ giúp hắn. Mặt khác, Tô Họa vốn không nên biết bọn chiến thiên hạ sẽ đến, bà nói cho Tiêu Phàm bọn hắn biết, coi như là đã hiển lộ thiên cơ rồi, tất nhiên phải thừa nhận thiên phạt. Nếu như Tô Họa chưa từng xuất hiện, kết cục của đám người Tiêu Phàm chỉ có hai loại khả năng, một loại là trực tiếp tiến vào thiên địa lao ngục, một là bị đám người chiến thiên hạ chém giết ở trong này, hoặc là chém giết chiến thiên hạ bọn hắn rồi tiến vào thiên địa lao ngục. Nhưng mà, Tô Họa nhúng tay vào, hai loại khả năng đều không có xảy ra, chí ít, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cũng không cần tiến vào thiên địa lao ngục. Nói theo một cách nào đó, Tô Họa đã thay đổi tương lai, mặc dù cái tương lai này cũng có thể là nhất định xảy ra. Trước kia Tiêu Phàm không tin vào mệnh, chí ít cũng không tin hoàn toàn, nhưng hiện tại, chàng lại cảm thấy vận mệnh đúng thật là tồn tại. Có lẽ vận mệnh tùy lúc cũng sẽ thay đổi, nhưng quỹ tích vận hành đại khái của thế giới là sẽ không phát sinh sự thay đổi. Tất cả những điều này, từ khi Tô Họa xuất hiện tại trong truyền tống thông đạo, liền chậm rãi phát triển vượt ra khỏi quỹ tích ban đầu. Tiền bối, Tiêu Phàm cảm kích nhìn Tô Họa, hắn chưa hề nghĩ tới, Tô Họa lạnh lùng vô tình vậy mà lại vì bọn mình giúp đỡ nhiều như vậy. Không đợi hắn nói xong, Tô Họa đã cắt ngang, bà khẽ mỉm cười nói, Tiêu Phàm, người biết ta tại sao lại ra tay giúp các ngươi không? Tiêu Phàm lắc đầu, mặt không hiểu gì nhìn Tô Họa. Ngươi với những tu la điện chủ khác không giống nhau, bọn hắn mặc dù hùng mạnh, nhưng lạnh lùng vô tình, hành sự lỗ mãng, sau khi bọn hắn biết bị Tiêu Thần Võ lừa gạt, bọn hắn trước tiên đều là muốn tìm Tiêu Thần Võ báo thù. Đáng tiếc cuối cùng đều chết dưới sự tính toán của Tiêu Thần Võ. Mà ngươi không vậy, ngươi có một trái tim nhân ái, lại có thể nhẫn nhịn, trước tiên không nghĩ cho chính mình, mà là bạn bè người thân, huynh đệ của mình, hạng người như ngươi, đáng cho ta đánh cược mạng sống của mình. Tô Họa cười nói, giống như một người bà hiền hậu, khác sự lạnh lùng trước đó nhiều. Có lẽ, vì bà chôn vùi tất cả tình cảm ở đáy lòng của mình, không thể không biểu hiện ra cho thế nhân một gương mặt lạnh lùng. Bọn Tiêu Phàm nghe nói, trong lòng khẽ run, Tiêu Phàm cười khổ nói, chỉ dựa vào những điều này tiền bối đã hy sinh chính mình. Luôn có người phải hy sinh, không phải sao? Tô Họa lắc đầu cười một tiếng, gửi lời nói của Tiêu Phàm trước đó trả lại chàng. Ngươi là Tu La Điện chủ đời thứ 19, 19 người các ngươi đều chỉ là quân cờ của người khác, vĩnh viễn cũng nhảy không thoát khỏi ván cờ này. Dừng một chút, Tô Họa lại nói, làm thiên tộc, chúng ta chỉ có thể đứng ngoài quan sát, không dám tham dự mọi chuyện này, nhưng ta hy vọng, ngươi có thể thoát khỏi ván cờ này, không còn biến thành quân cờ, mà là trở thành người đánh cờ. Tiêu Phàm nắm chặt nắm đấm lại, chàng cũng muốn trở thành một người đánh cờ, tuy nhiên muốn thoát ra cái cuộc cờ này, lại không phải dễ dàng như vậy, hiện tại chỉ là lừa gạt Tiêu Thần Võ một chút mà thôi. Tô Họa tựa như nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Tiêu Phàm, hít sâu một hơi nói, nơi này, Tiêu Thần Võ đã không cảm ứng được ngươi toàn bộ rồi, giữa ân ký với bản thể của hắn đã cắt đứt hết thảy liên hệ rồi. Ta sẽ dùng hết khả năng của ta, để ấn ký của Tiêu Thần Võ trên người ngươi nhập vào một khoảng thời không khác, để hắn đạt được những ký ức mình muốn, về phần ngươi trở về sau, thì phải trông cậy chính ngươi rồi. Tiêu Phàm trầm mặc, không biết trả lời như thế nào, lấy mạng Tô Họa đổi lấy tương lai một nhóm mình, trong lòng Tiêu Phàm nhất thời không cách nào tiếp nhận được. Không đợi Tiêu Phàm phản ứng, Tô Họa đột nhiên búng tay một cái, một luồng ánh sáng màu trắng bao phủ Tiêu Phàm, tựa như bị một loại khí tức nào đó khóa lại một chỗ. Ở trước người Tiêu Phàm, hiện lên một quang đoàn, trong quang đoàn có thể nhìn thấy lờ mờ một người nhỏ. Tiêu Thần Võ, Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, trước kia hắn kính nể Tiêu Thờ Võ nhiều thế nào, bây giờ chàng lại hận Tiêu Thần Võ nhiều chừng đó. Trong suy nghĩ của Tiêu Phàm, chàng sớm đã tính Tiêu Thần Võ cùng Dạ Cửu U là cùng một hạng người, hai kẻ này đều là kẻ địch của chàng. Thậm chí, Tiêu Thần Võ còn đáng hận hơn,
bởi vì hắn kiềm chế tất cả thân bằng hảo hữu của mình. Một khi Tiêu Phàm phản kháng, những thân bằng hảo hữu kia đoán chừng đều phải vì hắn mà chết. Chốc lát, Tiêu Thần Võ bên trong quang đoàn kia cuối cùng lâm vào mê muội, từ từ lâm vào trạng thái ngủ say. Cùng lúc đó, Tô Họa giống như không còn chút sức lực, thân thể mềm nhũn, thiếu chút ngã ra đất, cũng may Vân Phiến Nhi vội vàng đỡ lấy bà. Sư tôn, Vân Phiến Nhi nghẹn ngào, nói không ra lời. Phiến Nhi, người thiên tộc chúng ta không cần nước mắt. Tô Họa mỉm cười lắc lắc đầu, nó vào thời khắc này, đã hoàn toàn biến thành một con người rồi. Sau đó lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói, bước thứ hai đã hoàn thành, từ giờ trở đi, tất cả những việc ngươi làm, Tiêu Thần Võ đều không thấy được, trước khi rời đoạn này ký ức này đi, ta cũng đã đánh vào bên trong ấn ký của hắn, ngươi có thể tiến vào rồi. Tiêu Phàm không vội vã đi vào, mà là lấy ra từng viên mệnh nguyên châu, lo lắng nói, tiền bối, ta đây có không ít mệnh nguyên châu, người luyện hóa hết đi, nếu như không đủ, ta đi tìm thêm cho người. Tô Họa vẫn mỉm cười, không để ý đến Tiêu Phàm, mà lấy ra hơn 100 viên mệnh nguyên châu trước đó Tiêu Phàm đưa cho bà, ngoài ra còn có một tòa quan tài thủy tinh. Bên trong quan tài thủy tinh, có một lão giả đang nằm, Tiêu Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra người kia, ngoại trừ Lư Chiến còn có thể là ai nữa. Tiền bối, vị này, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Tô Họa, hắn không nghĩ tới Tô Họa còn giữ thi thể Lư Chiến. Sư tôn, đừng mà, đừng, Vân Phiến Nhi không ngừng lắc đầu, quỳ trước mặt Tô Họa, ôm chân của bà khẩn cầu nói. Vi sư vì thiên tộc ra sức nhiều như vậy, hãy để vi sư tự lo cho mình một lần đi. Mắt của Tô Họa vô cùng kiên định, lắc mình cựa ra khỏi cánh tay của Vân Phiến Nhi. Đưa tay nhấc lên, quan tài thủy tinh bỗng nhiên mở ra, ngay sau đó, từng tia sáng màu trắng từ mi tâm Tô Họa tuôn tràn mà bắn ra, hóa thành vô số điểm sáng màu trắng rơi vào trong quan tài thủy tinh. Điểm sáng màu trắng chậm rãi dung nhập vào trong thân thể Lư Chiến, cùng lúc đó, trong miệng Tô Họa niệm ra từng đạo cổ lão chú ngữ, sau đó đánh ra từng đạo thủ ấn. Đột nhiên, hơn 100 viên mệnh nguyên châu trong hư không kia, chợt hướng về mi tâm Lư Chiến mà tuôn đến, tựa như một chuỗi hạt châu đã vào trong mi tâm ông ta. Chỉ một thoáng, chuyện khiến cho tất cả mọi người rúng động đã xảy ra, đến nay Lư Chiến vốn đã không có một chút cơ hội sống, trong cơ thể đột nhiên huyết khí đặc hữu kêu vang. Nóng rồi, Nam Cung Tiêu Tiêu hoảng sợ nói, bọn họ còn nhớ rõ cảnh Lư Chiến chết đi, có khi nào lại nghĩ đến con người đã chết mà vẫn còn có thể phục sinh. Tiêu Phàm cau mày, hắn vừa rồi nhìn qua thi thể Lư Chiến một lượt, phát hiện trong thi thể Lư Chiến, linh hồn lực của ông hoàn hảo không tổn hại. Giờ phút này, vô số điểm sáng màu trắng kia toàn bộ đều hội tụ tại trong ý thức của Lư Chiến, thậm chí ngưng tụ thành một chùm tia sáng mệnh cách màu trắng. Chàng đối với mệnh cách cũng không phải là quá hiểu rõ, nhưng chàng lại có thể cảm nhận được, khí tức mệnh cách này hẳn là Lư Chiến. Nghịch thiên cải mệnh, đây mới thật sự là nghịch thiên cải mệnh. Trong lòng Tiêu Phàm hơi chút kinh ngạc kêu lên, vì cảm thấy chấn động với loại bản lĩnh này của Tô Họa. Tiêu Phàm chỉ từng nghe nói qua về nghịch thiên cải mệnh, nhưng hôm nay lại gặp được hai lần, tương lai nhóm mình bị thay đổi, điều này chỉ có thể hiểu, không thể nói bằng lời, có lẽ không thể nói rõ ràng là nghịch thiên cải mệnh. Dù sao tương lai của mỗi người, đều có thể tồn tại rất nhiều kiểu, Tô Họa chỉ có thể thay đổi quỹ tích hành động của Tiêu Phàm bon hắn. Nhưng hiện tại, đây chính là người chết sống trở lại, không phải nghịch thiên cải mệnh thì là cái gì đây? Theo sinh cơ trên cơ thể Lư Chiến càng ngày càng rõ ràng, và mệnh cách ở mi tâm ông càng ngày càng hoàn thiện, thì sinh cơ trên người Tô Họa lại nhanh chóng trôi đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Thi Vũ đi đến bên cạnh Tiêu Phàm, không khỏi ôm chặt lấy cánh tay Tiêu Phàm. Nàng rất muốn khuyên can Tô Họa, nhưng nàng không làm, bởi vì nàng đủ để biết được tình cảm của Tô Họa. Lư Chiến là người yêu của bà, vì người mình yêu đánh đổi mạng sống thì có gì đâu. Tô Họa đủ sức làm được, Diệp Thi Vũ nàng cũng có thể làm được như thế, nàng cho rằng mình không nên ngăn cản Tô Họa vì người mình yêu kính dâng quyền lợi. Mấy người Tiêu Phàm cũng không ngăn cản, mà là ở một bên lẳng lặng quan sát, Tô Họa bởi vì tiết lộ thiên cơ, đã hoàn toàn suy yếu, coi như không cứu Lư Chiến, bà cũng sống không được bao lâu. Dùng quãng đời còn lại không nhiều của mình, nếu như có thể đổi lấy người mình yêu sống lại, ai cũng sẽ lựa chọn như thế. Sau nửa giờ, tia sáng trên mi tâm của Tô Họa biến mất, thân thể của bà bỗng nhiên ngã xuống mặt đất, cũng ngay lúc này,
một bóng người xẹt đến, xuất hiện bên cạnh Tô Họa, một cái tay đỡ lấy bờ eo của bà. Và giờ khắc này, thi thể Lư Chiến bên trong quan tài thủy tinh đã không thấy bóng dáng. Chiến ca, tiếng nói yếu ớt của Tô Họa vang lên, trên mặt vẫn nét cười như cũ, lòng bàn tay sâu, nhăn nheo và khô ráp vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt mà lại anh tuấn kia, thân ảnh kia chẳng phải ai khác, chính là Lư Chiến, chỉ là Lư Chiến thời khắc này lại không còn già nua, mà là bộ dạng hơn 40 tuổi, đây là vì nguyên do khí huyết tràn đầy. Họa nhi, Lư Chiến cũng một khuôn mặt chứa chan nhìn Tô Họa, thân thể của ông run rẩy kịch liệt, nức nở nói tại sao? Tô Họa không trả lời Lư Chiến, mà nhìn về phía Tiêu Phàm nói, ta sở dĩ giúp ngươi, còn có một điểm khác nữa, đó chính là có đôi khi sống so với chết lại đau khổ hơn. Toàn thân Tiêu Phàm run lên, không khỏi nắm chặt tay ngọc của Diệp Thi Vũ, chàng tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Tô Họa, cái chết của Lư Chiến đối với bà là một sự đã kích rất lớn, mặc dù bà còn sống, nhưng so với chết càng thêm khó chịu. Cho nên, lúc này bà lựa chọn cái chết, để cho người mình yêu sống lại. Phiến Nhi, sau khi vi sư chết, ngươi cầm lấy Thiên Tâm Châu đi, từ nay về sau, ngươi sẽ làm thiên tộc tộc trưởng, người thủ mộ cõi này. Tô Họa đột nhiên nhìn về phía Vân Phiến Nhi nói. Sư tôn, ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ không. Vân Phiến Nhi đau khổ kêu gào, Tô Họa giao hết thảy cho nàng, coi nàng trở thành như con gái của mình. Mặc dù bình thường đối với nàng vô cùng nghiêm khắc, nhưng Vân Phiến Nhi biết, đó là Tô Họa quan tâm nàng. Trên đời ai có thể bất tử, thiên tộc tự khoe là biết rõ âm dương, nhìn thấu quá khứ với tương lai, thậm chí có thể nắm giữ vận mệnh của người khác, lại không biết, thiên tộc mới là đáng buồn nhất, ngay cả vận mệnh của mình cũng không cách nắm giữ. Tô Họa dường như nói một mình, giọng nói càng ngày càng suy yếu. Họa nhi, ngươi sẽ không chết được, sẽ không. Lư Chiến điên cuồng đưa hồn lực vào cho Tô Họa, nhưng mà vốn dĩ không có một chút khởi sắc nào. Chiến ca. Để người đau khổ sống tiếp, người sẽ không trách ta chứ? Tô Họa cười một tiếng buồn bã. Bà sao lại không muốn cùng Lư Chiến bên nhau không rời, đáng tiếc bà không làm được. Khi còn sống, bà là thiên tộc tộc trưởng, người thủ mộ cõi này, không thể cùng bất cứ kẻ nào thân thiết, bằng không mà nói người bên cạnh tất phải chết, đây cũng chính là nguyên nhân bà bịn dịn rời xa Lư Chiến. Không phải bà không yêu Lư Chiến, ngược lại là bà giật yêu Lư Chiến. Mà chết rồi, bà có thể dùng mạng của mình đổi lấy mạng người yêu, nhưng bà cũng đã không còn cảm nhận được sự ấm áp của người yêu. Thiên tộc, thiên phú đương nhiên nghịch thiên, nhưng cũng nhất định là chủng tộc cơ khổ không nơi nương tựa. Vận mệnh đúng là trêu cợt người ta, bởi vì sức người quá yếu, không thể thoát ra được sự nắm giữ của vận mệnh. Lư Chiến nức nở, nghẹn ngào, không biết trả lời làm sao, trong lòng của ông ta cực kỳ phẫn uất vận mệnh bất công. Đời này coi như ta nợ người, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ gả cho người. Tô Họa dịu dàng nhìn Lư Chiến. Có lẽ, có thể chết ở trong vòng tay người mình thương yêu, cũng là một niềm hạnh phúc. Chờ ta giết hết kẻ địch, sẽ tới tìm nàng. Lư Chiến nghẹn ngào, tuyệt vọng ôm Tô Họa vào trong lòng. Ông bây giờ biết rõ chân tướng, trong lòng hết sức buồn bã, mình lúc trước vì sao không có được dũng khí, tiến lên ôm lấy bà. Được. Tô Họa nở nụ cười xinh đẹp, thân thể đột nhiên bắt đầu hóa thành vô số cơn mưa ánh sáng tràn ngập không trung. Lư Chiến muốn ôm chặt lấy, nhưng mà thân thể của Tô Họa lại tan biến càng nhanh. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, Tô Họa đã hoàn toàn biến mất không thấy, trong hư không chỉ còn một cơn mưa ánh sáng phiêu đãng, bay khỏi thế giới này mỗi lúc một xa xôi. Thiên tộc, khi còn sống biết rõ thiên địa, sau khi chết đi hồn quy thiên địa. Chỉ có người của thiên tộc mới biết được sự tồn tại của mình, bọn họ nhất định là những người cô độc nhất trên đời. Mấy người Tiêu Phàm đứng ở đó, hai mắt sưng đỏ, nước mắt Diệp Thi Vũ cùng Vân Phiến Nhi đã thấm ướt y phục, khóc lóc sướt mướt. Lúc đó sau khi mưa ánh sáng đầy trời biến mất, trong hư không đột nhiên rơi xuống một hạt châu trong suốt, hai tay Lư Chiến run rẩy nhấc lấy hạt châu đó, kiên nghị như ông, cũng không nhịn được rơi nước mắt rồi. Sư tôn, người yên tâm. Phiến Nhi nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Vân Phiến Nhi nức nở, quỳ trên mặt đất, hồi lâu mới đứng lên. Đột nhiên, nàng đi tới phía Lư Chiến, định đi lấy hạt châu kia, hạt châu đó không là gì khác, chính là vật truyền thừa của thiên tộc, Thiên Tâm Châu. Thứ này hại người, người còn muốn.
Lư Chiến bỗng nhiên nắm chặt hạt châu nhìn Vân Phiến Nhi nói. Đây là sứ mệnh của thiên tộc ta. Vân Phiến Nhi hít sau một hơi, chậm rãi xòe bàn tay ra, nàng hiển nhiên cũng không muốn kế thừa chức vị tộc trưởng của thiên tộc, thế nhưng lại không thể làm gì. Lư Chiến im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn đưa thiên tâm châu cho Vân Phiến Nhi, ý niệm của Vân Phiến Nhi bao phủ thiên tâm châu, thiên tâm châu bỗng nhiên hóa thành từng đạo lưu quang bắn vào mi tâm của nàng. Chỉ một thoáng, tóc của Vân Phiến Nhi đen nhánh đẹp đẽ, đột nhiên chậm rãi biến thành màu trắng, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, cả người nhìn qua thánh khiết vô cùng, giống như tiên nữ hạ phàm. Tiêu đại ca, sư tôn còn có một chuyện bảo cho ta nói cho ngươi. Thần sắc Vân Phiến Nhi bình tĩnh, tựa như đã sớm đoán được sẽ có hôm nay. Chuyện gì vậy? Thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại. Sư tôn bảo ta nói cho ngươi biết, quan hệ của Dạ Cửu Thiên với Dạ Cửu U. Ngữ khí Vân Phiến Nhi từ từ trở nên lạnh lùng, tựa như thiên tâm châu lấy đi tất cả tình cảm của nàng. Tiêu Phàm nhíu mày, Vân Phiến Nhi thiện lương mềm yếu như một bé gái, vậy mà cũng xảy ra sự thay đổi như thế, khó trách tính cách của Tô Họa cũng chuyển biến lớn như thế. Chẳng qua nghe thấy Vân Phiến Nhi nói, trong lòng Tiêu Phàm có một chút suy nghĩ, cho tới nay hắn cũng rất muốn biết quan hệ của Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu U, vốn dĩ hắn là người không biết được, lại chưa từng nghĩ tới, Tô Họa vậy mà biết. Lúc này, tiếng nói của Vân Phán Nhi tiếp tục vang lên, ta làm người thủ mộ thiên tộc, mà Dạ Cửu Thiên với Dạ Cửu U, lại là mộ nô. Mộ nô, Tiêu Phàm nheo mắt lại, hùng mạnh kiểu đó như Dạ Cửu Thiên với Dạ Cửu U, cũng chỉ là nô bộc của thủ mộ sao? Tiêu Phàm còn chưa hề nghĩ tới, Dạ Cửu U với Dạ Cửu Thiên chỉ là mộ nô, không chỉ hắn giật mình, những người khác cũng kinh ngạc không thôi. Trong đầu Tiêu Phàm chợt hiện ra từng suy nghĩ, rất nhanh liền bình thường trở lại, chỉ ít Tiêu Thần Võ có một điểm nói không sai, đó chính là chiến hồn đại lục rất có khả năng chôn một vị thần vương. Thiên thần ở trước mặt thần vương, chẳng phải cũng giống như là sâu kiến sao? Để bọn hắn giữ mộ, coi như đã đề cao bọn hắn rồi. Mặt khác, nhớ kỹ một điểm, thân phận của ngươi là kẻ vô mệnh, đừng nói bất cứ kẻ nào, đây có lẽ ngươi là duy nhất có được cơ hội thoát khỏi ván cờ này, đây chính là sư tôn vừa mới hao hết sinh mệnh tính cho ngươi một quẻ. Đang trong lúc Tiêu Phàm trầm tư, tiếng nói của Vân Phiến Nhi tiếp tục vang lên bên tai hắn, lời nói vừa dứt, khí chất trên người của Vân Phiến Nhi cũng xảy ra sự thay đổi rất lớn. So sánh với vừa rồi, hoàn toàn như chia làm hai người, vừa mới nhiệt tình, thiện lương, yếu đuối, nhưng mà lúc này lại lạnh lùng, hờ hững, xa người ngàn dặm. Vân Phiến Nhi kế thừa toàn bộ thiên tộc, tự thân cũng phát sinh biến hóa rất nhiều, nàng thời khắc này, đã không còn là mình nữa, mà chính là biến thành một người khác rồi. Sắc mặt Tiêu Phàm thật khó coi, Vân Phiến Nhi biến thành kiểu như hôm nay, với hắn có liên quan rất lớn, hắn âm thầm thề trong lòng. Sắp tới nếu như có một ngày như vậy, nhất định sẽ đưa Vân Phiến Nhi thoát khỏi thân phận người thủ mộ. Tiêu Phàm, người vào đi, bọn họ mang ta đi đây. Vân Phiến Nhi lạnh nhạt nói, đã bắt đầu gọi thẳng tên Tiêu Phàm. Được, Tiêu Phàm hít sâu, nhìn xung quanh, luồng sức mạnh thời không kia sắp sửa biến mất. Tiêu Phàm với mấy người Diệp Thi Vũ nhìn nhau một cái, dứt khoát cắm đầu một mạch vào trong đó. Việc đã đến nước này, Tiêu Phàm không thể nào lui lại được. Tô Hỏa cũng bởi vì hắn chết rồi, làm sao lại có thể để bà chết vô ích được. Cũng trong một tích tắc Tiêu Phàm rơi vào trong thông đạo màu đen kia, Lư Chiến đột nhiên lách mình xuống theo, sợ rằng bọn Nam Cung Tiêu Tiêu muốn ngăn cản cũng không kịp. Các ngươi đi với ta, ánh mắt của Vân Phiến Nhi chẳng mang một chút tình cảm nào, hoa tay một vòng, không gian bốn phía vặn vẹo, sau bỗng nhiên biến mất tại chỗ, tựa như từ trước tới giờ đều chưa hề xuất hiện. Mở truyền tống thông đạo ra, nhìn giống trải qua thời gian rất dài, nhưng đối với ngoài giới mà nói, còn không đến một giây mà thôi. Mấy giây trước đó, trong không gian bí cảnh của Thần Phong Học Viện Đại Yên Vương Triều, Tiêu Thần Võ đang uể oải nằm khoan thai trên ghế bành, trước người hắn, nhấp nhô một hình ảnh. Trong hình, Tiêu Phàm đang mở ra lối vào thiên địa lao ngục, chiến thiên hạ với 10 đại chiến thần đỉnh phong hung dữ đi đến, bọn Nam Cung Tiêu Tiêu kinh biến, không chút do dự nghênh đón lấy. Nhưng mà, lúc 10 đại chiến thần đỉnh phong hợp lực đánh giết tới, mấy người Nam Cung Tiêu Tiêu vốn dĩ không phải đối thủ, sau đó bước ra mấy ấn ký của hắn lưu trên mấy người kia. Ngay sau đó, mấy người Nam Cung Tiêu Tiêu bỗng nhiên nổ tung ra, vốn dĩ không có chút sức lực chống đỡ. Lập tức,
Tiêu thần võ lại nhìn thấy, chiến la muốn báo thù, lại bị chọc thiên hồng khống chế kéo vào trong thông đạo, bọn chiến thiên hạ không chút do dự tiến vào truy sát. Cùng lúc đó, tiêu phàm lại nhanh chóng nhảy vào trong cửa thiên địa lao ngục, toàn bộ chuyện xảy ra về sau, tiêu thần võ vốn dĩ không nhìn thấy. Một khi tiêu phàm tiến vào thiên địa lao ngục, tiêu thần võ cũng không cảm ứng được ấn ký lưu trên người tiêu phàm. Cũng liền sau lúc tiêu phàm tiến vào thiên địa lao ngục, bức họa trước mắt hắn bỗng nhiên biến mất. Đi vào rồi, rốt cục lại đi tới bước này rồi. Tiêu thần võ tự nhủ, tiếng nói càng ngày càng nhỏ, hắn nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ say, chỉ có ghế bành kia nhẹ nhàng dao động. Giờ phút này, sâu trong một vùng sơn mạch cổ xưa, hư không đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng lăn tăn, lập tức bốn bóng người bỗng nhiên từ trong hư không rơi xuống. Bốn người này không phải ai khác, chính là Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Diệp Thi Vũ cùng Quan Tiểu Thất, sắc mặt bốn người vô cùng khó coi. Một ngày nào đó, dị tộc tất diệt, chiến luân hồi cùng tiêu thần võ phải chết. Nam Cung Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói, tiêu phàm lại một lần nữa vì cứu bọn họ, tự mình tiến vào trong thiên địa lao ngục. Mấy người phát hiện, mỗi lần đều là tiêu phàm cứu bọn họ, mà bọn họ vẫn chưa có trợ giúp cho tiêu phàm cái gì. Trong lòng mấy người cảm thấy vô cùng khó chịu. Mọi người yên tâm, phu quân nhất định sẽ trở về. Ánh mắt Diệp Thi Vũ kiên định nói, lúc này, bọn họ cần chính là kiên cường. Nếu như chính bọn họ cũng không tự giúp mình, cũng không có người nào có thể trợ giúp bọn họ. Ba người Lăng Phong gật gật đầu, bọn họ cũng tin tưởng, tiêu phàm nhất định có thể sống sót từ thiên địa lao ngục ra. Một lúc, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn chân trời. Nói, chúng ta theo ước định khi trước mà làm đi, chờ trước khi lão tam ra, cần phải di chuyển gia tộc đi, toàn bộ rời đến hồn tộc. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu, nói, lão tam nói rồi, việc này không thể nóng vội, mấy người chúng ta hết sức đừng lộ diện, tốt nhất để đám người ảnh phong với phong lang xử lý. Tiêu gia, lang gia, diệp gia, ta ngược lại không lo lắng, ta lo lắng chính là quách lão quỷ bọn hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng chúng ta. Mà một khi chúng ta dựa vào vương triều Đại Yên, tiêu thần võ cũng có thể sẽ phát hiện. Lăng Phong thở dài một hơi. Không thể không nói, tiêu thần võ với Dạ Cửu U và chiến luân hồi sẽ chơi bọn họ. Hắn một người dựng sân khấu kịch, diễn trò vài vạn năm, tất cả mọi người đã là nhân vật ở trong vở diễn hắn muốn rồi, nhưng lại không thể làm gì. Trước kia đoán chừng có bao nhiêu tu la điện chủ đều chết không rõ ràng, cho dù biết một chút chân tướng, muốn tìm tiêu thần võ báo thù. Cuối cùng lại bị tiêu thần võ âm độc giết chết. Mà tiêu phàm, hắn biết rõ mình bị lừa gạt, nhưng lại không thể công nhiên phản kháng. Một chiêu này, tiêu thần võ chơi thực sự thật cao minh, biến các đời tu la điện chủ thành khỉ đùa nghịch. Tam ca nói rồi, hắn sẽ tận lực kéo dài thời gian cho chúng ta, ít nhất một năm, nhiều nhất ba năm, chúng ta vẫn là mau chóng ngầm theo kế hoạch hành động. Quan Tiểu Thất hít sâu một hơi nói, ta về linh tộc trước. Nói việc này cho người tộc ta biết. Chuyện của gia tộc Nhị Phán, Độc Cô cũng giao cho ngươi luôn, chuyện Nam Vực, ta sẽ làm tốt, đến lúc đó tập hợp tất cả mọi người Đông Vực, mọi người cần phải cẩn thận. Lăng Phong trầm giọng nói. Các ngươi cẩn thận một chút, Nam Cung Tiêu Tiêu trịnh trọng nói. Yên tâm, chúng ta sẽ không ra mặt, để người Tu La Điện ra mặt. Lăng Phong gật gật đầu, lại nhìn về phía Diệp Thi Vũ nói, Thi Vũ, ta biết ngươi lo lắng Diệp Bá Bá. Nhưng chúng ta không thể trở về Nam Vực, một khi bước vào, tiêu thần võ sẽ có thể phát hiện ra, đến lúc đó kế hoạch của Lão Tam rất có khả năng thất bại trong gang tấc. Ta biết, Diệp Thi Vũ gật gật đầu, thần sắc kiên nghị nói, ta về hồn tộc trước, gọi người tiếp ứng các ngươi. Mấy người gật gật đầu, sau đó liền tự mình rời đi, dựa theo ước định của bọn họ cùng với tiêu, bắt đầu cứu vớt thân nhân bọn họ. Tiêu phàm cũng không muốn, đến lúc cùng tiêu thần võ trở mặt. Đối phương dùng thân nhân của hắn để uy hiếp hắn, để hắn làm chuyện vi phạm lương tâm mình. Hắn xưa nay không phải người bị động, dù rằng mình bây giờ thân ở thế yếu, cũng phải vì tương lai của mình lo liệu, bởi vì hắn còn có một đám huynh đệ có thể phó thác. Lại nói tiêu phàm tiến vào trong thông đạo màu đen, thời gian một hơi thở, tiêu phàm liền cảm giác mình đã xuyên thấu một tầng kết giới, đi tới một thế giới khác. Một luồng khí tức man hoang, mênh mông. Cổ xưa đập vào mặt, phóng tầm mắt nhìn ra, bốn phía một dải lờ mờ, cho người ta một loại không khí vô cùng ngột ngạt. Tiêu phàm quay đầu nhìn lại, sau lưng lại là một khối vách đá màu đen,
một cửa lớn giống như lóe lên vách đá, đã ngăn trở đường lui của hắn. Hắn chạm tay vuốt ve, một luồng ý lạnh từ trên vách đá truyền đến, không biết loại đá kỳ là gì trên vách đá, cứng rắn vô cùng, còn nhộn nhạo một luồng sóng lăn tăn khác lạ. Phía trước đó, là một khoảng thông đạo dài chừng mấy mươi trượng, toàn bộ thông đạo cũng là từ loại đá màu đen cấu thành, tỏa ra một luồng khí tức buồn tẻ mà lại ngột ngạt. Thiên địa lao ngục, Tiêu Phàm nheo nheo hai mắt, cất bước đi đến phía cuối thông đạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 88.